Đường đường Hỗn Nguyên Tiên Vương, lại bị một cái Hồng Trần Tiên Vương trực tiếp phế bỏ một đầu cánh tay, hơn nữa cả người bay ngược mà ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Tiêu Thiên Lân hai người trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, rung động cùng giật mình. Giết, hỏa hồng chiến giáp nam tử rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giơ ra một bàn tay, cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt bị hắn đại thủ này bao trùm. Không hổ là hỗn độn tiên linh tộc, vậy mà đối hỗn loạn lực lượng có rất lớn miễn dịch. Hỗn loạn lực lượng ở hắn một trưởng này phía dưới, vậy mà tan ra bốn phía. Thương Mộc Vương, người đối thủ là ta. Tiêu Thiên Lân gầm thét một tiếng, chủ động giết ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, hắn đối Tiêu Phàm thân phận lại không bất luận cái gì hoài nghi. Lấy Tiêu Phàm thực lực, hắn nếu là khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, căn bản không cần thiết lừa gạt mình. Tăng thêm đối diện hai cái hỗn nguyên tiên vương, hoàn toàn có thể lưu lại bản thân. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đối hỏa hồng chiến giáp nam tử Thương Mộc Vương công kích nhìn như không thấy, đưa tay một bàn tay chụp về phía khư tộc cường giả. Tất nhiên nói muốn làm thịt cái kia khư tộc tiên vương, hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng cũng không bao quát tiên vương. Cho dù đại thần thiên vậy chờ nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực tuyệt đỉnh hỗn nguyên tiên vương, Tiêu Phàm mảy may không rơi vào thế hạ phong, huống chi cái này khư tộc tiên vương đây. Phải biết, Tiêu Phàm thực lực tăng phúc, chính là hắn gấp 2. Vừa mới ổn định thân hình khư tộc tiên vương, lần nữa bị Tiêu Phàm một chưởng vỗ bay, thân thể trọng trọng nhập vào mặt đất. Hỗn độn khư địa không gian cường độ cũng thực quỷ dị, lại có thể tiếp nhận hỗn nguyên tiên vương cường giả công kích. Hỗn trướng, khư tộc tiên vương gầm thét, lần nữa phóng lên tận trời. Hắn nhưng là hỗn nguyên tiên vương A, lại bị một cái hồng trần tiên vương đè lên đánh, cái này khiến hắn làm sao chịu phục. Không đợi hắn nói xong, lại một cái chân to từ trên trời giáng xuống, một lần nữa đem hắn dẫm vào sâu trong lòng đất. Tiêu Thiên Lân cùng Thương Mộc Vương nhìn tê cả da đầu, kinh hãi tới cực điểm. Tiêu Phàm thực lực, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn họ thấy qua hồng trần tiên vương vô số, thậm chí có không ít người chiến lực có thể sánh ngang đỉnh tiêm La Thiên Tiên Vương. Nhưng là, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hồng trần tiên vương có thể áp chế đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Đừng nói chưa thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Người kia là ai? Làm sao hắn nha hung tàn như vậy? Nhất định chính là bậc hách tồn tại A. Oanh, Tiêu Phàm có thể không để ý tới hai người chấn kinh, một cước giẫm chân một cái. Vừa mới khôi phục thân thể khư tộc tiên vương, thân thể trực tiếp bị dẫm bạo, hóa thành đầy trời hắc vụ. Khư tộc tiên vương buồn bực thổ huyết, hắn thương thế ngược lại không nghiêm trọng lắm, nhưng là cái này quá biệt khuất. Bị người xem như rác rưởi một dạng dẫm, hắn hận không thể trực tiếp cho trên cổ mình đến một đao. Quá khuất nhục, quá mất mặt, đây là cái gì thù cái gì oán. À, khư tộc tiên vương thừa nhận to lớn khuất nhục, tức giận chết rồi, gào thét, muốn tránh thoát Tiêu Phàm dẫm đạp. Nhưng hắn phát hiện mình căn bản làm không được, hơn nữa, hắn nổ tung sau hắc vụ, chỉ chốc lát sau vậy mà thiếu một mảng lớn, khiến cho hắn khí tức không ngừng rơi xuống. Tiếp tục như vậy, bản thân thật sự có khả năng bị lưu lại. Khư tộc tiên vương lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt, loại này cảm giác, hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng cảm thụ. Đừng chu lên, dù sao ngươi nhất định phải chết, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, hắn xuyên qua thông đạo khu vực. Không phải là vì tập sát khư tộc sao? Trước mắt cái này thế nhưng là hỗn nguyên tiên vương cảnh khư tộc, Tiêu Phàm lại làm sao biết lưu thủ? Mấu chốt là, hắn rất chờ mong hỗn nguyên tiên vương cảnh khư tộc nếu là bị vạn nguyên huyễn thú cắn nuốt mất, cái kia vạn nguyên huyễn thú lại có thể đạt tới như thế nào cấp độ? Tiêu Phàm một bên xuất thủ, một bên để vạn nguyên huyễn thú thôn vệ hắn lực lượng. Chỉ chốc lát sau, khư tộc tiên vương rốt cục không chịu nổi, lớn tiếng gào thét, Thương Mộc Vương. Cứu ta. Thương Mộc Vương không nói tiếng nào, hắn một mình đối chiến Tiêu Thiên Lân, áp lực cũng không nhỏ. Dù sao, trước đó hai người bọn họ liên thủ, cũng mới miễn cưỡng áp chế Tiêu Thiên Lân, mà bây giờ, hắn chỉ có một người. Ngươi để cho ta cứu ngươi, ta đều muốn cho ngươi cứu ta đây. Thương Mộc Vương, khư tộc tiên vương không ngừng gào thét, trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh khủng. Đừng quỷ kêu, lão tử cũng muốn cứu ngươi. Nhưng ta căn bản không xuất thủ được. Thương Mộc Vương bị khư tộc tiên vương cho hô phiền não, lớn tiếng gầm thét,
biệt khuất tới cực điểm. Hắn làm sao không biết, chỉ cần Khư tộc tiên vương cái chết, cái tiếp theo liền sẽ đến phiên hắn. Bản vương chết ở chỗ này, chủ thượng Khư Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khư tộc tiên vương gầm thét, bắt đầu uy hiếp Thương Mộc Vương. Thương Mộc Vương sắc mặt biến hóa, không cẩn thận bị Tiêu Thiên Lân một quyền xuyên qua ngực, hỗn độn chi khí loạn xạ. Ngươi chờ, ta đây tìm người tới cứu ngươi. Thương Mộc Vương khẽ cắn môi, quay người liền hướng lấy hỗn độn khư địa chỗ sâu kích xạ đi. Cái gì Khư Thiên, gặp quỷ đi thôi. Lão tử lại không đi, chờ chút phải thay ngươi chôn cùng. Thật đúng là đừng nói, một cái hỗn nguyên tiên vương muốn chạy trốn, thật đúng là không phải người bình thường có thể ngăn được. Tiêu Thiên Lân thực lực mặc dù ở Thương Mộc Vương phía trên, nhưng chỉ là ổn vượt qua hắn, muốn ngăn giết Thương Mộc Vương, căn bản làm không được. Hắn trơ mắt nhìn xem Thương Mộc Vương đào tẩu, cũng không có truy sát, bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại là cái này Khư tộc tiên vương, bị lưu lại cơ hội rất lớn. Hắn nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm từng cước hung hăng dẫm nát Khư tộc tiên vương nhục thân, khóe miệng có chút co lại. Đây là kẻ hung hãn a. Tiêu Thiên Lân thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Một cái hồng trần tiên vương, đơn đả độc đấu chặn giết một cái Khư tộc hỗn nguyên tiên vương, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù cho bây giờ, sự thật sắp phát sinh ở trước mắt mình, hắn cũng cảm giác có chút mộng ảo, quá không chân thật. Khư tộc tiên vương nhục thân một lần lại một lần phục hồi như cũ, nhưng có lần lượt bị Tiêu Phàm dẫm bạo, không ngừng trở nên suy yếu. Kiên trì như vậy không sai biệt lắm một nén nhang, Khư tộc tiên vương rốt cục không cách nào khôi phục nhục thân, chỉ còn lại có đầy trời hắc vụ. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, kinh khủng hấp lực, đem tất cả hắc vụ tất cả đều hút vào trong đó. Ở trước mặt Tiêu Thiên Lân, hắn vẫn không muốn bại lộ vạn nguyên huyễn thú tồn tại. Chết, Tiêu Thiên Lân nhìn thấy Khư tộc tiên vương hoàn toàn biến mất, lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đang đợi cái gì. Sau nửa ngày, trên mặt hắn rốt cục hiện lên một nụ cười. Vạn nguyên huyễn thú triệt để luyện hóa Khư tộc tiên vương năng lượng, hơn nữa phía trước mấy cái Khư tộc, đã thành công đột phá đến La Thiên Tiên Vương cảnh. Đa tạ tiền bối viện thủ, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Tiêu Thiên Lân hơi hơi chắp tay, cung kính một bái. Mặc dù Tiêu Phàm tu vi chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, nhưng hắn vẫn không dám đem Tiêu Phàm thật xem như một cái bình thường Hồng Trần Tiên Vương đối đãi. Đạt giả vi sư, chí ít, Tiêu Phàm thực lực còn ở phía trên hắn, hơn nữa Tiêu Phàm tương đương với cứu hắn một mạng, một tiếng này tiền bối hắn ngược lại là phát ra từ tạng phủ. Làm sao ngươi biết ta là tiền bối? Tiêu Phàm mỉm cười. Tiêu Thiên Lân sững sờ, lại là không biết nói gì. Tiêu Phàm thu liễm nụ cười, hỏi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến nơi này. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc tại thượng cổ đây. Thượng cổ, Tiêu Thiên Lân sững sờ, trong lòng lại là tính toán rất nhanh lên. Tiêu Phàm hẳn không có lừa gạt mình, đã như vậy, vậy hắn hẳn là người thời thượng cổ. Chỉ là, hắn nghĩ thật lâu, cũng không có nhận ra Tiêu Phàm. Chỉ ít, hắn thấy qua người bên trong, không cách nào cùng trước mắt Tiêu Phàm hoàn toàn dung hợp. Tiền bối, ngươi là, Tiêu Thiên Lân thở sâu hỏi. Hắn nội tâm càng thêm kinh ngạc, Tiêu Phàm nếu là người thời thượng cổ, hơn nữa có thiên phú như vậy, vì sao vẫn chỉ là Hồng Trần Tiên Vương đây? Tiêu Phàm không có trả lời, mà là khuôn mặt một trận biến hóa, cùng biến hóa còn có hắn khí tức trên thân. Tiêu Thiên Lân nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa ánh mắt, trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn thân thể run lên bần bật, bờ môi cũng run rẩy lên, ngay sau đó phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Run giọng nói Thiên Lân bái kiến sư tôn. Nếu như khiến người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Tiêu Thiên Lân thế nhưng là Hoàng Tiên Thành trưởng lão a, vậy mà quỳ xuống, hơn nữa quỳ vẫn là một cái Hồng Trần Tiên Vương, cái này thật bất khả tư nghị. Bất quá, Tiêu Phàm lại là 10 điểm bình tĩnh thụ một bái này. Hắn thời khắc này khuôn mặt, đã biến thành táng bộ dáng. Thượng cổ thời kỳ, táng ngẫu nhiên cứu Tiêu Thiên Lân. Đối với hắn có truyền thụ tri ân, mặc dù cũng không có thu hắn làm đồ, nhưng hai người lại là có sư đồ thực. Tiêu Phàm hai tay nâng lên Tiêu Thiên Lân, trêu ghẹo nói, ta cũng không dám trèo cao hỗn nguyên tiên vương cảnh đồ đệ. Nói thật, Tiêu Phàm trong lòng vẫn đủ thưởng thức Tiêu Thiên Lân. Hắn thân làm hỗn nguyên tiên vương, có thể hướng mình quỳ xuống,
bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn là một cái trung nghĩa hạng người. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, lại có ai có thể đem một cái nho nhỏ ân tình khắc ghi 100 vạn năm đây? Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Tiêu Thiên Lân vô cùng trịnh trọng nói, sư tôn nếu không tiếp thụ, Thiên Lân liền vừa quỳ không nổi. Thôi, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Tiêu Thiên Lân lập tức hiểu ý cười một tiếng, giống như một lấy được mọc ra công nhận tiểu hài. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tiêu Phàm lại hỏi, nhìn qua Thương Mộc Vương thoát đi phương hướng, nhíu mày. Hỗn độn tiên linh tộc quả nhiên đối hỗn loạn chi lực miễn dịch, lại có thể tùy ý xuyên qua mảnh này khu vực. Một ngày kia, nếu như hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc muốn xâm lấn vạn tộc, tuyệt đối có thể giết vạn tộc một trở tay không kịp, đây đối với vạn tộc mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Tiêu Thiên Lân ngược lại là không có giấu giếm, lục đại tiên thành, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phái người tuần tra hỗn độn khư địa, 100 năm này, vừa lúc là nhiệm vụ của ta. 10 năm trước, ta cùng với Thương Mộc Vương giao thủ qua, may mắn đánh bại hắn, hắn trước khi đi nói sẽ còn trở về. Ta cũng không làm thật, không nghĩ tới hắn thật lại tới, hơn nữa còn mang một cái khư tộc cường giả. Nếu không phải sư tôn kịp thời đuổi tới, lần này ta sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn. Lấy hắn hỗn nguyên tiên vương cảnh thực lực, mặc dù không phải Thương Mộc Vương cùng khư tộc cường giả đối thủ, nhưng là muốn bảo mệnh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cho dù có thể còn sống sót, hắn cũng tất nhiên thụ thương thảm trọng. Dù sao, hỗn độn khư địa thế nhưng là hỗn độn tiên linh tộc sân nhà. Một cái Thương Mộc Vương hắn không sợ hãi, nhưng đối chiến hai cái hỗn nguyên tiên vương, hắn lại không phải là đối thủ. Đúng rồi, sư tôn ngươi làm sao sẽ ở nơi này, trên 100 vạn năm, ta đều không có gặp ngươi, ta còn tưởng rằng sư tôn. Tiêu Thiên Lân đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Xác nhận Tiêu Phàm còn sống, hắn nội tâm cũng là mừng rỡ hết sức. Kỳ thật, ta cũng không phải là người thời thượng cổ. Tiêu Phàm lắc đầu. Sư tôn chẳng lẽ đến từ viễn cổ, thậm chí hoang cổ. Tiêu Thiên Lân càng thêm kinh ngạc. Hắn nhưng là nghe nói tiên ma giới đã xảy ra mấy lần đại kiếp, thánh tổ cảnh tử thương vô số, tươi có người có thể sống sót. Cho dù sống sót, cơ bản đều tiến vào tiên cấm kiếp địa. Mà Tiêu Phàm, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, phải biết, hắn nhưng là cố ý tìm hiểu qua Tiêu Phàm tin tức. Nhưng nếu như Tiêu Phàm đến từ viễn cổ, vậy vì sao hắn tu vi chỉ là Hồng Trần Tiên Vương đây? Những cái kia xa cổ cường giả có thể còn sống đến nay, đại bộ phận đều là hỗn nguyên tiên vương. Tiêu Phàm cười lắc đầu, do dự mãi, vẫn là đem mình làm sơ xuyên toa thái cổ sự tình cùng Tiêu Thiên Lân giải thích một lần. Tiêu Thiên Lân hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể tin được Tiêu Phàm nói tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà không phải thượng cổ trước kia người, mà là kiếp này người. Mà cứu hắn cũng không phải là Tiêu Phàm bản nhân. Chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiếp nhận kết quả này. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không tin tưởng, dù sao đạt tới hắn dạng này cảnh giới, tự nhiên là biết rõ thời không chi hà. Sự thật chính là như thế. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không quan tâm Tiêu Thiên Lân có tin tưởng hay không, trước đây không lâu, ta mới tiến vào tiên cấm kiếp địa, vốn chuẩn bị tiến về hỗn độn khư địa một đầu khác, không nghĩ tới ở trong này gặp gỡ ngươi. Thật lâu, Tiêu Thiên Lân mới khôi phục lại bình tĩnh, nói thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, Thiên Lân không nghĩ tới, kiếp này còn có thể có nhìn thấy sư tôn một ngày. Đoán chừng tiên cấm kiếp địa, còn có ta không ít người quen. Tiêu Phàm cười cười. Sư tôn còn có mặt khác đồ đệ. Tiêu Thiên Lân kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, có phần có chút hiếu kỳ. Cũng không biết còn có hay không, Tiêu Phàm lập lờ nước đôi trả lời. Hắn ngược lại không có nói sai. Phân thân táng ở thượng cổ thời đại mới biến mất, ai biết hắn phải chăng còn thu mặt khác đồ đệ đây. Dù sao, táng ký ức quá to lớn, cực lớn đến hắn đều không nhớ được nhiều như vậy. Nói như vậy, ta vẫn là sư tôn đại đệ tử, vậy ta là đại sư huynh. Tiêu Thiên Lân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không vì Tiêu Phàm đến từ kiếp này mà phủ nhận cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, khỏi cần phải nói, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, nhưng hắn cũng đã gặp Tiêu Phàm thực lực. Tuyệt đối còn ở phía trên hắn. Không có gặp khư tộc hỗn nguyên tiên vương, đều bị hắn giết đi sao? Điểm này, chỉ ít hắn là không làm được. Tiêu Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thật nếu nói như vậy, ngươi hẳn là tính vi sư nhị đệ tử. À, Tiêu Thiên Lân bất ngờ,
hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh kia là ai? Hắn còn đang tiên cấm kiếp địa sao? Ta trước đó nghe qua tên của hắn, hẳn là ở. Tiêu Phàm gật gật đầu. Là ai? Tiêu Thiên Lân truy vấn. Tiêu Phàm như thật nói cho hắn một cái tên, nhưng mà, làm Tiêu Thiên Lân nghe được cái này tên, càng thêm kinh hãi. Hắn, cũng là sư tôn đệ tử. Tiêu Thiên Lân thật kinh hãi. Hắn làm sao không biết Tiêu Phàm trong miệng người nọ là ai, cho dù ở lục đại tiên thành, đó cũng là như sấm bên tai tồn tại a. Vạn tộc một phương, người này thế nhưng là đứng đầu nhất đám người này. Trên lý luận mà nói, hắn là vi sư đồ đệ, nhưng chỉ là có sư đồ thực mà thôi. Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm. Lúc trước, hắn dạy người kia tu luyện, thế nhưng không để cho hắn bái sư. Người khác ta có lẽ không rõ ràng, nhưng là hắn, tuyệt đối sẽ tán thành sư tôn. Tiêu Thiên Lân chắc chắn nói. Cái này cũng không trọng yếu. Tiêu Phàm khoát tay áo, lấy hắn thực lực, lại không cần những cái này hư danh. Nhìn thấy Tiêu Phàm rộng rãi, Tiêu Thiên Lân càng thêm bội phục lên, hít sâu một cái nói. Sư tôn, người vừa rồi nói, người nghĩ đi hỗn độn khư địa một chỗ khác. Tiêu Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không có giấu giếm. Có thể thấy Tiêu Thiên Lân thần sắc, lại nhịn không được hỏi, làm sao, có vấn đề sao? Gần nhất hỗn độn khư địa một đầu khác cũng không quá thái bình. Tiêu Thiên Lân suy nghĩ một chút nói, nghe nói, tạp phân thân sắp thức tỉnh, lục đại tiên thành không ít cường giả đều trong bóng tối đi đến. Bị ngươi xưng là cường giả, làm sao cũng phải là hỗn nguyên tiên vương a. Tiêu Phàm nghiêm túc hướng về Tiêu Thiên Lân, bọn họ nhiều người như vậy đi đối diện, có gì đặc biệt hàn ý sao? Tiêu Thiên Lân thần sắc có chút ngưng trọng, không biết có nên hay không nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không gấp, lặng lặng chờ đợi. Sư tôn, nếu như có thể, ta hy vọng ngài gần nhất hay là không muốn đi qua. Tiêu Thiên Lân trịnh trọng nói. Vì sao, Tiêu Phàm không hiểu. Nghe Tiêu Thiên Lân ý tứ, vạn tộc một phương phải có không ít hỗn nguyên tiên vương tiến về hỗn độn khư địa một chỗ khác, cái này mới có thể uy hiếp đến khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc a. Những người khác tiến về, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất đa tài đúng. Nhưng Tiêu Thiên Lân rõ ràng là không muốn để cho hắn đi lội chuyến kia vũng nước đục. Sư tôn biết rõ bọn hắn mục đích sao? Tiêu Thiên Lân có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm thái độ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn đi trước hỗn độn khư địa một chỗ khác, hắn cũng không biết làm sao ngăn cản. Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn tiến về hỗn độn khư địa, là vì săn giết khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Cùng vạn tộc cường giả tiến về không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Tiêu Thiên Lân trầm ngâm nửa ngày, khẽ cắn môi, hay là đạo ra bí mật, bọn hắn mục đích, là tập sát tạp phân thân. Tạp phân thân biết bao khủng bố, mặc dù Tiêu Thiên Lân cảm thấy vạn tộc không yếu, nhưng là cùng tạp so sánh, vẫn là chênh lệch cực lớn, dù chỉ là tạp phân thân. Tiêu Phàm thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng hắn thấy, còn chưa có tư cách nhúng tay loại kia cấp độ chiến đấu. À. Tiêu Phàm nghe nói như thế, lại là ánh mắt tỏa sáng. Tập sát tạp phân thân, dạng này sự tình, hắn Tiêu Phàm tự nhiên là không muốn bỏ qua. Chỉ là tỉnh táo lại, hắn lại không thể không thừa nhận, bản thân thực lực, vẫn là hơi yếu một chút. Mặc dù hỗn nguyên tiên vương bên trong, có rất ít người là hắn đối thủ. Nhưng là, đối mặt Hồng Mông tiên vương, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thậm chí... Hồng Mông Tiên Vương tuyệt đối có thể uy hiếp đến hắn tính mệnh. Mà tạp phân thân, đoán chừng ở trong Hồng Mông Tiên Vương, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, tự nhiên không phải hắn có thể địch. Đoán chừng không bao lâu, một khi chiến đấu khai hỏa, khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc sẽ loạn thành một bầy, tất nhiên có không ít hỗn nguyên tiên vương cảnh trở lên cường giả xuất thủ. Tiêu Thiên Lân giải thích nói. Nói đến đây, hắn vẫn như cũ muốn khuyên Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm không chờ hắn đem lời nói ra, liền cười nói, đó mới có ý tứ, hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức loại kia cấp độ chiến đấu là như thế nào. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn nội tâm đã âm thầm làm một cái quyết định. Kia liền là trùng kích La Thiên Tiên Vương. Mặc dù đột phá La Thiên Tiên Vương, trong thời gian ngắn hắn thực lực sẽ không tính bùng nổ tăng trưởng. Dù sao, phổ thông La Thiên Tiên Vương cùng đỉnh tiêm Hồng Trần Tiên Vương thực lực cũng không có chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu hắn bản nguyên đại đạo chiều dài đột phá 3.000 mét, đạt tới 5.000 mét đây. Lấy hắn bản nguyên đại đạo độ rộng gấp 9 tăng phúc, bản nguyên đại đạo chiều dài mỗi gia tăng 1.000 mét, thì tương đương với hắn nhiều một cái bình thường tiên vương chiến lực.
Nếu là có thể đột phá La Thiên Tiên Vương đỉnh phong, dù cho gặp gỡ Hồng Mông Tiên Vương, hắn cũng có đảm lượng một trận chiến. Tiêu Thiên Lân biết rõ, Tiêu Phàm làm quyết định, là chắc chắn sẽ không sửa. Sư tôn, ta bồi ngươi đi, Tiêu Thiên Lân trầm giọng nói, dường như làm một cái chật vật quyết định. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là lắc đầu, vỗ vỗ Tiêu Thiên Lân bả vai nói, ngươi còn có nhiệm vụ trên người, không thể tự ý rời vị trí. Vạn nhất Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc thừa dịp ngươi rời đi đứng không tiến vào nơi này, thế nhưng là tai nạn tính. Bất quá, vi sư xác thực cần ngươi hỗ trợ. Sư tôn nói với ta chính là, Tiêu Thiên Lân khẩn thiết nói. Ta lần này mang 4 người tiến đến, bọn họ ở bên cạnh thông đạo khu vực bên trong, ngươi tìm tới bọn họ, để bọn hắn cùng một chỗ chờ ta, không bao lâu, ta sẽ cùng bọn hắn tụ hợp. Tiêu Phàm một chút cũng không khách khí. Tốt, Tiêu Thiên Lân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy sư tôn đây. Ta còn có chút chuyện nhỏ muốn làm, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Thiên Lân, bản thân chuẩn bị trùng kích La Thiên Tiên Vương cảnh. Cũng không phải không tín nhiệm Tiêu Thiên Lân, mà là hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Mặt khác, hắn muốn xung kích La Thiên Tiên Vương, cũng không muốn bại lộ lục đạo luân hồi kinh tồn tại. Điểm này, hắn liền Diệp Thi Vũ đều không nói cho, há lại sẽ nói cho Tiêu Thiên Lân đây. Thật sự là lục đạo luân hồi kinh liên quan quá lớn, nếu như bại lộ, tuyệt đối nhắc lên một trận kinh thế chiến đấu, ai bảo tiên kinh mạnh mẽ quá đáng đây. Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, Tiêu Thiên Lân liền hướng cách đó không xa thông đạo khu vực bay đi. Nhìn thấy Tiêu Thiên Lân rốt cục rời đi, Tiêu Phàm lại thâm nhập Hỗn Độn Khư Địa một khoảng cách, đi tới Hỗn Độn Khư Địa chỗ sâu nhất. Trùng kích La Thiên Tiên Vương, mặc dù có tiên kinh ở, cũng cần tiêu hao vô số bản nguyên tiên tinh. Hắn trên người bản nguyên tiên tinh dĩ nhiên không ít, nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối còn chưa đủ bảo hiểm, dù sao hắn có thể không phải mình một người đột phá, còn muốn mang lên 6 đạo ma ảnh. Tìm một chỗ yên tĩnh, Tiêu Phàm tiếp tục thi triển lục đạo luân hồi kinh, ngưng tụ càng nhiều bản nguyên tiên tinh. Hỗn Độn Khư Địa chỗ sâu hỗn loạn chi lực cũng không nhường hắn thất vọng, vẻn vẹn số ngày, hắn đổi tốt mấy nơi, lại ngưng tụ mấy ngàn hơn vạn mai bản nguyên tiên tinh. Hẳn đủ, Tiêu Phàm thở sâu. Mặc dù hắn biết rõ trong tay bản nguyên tiên tinh số lượng cũng không phải là hoàn toàn bảo hiểm, nhưng thời gian không đợi người. Đột phá La Thiên Tiên Vương, đã cấp bách. Tiêu Phàm phí chín châu hai hổ lực lượng, ở Hỗn Độn Khư Địa chỗ sâu mở ra một tòa tiểu hình động phủ. Động phủ tứ phương, bố trí vô số trận pháp. Mà động phủ bên trong, là bày khắp bản nguyên tiên tinh, hơn nữa chất lượng phi phàm. Nếu để cho người nhìn thấy, Tiêu Phàm trong tay bản nguyên tiên tinh nhiều như vậy, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đừng nói một cái Hồng Trần Tiên Vương, chính là trong truyền thuyết Hồng Mông Tiên Vương, cũng chưa chắc duy nhất một lần cầm được ra nhiều như vậy bản nguyên tiên tinh. Làm tốt tất cả những thứ này, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi trong động phủ. Lục đạo luân hồi kinh lặng yên vận chuyển. 6 đạo ma ảnh hiện lên ở hắn chung quanh, vung phát ra uy áp kinh khủng, điên cuồng thôn phệ bản nguyên tiên tinh. Tiêu Phàm nhìn xem không ngừng giảm bớt bản nguyên tiên tinh, nội tâm cũng có chút bồn chồn lên. 6 đạo ma ảnh khẩu vị, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cũng may để Tiêu Phàm vui chính là, làm động phủ tất cả bản nguyên tiên tinh tiêu hao sạch sẽ về sau, 6 đạo ma ảnh đã triệt để thực chất hóa. Không còn tiếp tục thôn phệ bản nguyên tiên tinh. Nhìn xem 6 đạo ma ảnh tán phát uy áp, Tiêu Phàm có chút hãi hùng khiếp vía, 6 cái này ra hỏa có vẻ như lại mạnh lên, hơn nữa cơ hồ cũng không còn cách nào tăng lên. 6 đạo ma ảnh mặc dù chỉ là tương đương với hắn 1/6 thực lực, có thể 6 đạo ma ảnh liên thủ, tuyệt đối không phải 1+1 đơn giản như vậy. Thở sâu, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, lại lấy ra hơn vạn mai bản nguyên tiên tinh bày khắp động phủ. Bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. La Thiên Tiên Vương, không thành công tiện thành nhân, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, toàn thân tính đắm chìm ở trong lục đạo luân hồi kinh. Tiên kinh cường đại Tiêu Phàm sớm đã được chứng kiến, nhưng hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh lại hiển nhiên cùng với những cái khác tiên kinh khác biệt. Chí ít hắn biết rõ, Linh Hoàng cũng tốt, Tiêu Lâm Trần cũng được, khi lấy được tiên kinh về sau, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh lại cố hết sức. Như vậy cũng tốt so, Linh Hoàng bọn họ tu luyện tiên kinh, càng giống là đang bị tiên kinh tu luyện. Mà hắn, lục đạo luân hồi kinh cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ cường đại công pháp mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy,
Tiêu Phàm mới yên tâm tu luyện lục đạo luân hồi kinh, chỉ ít cái này ở hắn phạm vi khống chế. Giờ phút này, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên lục đạo luân hồi vòng xoáy, nhanh chóng vận chuyển đồng thời, điên cuồng thôn vệ bản nguyên tiên tinh lực lượng. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thể nội tiên lực bành trướng tới cực điểm, hóa thành lực lượng thuần túy không ngừng cọ rửa hắn nhục thể. Loại này cảm giác, cực kỳ thống khổ. Nhưng là, Tiêu Phàm lại cắn răng kiên trì. Một đường đi tới, hắn trải qua thống khổ cũng không ít, nhưng đều thành công đi tới. Lần này, hắn tự nhiên cũng sẽ không để mình ngã xuống đi. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm bốn phía bản nguyên tiên tinh càng ngày càng ít, đồng thời, hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Bản nguyên thế giới, dưới chân hắn bản nguyên đại đạo vô hạn tới gần vượt qua 3.000 cấp độ. Oanh, sốt cục, một tiếng kinh thiên nổ vang, dường như xuyên việt vạn cổ, vang vọng tuế nguyệt trường hà. Một cỗ không cách nào hình dung bạo tạc tính chất khí tức từ Tiêu Phàm quanh thân quét sạch mà ra, sao cùng lúc đó, hắn bản nguyên đại đạo rốt cục đạt đến 3.000 mét cấp độ. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn tiên lực tràn vào tứ chi bách hài, giống như khô héo bọt biển, điên cuồng bành trướng lấy. Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, mới vào La Thiên Tiên Vương, tuyệt đối không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Những năm này, hắn tiếp tục lực lượng, tuyệt đối không chỉ có chỉ là để bản nguyên đại đạo trùng kích 3.000 mét chiều dài mà thôi. Quả nhiên, theo lục đạo luân hồi kinh vận chuyển, hắn bản nguyên đại đạo nhanh chóng lan tràn. 3.100 mét, 3.200 mét, một canh giờ về sau, Tiêu Phàm đại đạo vượt qua 4.000 mét, nhưng vẫn không có dừng lại xu thế. Chỉ là, chung quanh hắn bản nguyên tiên tinh cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đem tất cả bản nguyên tiên tinh toàn bộ lấy ra ngoài, tiếp tục thôn vệ luyện hóa. Ở 6 đạo ma ảnh trợ giúp phía dưới, Tiêu Phàm luyện hóa bản nguyên tiên tinh tốc độ đạt đến khủng bố cấp độ. Phải biết, thí thần bọn họ luyện hóa một viên bản nguyên tiên tinh, đều cần rất nhiều thời gian. Mà hắn, cho đến bây giờ, cũng đã luyện hóa 2 vạn khối, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Theo Tiêu Phàm không ngừng mạnh lên, 6 đạo ma ảnh khí tức cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn chúng tách ra, có lẽ so ra kém Tiêu Phàm bản thể lực lượng. Nhưng là 6 đạo ma ảnh hợp nhất, uy lực tuyệt đối không kém gì mảy may. Cảm nhận được 6 đạo ma ảnh tán phát khí tức, Tiêu Phàm nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ căn bản không cần tự mình ra tay, 6 đạo ma ảnh cũng đủ để nghiền ép đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Mà hắn bây giờ còn chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi, hắn rất chờ mong, bản thân đột phá hỗn nguyên tiên vương thời khắc, phải chăng có thể cùng Hồng Mông Tiên Vương đại chiến một trận. Hồng Mông Tiên Vương tiên chi lực dĩ nhiên sẽ chất biến, có thể lại làm sao biến hóa, tối đa cũng chỉ là tương đương với thực lực tăng gấp đôi mà thôi. Nhưng mà, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng, mang đến cho hắn thực lực tăng phúc, liền trọn vẹn vượt qua gấp 9. Thật lâu, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo mới đình chỉ tăng trưởng, đạt đến hơn 5.100 mét. Mặc dù khoảng cách 6.000 mét còn có khoảng cách không ngắn, nhưng Tiêu Phàm đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Mà duy nhất để Tiêu Phàm thất vọng là, bản nguyên đại đạo độ rộng vẫn như cũ dừng lại ở 9.500 mét, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá suy nghĩ một chút có bình thường trở lại, người bình thường đừng nói đem bản nguyên đại đạo độ rộng mở ra 9.000 mét. Có thể đạt tới 3.000 mét đều là phượng mao lân giác. Làm một quả cuối cùng bản nguyên tiên tinh vỡ nát, hóa thành bụi bặm, Tiêu Phàm cũng mở hai mắt ra. Hắn khí tức trên thân cũng rốt cục ổn định lại, bản nguyên đại đạo chiều dài dừng lại ở 5.200 mét. Cảm thụ được bản thân lực lượng, Tiêu Phàm lộ ra mãn ý tiếu dung. Bây giờ hắn thực lực tăng phúc, đạt đến kinh khủng gấp 12 lần, thậm chí tiếp cận 13 lần phổ thông tiên vương. Chí ít. Hỗn nguyên tiên vương trở xuống, là không thể nào gặp gỡ địch thủ. Dù sao, cho dù là như đại thần thiên như thế nắm trong tay lục đạo luân hồi chi lực hỗn nguyên tiên vương, thực lực tăng phúc tối đa cũng chỉ có tiếp cận 11 lần mà thôi. Nếu như Hồng Mông tiên vương không thể khống chế lục đạo luân hồi chi lực, cũng mới khó khăn lắm như thế. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Hồng Mông tiên vương. Đạt tới như vậy cảnh giới. Thực lực tăng phúc chỉ là quyết định chiến cuộc một cái phương diện mà thôi, hơn nữa còn thụ phương diện khác ảnh hưởng. Thở sâu, Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, lặng lặng cảm ứng lục đạo luân hồi kinh. Trước đó đột phá Hồng Trần Tiên Vương, hắn đối lục đạo luân hồi kinh vẻn vẹn chỉ là có cái thô sơ giản lược lý giải,
mà bây giờ, hắn lại cảm giác mình thật nhập môn. Lục đạo luân hồi kinh đã không còn là mơ hồ nhận biết, mà là quen thuộc nắm trong tay một chút mạch lạc. À, đây là, đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu của mình nhiều hơn một loại vô thượng chiến pháp. Đây là tiên pháp, Tiêu Phàm kinh hãi tới cực điểm. Truyền văn, tiên kinh không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa còn mang theo cấm kỵ tiên pháp. Hắn cẩn thận lĩnh ngộ, quả nhiên như hắn sở liệu, trong đầu hắn nhiều hơn một loại kinh khủng chiến pháp. Luân hồi khống chế. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, biết mình lĩnh ngộ loại này tiên pháp danh tự, lại là không biết cụ thể có tác dụng gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sáu đạo ma ảnh lần nữa xuất hiện, đem so với phía trước, sáu đạo ma ảnh thực lực cũng tăng cường không ít. Ý niệm nhất chuyển, sáu đạo ma ảnh đột nhiên tiêu tán mà ra, hóa thành sáu cái vòng xoáy. Quỷ dị chính là, sáu cái luân hồi vòng xoáy lại có thể tùy ý biến hóa, thậm chí có thể hòa làm một thể. Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút, chẳng lẽ cái gọi là luân hồi khống chế, vẻn vẹn chỉ là khống chế lục đạo luân hồi vòng xoáy. Lục đạo luân hồi vòng xoáy mặc dù cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng có vẻ như không có cái gì lực công kích a. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, bốn phía hỗn loạn chi lực cuồn cuộn mà tới, dường như bị lục đạo luân hồi vòng xoáy hấp dẫn. Sau một khắc, để Tiêu Phàm hít ngược một hơi khí lạnh sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hỗn loạn chi lực ở chạm đến lục đạo luân hồi vòng xoáy thời khắc, đột nhiên tiêu tán thành vô hình, cùng xuất hiện, là mấy cái thuần túy tới cực điểm bản nguyên tiên tinh. Cái này, Tiêu Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ tiên pháp, luân hồi khống chế, chỉ là để cho mình ngưng tụ bản nguyên tiên tinh? Có chút ít còn hơn không, Tiêu Phàm hoa một canh giờ, đổi tốt mấy nơi, nguyên bản đã đem bản nguyên tiên tinh tiêu hao sạch sẽ hắn, trên người lại nhiều mấy ngàn mai bản nguyên tiên tinh. Hơn nữa những cái này bản nguyên tiên tinh, vậy mà tản ra hỗn nguyên tiên vương khí tức, luận phẩm chất, hiển nhiên so với chính mình ngưng tụ bản nguyên tiên tinh còn mạnh hơn một cái cấp độ. Có chút ý tứ, bất quá luân hồi khống chế tuyệt đối không chỉ điểm ấy tác dụng, đáng tiếc tạm thời không nhiều thời gian như vậy nghiên cứu, về sau lại từ từ suy nghĩ. Tiêu Phàm thở dài, hắn ngược lại là rất muốn tiếp tục tham ngộ loại này tiên pháp, đáng tiếc đã không có quá nhiều thời gian. Trùng kích La Thiên Tiên Vương. Bất chi bất giác đã qua hơn một tháng, thí thần bọn họ đoán chừng đã chờ đợi đã lâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đứng dậy, nhanh chóng hướng về thông đạo khu vực bay đi. Thông đạo khu vực chỗ sâu, Tiêu Thiên Lân sớm tại mấy ngày trước đó liền tìm được thí thần bốn người, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì tung tích. Nếu không phải Tiêu Thiên Lân cầm Tiêu Phàm tín vật, thí thần mấy người đoán chừng đã sớm hoài nghi. Tiền bối. Tiêu huynh thế nào còn chưa tới, ngay cả Tô La đều có chút nóng nảy, một mực chờ ở chỗ này, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Mặc dù có rất ít khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tiến vào thông đạo khu vực, có thể vạn nhất đây. Một khi bị địch nhân phát hiện, bọn họ tiến vào đối diện tuyệt đối sẽ nguy hiểm vạn phần. Cũng nhanh thôi, Tiêu Thiên Lân tâm lý không chắc, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn một cái thời gian cụ thể. Nếu là người khác, hắn sớm đã đi. Có thể Tiêu Phàm lời nhắn nhủ sự tình, hắn cũng không dám có nửa điểm cảm xúc. Lưu lại nơi này càng lâu, chúng ta bại lộ khả năng lại càng lớn. Quân Tuyệt thở sâu, trên mặt đều là lo lắng, tiền bối, Tiêu huynh sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ a? Sẽ không, Tiêu Thiên Lân lắc đầu. Hắn nội tâm cực kỳ khó chịu, những người này, cũng chỉ là Hồng Trần Tiên Vương mà thôi, có thể nguyên một đám một ngụm một câu Tiêu huynh, hắn thân làm Tiêu Phàm đệ tử. Ở trước mặt những người này vô duyên vô cớ thấp bối phận. Phải biết, hắn dù sao cũng là hỗn nguyên tiên vương a. Nhưng hắn lại không dám phát cáu, ai biết những người này cùng Tiêu Phàm là quan hệ như thế nào. Xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, hắn không thể không trả lời mấy người vấn đề. Oanh, Tiêu Thiên Lân thoại âm vừa dứt, bỗng một tiếng kinh thiên nổ vang, vô số tiên đạo kiếm mang từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, khí tức mang tính chất hủy diệt ép tới mấy người không thở nổi. Cẩn thận, thí thần kêu to, đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế, bị một cỗ đại lực mang theo cấp tốc lui lại. Hắn không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Lân, Long Tiêu Vương, Tô La cùng Quân Tuyệt cũng chẳng tốt đẹp gì. Phải biết, bọn họ thế nhưng là Hồng Trần Tiên Vương A, có thể giờ phút này, ở trước mắt Tiêu Thiên Lân trước mặt, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Bọn họ trước đó cảm nhận được Tiêu Thiên Lân khí tức trên thân,
biết rõ đối phương mạnh hơn bọn họ. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thiên Lân có mạnh hơn cũng mạnh có hạn, nhiều nhất hẳn là cũng chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi. Lấy bốn người bọn họ hợp lực, đối mặt một cái La Thiên Tiên Vương căn bản sẽ không có áp lực quá lớn. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, mình là buồn cười biết bao. Tiêu Thiên Lân thực lực, vượt xa bọn hắn tưởng tượng, chỉ là tán phát khí tức, liền để bọn họ không cách nào động đậy. Hỗn Nguyên Tiên Vương, mấy chữ này trong nháy mắt hiện lên ở bọn họ não hải, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Gan chuột tiểu bối, chỉ dám đánh lén sao? Tiêu Thiên Lân mang theo thí thần bọn họ lui lại hơn nghìn dặm, lúc này mới ổn định thân hình, đem mấy người hướng phía sau ném đi, mà hắn bản thân, là một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đầu khác. Mặt ngoài bên trên vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại hết sức khẩn trương. Bởi vì từ vừa rồi cái kia tiên đạo kiếm khí, hắn có thể đủ đoán được, người tới thực lực không kém gì hắn bao nhiêu, hơn nữa đối phương xa xa không chỉ một người. Quả nhiên, bốn bóng người từ hỗn độn chi khí bên trong đi ra, lãnh đạm nhìn xem Tiêu Thiên Lân, cường đại khí tức khiến cho thông đạo khu vực đều rung động. Tiêu Thiên Lân liếc mắt một cái liền nhận ra cầm đầu cái kia khóe miệng ôm lấy một vòng cười tà nam tử, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, Thương Mộc Vương, lại là ngươi. Không sai, trước đó xuất thủ đánh lén hắn, một người trong đó chính là bị Tiêu Phàm dọa lùi Thương Mộc Vương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thương Mộc Vương đã vậy còn quá nhanh tìm đến giúp đỡ. Trọn vẹn ba cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, mạnh như Tiêu Thiên Lân, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Các ngươi hướng thông đạo một đầu khác rút lui, ta thay các ngươi tranh thủ thời gian. Tiêu Thiên Lân cũng không quay đầu lại truyền âm nói. Hắn cũng không biết mình có thể hay không ngăn trở Thương Mộc Vương bốn người, nhưng tất nhiên Tiêu Phàm thông báo nhiệm vụ này, hắn nhất định phải bảo hộ thí thần bọn hắn an toàn. Tiền bối, thí thần nội tâm cảm kích, chẳng những không cùng nửa điểm lui lại, ngược lại lách mình xuất hiện ở Tiêu Thiên Lân cách đó không xa. Ngay sau đó, Long Tiêu Vương, Tô La cùng Quân Tuyệt cũng đi tới, trên mặt đều là vẻ kiên nghị. Các ngươi, Tiêu Thiên Lân nơi nào sẽ nghĩ đến thí thần bọn họ cử động, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chúng ta không có lùi bước đạo lý, Hỗn Nguyên Tiên Vương lại như thế nào? Thí thần chiến ý mãnh liệt, căn bản không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Hắn quả thật có cái này lực lượng, bản nguyên đại đạo 3.000 mét rộng, ở trong Hồng Trần Tiên Vương xem như người nổi bật. Dĩ nhiên không phải Hỗn Nguyên Tiên Vương đối thủ, nhưng trong thời gian ngắn đối phương hẳn là không cách nào giết chết hắn. Lại nói, bọn họ cũng không muốn thiếu một người xa lạ nhân tình. Tiêu Thiên Lân ý vị thâm trường nhìn thí thần bốn người một cái, hắn rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao sẽ cùng cái này bốn cái Hồng Trần Tiên Vương cảnh cùng nhau. Bằng vào phần này đảm phách, cũng xa không phải bình thường Hồng Trần Tiên Vương có thể so sánh. Mặt khác Hồng Trần Tiên Vương nhìn thấy Hỗn Nguyên Tiên Vương, còn không phải sợ tè ra quần. Nhưng bốn người ngược lại tốt, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Tiêu Thiên Lân, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn cất. Thương Mộc Vương nhìn chung quanh bốn phía một cái, không có phát hiện Tiêu Phàm tung tích, lập tức lá gan lớn lên. Giết, quát lạnh một tiếng, Thương Mộc Vương dẫn đầu giết ra, lao thẳng tới Tiêu Thiên Lân đi. Thương Mộc Vương, ngươi muốn chết sao? Tiêu Thiên Lân gầm thét, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh thần kiếm, một kiếm chém về phía Thương Mộc Vương, đồng thời một cái khác bàn tay hung hăng chụp về phía một cái khác Hỗn Nguyên Tiên Vương. Thí thần bốn người bọn họ chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, ứng phó một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương đã là cực hạn của bọn hắn, hơn nữa không có khả năng đối đầu. Nếu là bị ba cái Hỗn Nguyên Tiên Vương vây công, tất nhiên khó thoát bị bắt sống vận mệnh. Hắn có thể làm, chính là cuốn lấy hai cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, chỉ cấp thí thần bọn họ lưu lại hai cái cường địch. Tí tí, không thể không nói, bản vương có chút bội phục vạn tộc dũng khí, mấy cái Hồng Trần Tiên Vương, vậy mà tiến vào thông đạo bên trong. Thương Mộc Vương một cái đồng bạn ngoạn vị nhìn xem thí thần bốn người. Cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, bắt sống mang đi. Một cái khác nam tử tóc vàng lạnh rên một tiếng, lấy tay dựa theo thí thần bốn người chụp tới. Bọn họ dĩ nhiên giết không chết Hồng Trần Tiên Vương, nhưng là bắt sống ngược lại dễ dàng rất nhiều. Quân Tuyệt, người theo ta đối phó cái này tóc vàng. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lột xác thành bản thể, sắc bén móng vuốt giận vung mà ra. Oanh, thiên địa tiên đạo khí tức mãnh liệt, thí thần thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thí huynh,
Quân Tuyệt sắc mặt đại biến. Thí thần thực lực hắn nhưng là thấy tận mắt, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở trước mặt Hỗn Nguyên Tiên Vương, vậy mà như thế nhỏ bé. Phịch một tiếng nổ vang, Quân Tuyệt thân thể cũng bị một bàn tay đập nát, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt tới cực điểm. Long Tiêu Vương cùng Tô La cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, ở trước mặt Hỗn Nguyên Tiên Vương, bọn họ thật quá yếu. Mấy con run rế cũng muốn lấy trứng chọi đá. Tóc vàng cường giả cười lạnh một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết, phong cấm tứ phương. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị bắt sống thí thần bốn người. Bốn người dù sao cũng là Hồng Trần Tiên Vương, nếu là có thể đoạt xá, bọn họ một phương coi như nhiều bốn cái chiến lực. Ngay cả ta người cũng dám động, các người muốn chết phải không? Mắt thấy đầy trời phù văn hóa thành một cái thiên địa lồng giam, chuẩn bị phong cấm thí thần bốn người thời khắc, gầm lên một tiếng bỗng vang lên, giống như đến từ cửu u, lạnh tới cực điểm. Phốc phốc, tóc vàng cường giả ngực đột nhiên máu tươi bắn ra, một đạo quỷ dị kiếm mang trống rỗng xuất hiện, cho hắn đến lạnh thấu tim. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ khí tức tử vong bỗng bao phủ hắn, dọa đến con ngươi của hắn đều kịch liệt teo lại đến, lưng lông tơ dựng thẳng. Oanh, tóc vàng cường giả nhục thân nổ tung, bị vô tận lợi kiếm xoắn nát, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh, thâm thúy như biển lớn con ngươi, lạnh lùng hướng về phía dưới. Là ngươi, Thương Mộc Vương liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, trên mặt đều là hoảng sợ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Hắn tiến vào thông đạo khu vực, hao tốn một chút thời gian, lại là không nghĩ tới vừa lúc gặp phải thí thần bọn họ gặp gỡ nguy cơ. Nhìn thấy thí thần mấy người chỉ là nhục thân sụp đổ, nội tâm không khỏi có chút tiểu may mắn. May mắn bản thân không có đem tâm tư đặt ở ngưng tụ bản nguyên tiên tinh phía trên, bằng không mà nói, thí thần bọn họ có thể gặp phiền toái. Mặc dù có Tiêu Thiên Lân ở đây, có thể đối mặt bốn cái Hỗn Nguyên Tiên Vương, muốn bảo trụ bốn cái Hồng Trần Tiên Vương tính mệnh, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Thương Mộc Vương, chúng ta lại gặp mặt, Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một cái to lớn đen vòng xoáy màu vàng óng bỗng xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt phía dưới hắc khí cuồn cuộn. Hắn vừa rồi giết tóc vàng cường giả, cũng là một cái khư tộc, đây đối với vạn nguyên huyễn thú mà nói, tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ, độc nhất vô nhị. Chính là hắn đã giết đại ca các ngươi, Thương Mộc Vương chỉ Tiêu Phàm gầm thét, cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm là rất mạnh, nhưng bọn hắn nơi này chính là có bốn cái Hỗn Nguyên Tiên Vương A, căn bản không cần thiết e ngại Tiêu Phàm. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, bất kể như thế nào, tìm kiếm nghĩ cách đều phải để lại phía dưới Tiêu Phàm. Chỉ là, Thương Mộc Vương rất nhanh liền sợ hãi. Không chỉ là hắn, hai người khác cũng hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì, bởi vì bọn hắn phát hiện, bị Tiêu Phàm nghiền nát thân thể tóc vàng cường giả, vậy mà lại cũng không có xuất hiện. Chết! Thương Mộc Vương toàn thân run rẩy dữ dội, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thương Mộc Vương đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Hơn một tháng trước, hắn còn nhìn thấy Tiêu Phàm chạm khư tộc cường giả một màn, khi đó Tiêu Phàm, căn bản không có mạnh như vậy. Nhưng lúc này mới bao lâu, hắn trở nên khủng bố như thế. Chuyện ngươi không biết rất nhiều, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Còn phải đa tạ ngươi đem ba người này mang đến, vừa vặn không dùng ta đi tìm khư tộc. Lời này vừa nói ra, mặt khác còn sống hai cái khư tộc bỗng đình chỉ chiến đấu, vẻ mặt hung ác hướng về Thương Mộc Vương. Ngươi đánh giám, Thương Mộc Vương bị cái này hai người ánh mắt cho dọa cho phát sợ, giận dữ hét, đừng nghe hắn đây là vu hãm. Cũng khó trách Thương Mộc Vương sợ hãi như vậy, nếu là hắn trên người bị đánh bên trên phản đồ nhãn hiệu, khư tộc hội buông tha hắn mới là lạ. Đến lúc đó không chỉ hắn muốn chết, Hỗn Độn Tiên Linh tộc cũng phải xui xẻo theo. Chúng ta tin tưởng ngươi. Trong đó một cái khư tộc nghĩ đến gật gật đầu, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, điểm ấy khích bác ly gián tiểu thủ đoạn, đối với chúng ta vô dụng. Rất nhanh các ngươi liền sẽ phát hiện là sự thật, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hô, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở cái kia khư tộc trước người, một trường hung hăng khắc ở hắn lồng ngực. Khư tộc cường giả thân thể chỗ nào chống đỡ được Tiêu Phàm một trường, bỗng nhiên nổ tung. Tiêu Phàm căn bản không cho hắn hồi phục cơ hội, đem đầy trời hắc vụ nuốt vào trong bụng, giao cho vạn nguyên huyễn thú luyện hóa.
duy nhất còn sống Khư tộc cường giả trợn tròn mắt, vừa giận vừa sợ hướng về Thương Mộc Vương. Đi, Thương Mộc Vương đoan cơ quyết đoán, một trường đẩy lui Tiêu Thiên Lân chiến đấu, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Cái kia Khư tộc cường giả nơi nào nghĩ đến, Thương Mộc Vương trốn được nhanh như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ là thật cố ý dẫn bản thân ba người tới nơi này chịu chết. Nghĩ vậy, hắn cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thật sự là Tiêu Phàm quá kinh khủng, liên sát hắn hai cái huynh đệ, hắn không thể nào là đối thủ. Thương Mộc Vương, làm rất tốt, lần sau lại nhiều mang mấy người. Tiêu Phàm nhìn qua Thương Mộc Vương thoát đi bóng lưng, quát lớn, cũng truyền âm Tiêu Thiên Lân không cần truy đánh. Bất quá, hắn cũng không có buông tha cái kia Khư tộc cường giả dự định, nhanh chóng đuổi theo. Trốn chạy Thương Mộc Vương nghe được lời nói của Tiêu Phàm, kém chút một cái lảo đảo. Thương Mộc, người dám phản bội chủ thượng, may mắn còn sống sót Khư tộc cường giả gầm thét không thôi, trong mắt bắn ra ánh mắt giết người, hận không thể đem Thương Mộc Vương tháo thành tám khối. Bất quá dưới mắt cũng không phải là ứng phó Thương Mộc Vương thời điểm, bản thân nhất định phải sống sót, đem việc này nói cho chủ thượng. Đến lúc đó, nhất định phải hảo hảo thanh tẩy hỗn độn tiên linh tộc, không thể để cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Ngươi đánh giám, Thương Mộc Vương nổi giận. Nhìn thấy cái kia Khư tộc cường giả thần sắc, hắn nội tâm một cái lộp bộp, không có tiếp tục giải thích. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân giải thích cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Từ khi tiên cổ thời đại hỗn độn tiên linh tộc đầu hàng tạp về sau, hỗn độn tiên linh tộc ở Khư tộc trước mặt, chung quy là kém một bậc. Nếu như Cửu Thiên biết rõ những ngày qua phát sinh sự tình, cũng sẽ trước tiên lựa chọn tin tưởng trước mắt Khư tộc. Đến lúc đó, bản thân tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Không, ta không thể chết, là cái này hỗn đản cố ý hãm hại ta. Thương Mộc Vương nội tâm gào thét, hai mắt phủ đầy tơ máu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, lách mình xuất hiện ở cái kia Khư tộc cường giả trước mặt, hung hăng một trường khắc ở Khư tộc cường giả ngực. Ngươi! Khư tộc cường giả trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thương Mộc Vương vậy mà lại trắng trợn đối tự mình động thủ. Gia hỏa này thật phản bội chủ thượng, không chờ hắn kịp phản ứng, nhục thân kết kết thật thật chịu một trường, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình khoảng cách Tiêu Phàm chỉ cách một chút. Hơn nữa nghênh đón hắn chính là một đạo hủy diệt tính kiếm quang. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, Khư tộc cường giả nhục thân bị vô tận kiếm khí xoắn nát, hóa thành đầy trời hắc vụ. Thương Mộc, bản vương làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khư tộc cường giả tức giận thanh âm vang vọng thương khung, hắn còn chưa kịp gây dựng lại nhục thân, hắc vụ cuồn cuộn liền bị Tiêu Phàm nuốt mất. Đường đường hỗn nguyên tiên vương cảnh, chết cực kỳ biệt khuất. Thương Mộc Vương nhìn thấy Khư tộc cường giả chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm, trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống. Cái kia Khư tộc cường giả đã chết, trừ mình ra, không còn có người biết rõ chuyện xảy ra hôm nay, hắn vẫn như cũ có thể sống rất thoải mái. Không, việc này Tiêu Thiên Lân bọn họ cũng biết. Bọn họ phải chết, nghĩ đến Tiêu Phàm khuôn mặt, Thương Mộc Vương biểu tình vẻ dữ tợn, hắn âm thầm phát thệ, nhất định phải giết chết Tiêu Phàm bọn họ. Chỉ là, về sau nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, bản thân nhất định phải trốn ở phía sau màn, không thể để cho dạng này sự tình tiếp tục phát sinh. Lão đại, người chừng nào thì câu được hỗn độn tiên linh tộc. Thí thần thân thể khôi phục bình thường, hết sức kinh ngạc nhìn xem trốn chạy Thương Mộc Vương. Thương Mộc Vương nghe vậy, khí một ngụm lão huyết phun ra, ngay sau đó liền bú sữa mẹ khí lực đều xử ra, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tiêu Phàm nhún nhún vai, trợn trắng mắt nói, ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tin. Giả, thí thần ngạc nhiên, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tiêu Thiên Lân mấy người ngốc trệ tại nguyên chỗ, nếu không phải Tiêu Phàm nói như thế, bọn họ đều tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Nhưng mấy người làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm là cố ý vu oan Thương Mộc Vương. Lão đại, ngươi liền không lo lắng Thương Mộc Vương lại dẫn người tới đối phó chúng ta. Thí thần bĩu môi, ta liền là sợ hắn không dẫn người, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Đám người không còn gì để nói, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Lấy Tiêu Phàm thực lực, chém giết hỗn nguyên tiên vương liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Vừa rồi mấy cái đối mặt liền xử lý ba cái, cho dù là đến mấy cái cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Tiêu huynh, cái kia Thương Mộc Vương đoán chừng bị ngươi dọa cho sợ rồi, nơi nào còn dám.
Tô La thở dài. Nguyên bản hắn cho là mình đã đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, hiện tại xem ra, hắn vẫn như cũ chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực một góc của băng sơn. Liền Hỗn Nguyên Tiên Vương đều tùy ý đều có thể bóp chết, trừ phi Hồng Mông Tiên Vương tự mình động thủ, ai có thể chiến thắng hắn đây? Nhưng mấu chốt là, Hồng Mông Tiên Vương cực kỳ thưa thớt, hơn nữa cũng rất ít xuất động, căn bản sẽ không cố ý đối cấp thấp tu sĩ động thủ. Huống chi, Tiêu Phàm vẫn chỉ là một cái nho nhỏ Hồng Trần Tiên Vương. Kể từ đó, Tiêu Phàm chỉ cần không xâm nhập Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc đại bản doanh, cơ bản có thể hoành hành không sợ. Lấy Thương Mộc Vương cá tính, hắn thật vẫn sẽ đến. Tiêu Thiên Lân đột nhiên chen lời nói, huống hồ, hôm nay sự tình, hắn tất nhiên sợ người khác biết, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chúng ta. Xem ra ngươi đối Thương Mộc Vương ngược lại là có hiểu biết. Tiêu Phàm cười cười. Ta cùng hắn cũng đánh không ít chào hỏi, đánh lui hắn nhiều lần, bằng không hắn cũng sẽ không ghi hận trong lòng đối phó ta. Tiêu Thiên Lân bất đắc dĩ cười nói. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh rất nhiều sao. Làm sao cảm giác không đáng tiền a? Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày. Trước đó giết mất một cái Khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương, hiện tại lại giết chết bốn cái. Nếu là bản thân dạng này giết tiếp, không dùng mấy ngày là có thể đem Khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương cho đổ sát sạch sẽ. Tiêu Thiên Lân khóe miệng giật một cái, trầm ngâm mấy tức mới nói, Khư tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương xác thực không ít, nhưng là bọn họ đại bộ phận đều là chỉ có cảnh giới, thực lực lại không được tốt lắm. Tương phản, Hỗn Độn Tiên Linh tộc Hỗn Nguyên Tiên Vương không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp mạnh hơn rất nhiều. Nếu là Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc nhất phương Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh đều yếu như vậy, ta vạn tộc há lại sẽ chiến khổ cực như thế. Khư tộc thực lực rất yếu sao? Thí thần có chút không hiểu. Khư tộc chủng tộc này rất đặc thù, có thể nói bọn họ yếu, nhưng cũng có thể nói bọn họ rất mạnh. Tô La nhìn không được chen lời nói. Nhìn thấy mấy người đều nhìn mình, hắn lại giải thích nói, khư tộc thực lực bản thân là rất yếu, nhưng là, bọn họ có thể phục chế đối thủ tất cả, trừ bỏ cảnh giới không cách nào phục chế bên ngoài, mặt khác cơ hồ đều có thể phục chế. Nếu như bọn họ phục chế thủ đoạn rất mạnh, bọn họ tự nhiên là mạnh, nếu như phục chế là thủ đoạn rất yếu, cơ hồ liền không chịu nổi một kích. Khư tộc bắt sống vạn tộc không ít người a, hơn nữa phải có thiên tài, bọn họ tất cả đều phục chế không được sao? Thí thần càng thêm nghi ngờ. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Lân ba cái người biết chuyện đều cười lắc đầu. Bọn họ dĩ nhiên có thể phục chế đối phương bản nguyên đại đạo, nhưng là đừng quên, một đầu bản nguyên đại đạo, trên lý luận chỉ có 1 vạn mét. Mà Hỗn Nguyên Tiên Vương bản nguyên đại đạo đây, thế nhưng là có 6000 mét, cho nên bọn họ không có khả năng đồng thời phục chế một người bản nguyên đại đạo, dù sao, bản nguyên đại đạo là duy nhất. Chư thiên vạn giới, bất luận cái gì bản nguyên đại đạo, dù cho hơn 1000 người tu luyện, hắn cộng lại bản nguyên đại đạo cũng sẽ không vượt qua vạn mét. Tô La sắp xếp lời nói một chút, nói tiếp, đại đạo Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, cùng nói bọn họ là phục chế bản nguyên đại đạo, còn không bằng nói là đoạt xá. Nghe đến đây, Tiêu Phàm mấy người xem như minh bạch, cũng không cần tiếp tục lo lắng khư tộc hội xuất hiện vô số Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh cường giả. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, một cái kia bản nguyên đại đạo dài 6000 mét Hỗn Nguyên Tiên Vương, bọn họ có thể tạo nên 6 cái Hồng Trần Tiên Vương. Thí thần suy nghĩ một chút nói. Không, là 10 cái. Tô Tuyệt lắc đầu, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận mà thôi, dù sao, khả năng cũng không chỉ có cái này cá nhân tu luyện loại này bản nguyên đại đạo. Có người nếu như vận khí không tốt, tu luyện bản nguyên đại đạo có những người khác tu luyện, hơn nữa những người này bản nguyên đại đạo cộng lại đạt đến 1 vạn mét, về sau là cơ hồ sẽ không đột phá. Không sai, Tiêu Phàm tán đồng gật đầu, loại tình huống này hắn gặp được. Trước đó hắn đột phá tiên vương cảnh, liền gặp được một cái gọi khư tộc cường giả, hắn cùng Tiêu Phàm tu luyện đồng nguyên bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm đột phá tiên vương cảnh đều rất phiền toái. Cũng may mình giết hắn. Hơn nữa bây giờ đột phá là thiên tiên vương, cũng không cùng nhận quá lớn gông cùm xiềng xích. Nghĩ đến, cùng hắn tu luyện đồng nguyên bản nguyên đại đạo người hẳn là không nhiều. Mặc dù có, đối phương bản nguyên đại đạo cũng sẽ không vượt qua hơn 5000 mét, bởi vì hắn bản nguyên đại đạo đã dài đến hơn 4000 mét. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu quả như thật gặp gỡ vấn đề như vậy, tu luyện đồng nguyên bản nguyên đại đạo người sớm muộn sẽ gặp phải. Tiêu Thiên Lân lại bổ sung một câu. À, làm sao gặp gỡ, thí thần hứng thú. Ta cũng không biết,
nhưng các ngươi có thể đem cái này xem như mệnh kiếp, đồng nguyên bản nguyên đại đạo người, đều là đối phương mệnh kiếp. Tiêu Thiên Lân trịnh trọng nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Không nói những cái khác, Nam Cung Tiêu Tiêu tu luyện bản nguyên đại đạo, có vẻ như chính là đấu chi bản nguyên. Theo hắn biết, đấu thiên tu luyện cũng là đấu chi bản nguyên. Kể từ đó, chẳng phải là nói Nam Cung Tiêu Tiêu cả đời đều không thể đột phá. Ngay sau đó hắn lại hủy bỏ loại phỏng đoán này, đấu thiên vô cùng có khả năng đã đạt đến Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Nói cách khác, hắn bản nguyên đại đạo chí ít dài đến 9.000 mét, những người khác là không thể đột phá Tiên Vương cảnh. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu lại đột phá, cái này ít nhất nói rõ, hắn cùng với đấu thiên bản nguyên đại đạo vô cùng có khả năng không phải đồng nguyên, hoặc có lẽ là, Nam Cung Tiêu Tiêu đột phá Tiên Vương cảnh lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, đấu chi bản nguyên cũng không phải là chủ yếu. Lôi chi bản nguyên, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì? Là vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng là chiếm được lôi tổ tất cả, hắn bây giờ chủ tu hẳn là lôi chi bản nguyên đại đạo. Còn có một chút, các người khả năng không biết, kỳ thật khư tộc sở dĩ yếu như vậy, là bởi vì đại bộ phận đều không có chân chính bản nguyên đại đạo. Tiêu Thiên Lân lại ngữ không kinh chết người không thôi. Làm sao có thể, lần này, ngay cả Tô La cùng Quân Tuyệt đều kinh hãi, không có bản nguyên đại đạo, lại làm sao có thể đột phá thánh tổ cảnh. Tiêu Thiên Lân nhìn Tô La cùng Quân Tuyệt một cái, giải thích nói, khư tộc cực kỳ đặc thù, hơn nữa, trên thực tế, khư tộc không hề giống hắn nói như vậy, phục chế hỗn nguyên tiên vương, chỉ có thể tạo nên một cái hỗn nguyên tiên vương mà thôi. Cái này, Tô La trợn tròn mắt, ý của tiền bối là, chúng ta bị lừa. Tiêu Thiên Lân hơi hơi nhíu mày, lại là không biết làm sao mở miệng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiêu Thiên Lân thở thật dài một cái, xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, hắn vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho bọn hắn. Bản nguyên đại đạo không thể vượt qua 1 vạn mét, đấy là đúng. Tiêu Thiên Lân khẳng định Tô La lời giải thích, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng là, ta cũng nói, khư tộc căn bản không có bản nguyên đại đạo. Đương nhiên, khư tộc cũng không hề tưởng tượng khủng bố như vậy, bọn họ là có thể phục chế, nhưng phục chế chỉ là bản nguyên chi lực, mà không phải là bản nguyên đại đạo. Làm sao sẽ, lục đại tiên thành đều là như vậy nói cho chúng ta biết ha? Tô La hoảng sợ nói, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh, mình bị vạn tộc lừa gạt, hắn lại như thế nào cao hứng lên đây? Tiêu Thiên Lân không trả lời thẳng Tô La mà nói, tự lo không xong nói ra, khư tộc không có bản nguyên đại đạo, nhưng bọn họ phục chế bản nguyên chi lực về sau, có thể xây dựng một đầu tương tự bản nguyên đại đạo. Nhưng là, hắn bản nguyên đại đạo căn bản liền không vững cố. Các ngươi có lẽ vô pháp lý giải, lấy một thí dụ, khư tộc phục chế ta bản nguyên chi lực, trên thực tế chỉ có được ta bản nguyên đại đạo 1/10 lực lượng. Nhưng là, bọn họ muốn thi triển ta thủ đoạn, nhất định phải đem cái này 1/10 bản nguyên đại đạo lực lượng pha loãng gấp 10, mới có thể đạt tới ta cảnh giới. Dạng này bản nguyên đại đạo, tự nhiên đụng một cái liền nát. Cho nên, khư tộc phục chế một cái hỗn nguyên tiên vương, tuyệt đối không chỉ là phục chế một cái, mà là rất nhiều. Nhưng là, số lượng càng nhiều, cá thể thực lực cũng liền càng yếu, cho nên gặp gỡ cùng giai khư tộc kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng. Mấy người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bản nguyên đại đạo không mạnh, lại làm sao có thể phát huy ra toàn bộ thực lực đây. Khó trách Tiêu Phàm tùy tiện liền xử lý 3 cái, thực lực xác thực không ra thế nào. Đến mức không nói cho các người biết, Tiêu Thiên Lân lúc này mới nhìn về phía Tô La cùng Quân Tuyệt, chỉ là không muốn để cho các người sợ hãi mà thôi. Tô La cùng Quân Tuyệt 2 người mặt sạm lại là không biết nói gì. Nếu là bọn họ biết rõ khư tộc loại này biến thái đến năng lực, sao có thể không sợ đây? Đối với cùng giai tu sĩ mà nói, nhiều hơn nữa khư tộc phục chế thể cũng không cần e ngại, nhưng là, nếu như gặp được cao cấp khư tộc đây, cảnh giới bày ở đây, ai có thể là đối thủ? Nói như vậy, khư tộc hỗn nguyên tiên vương phải có không ít. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Số lượng xác thực không ít, chỉ ít so hỗn độn tiên linh tộc nhiều rất nhiều, hơn nữa, bọn họ bình thường đều sẽ cùng hỗn độn tiên linh tộc hành động chung. So sánh mà nói, hỗn độn tiên linh tộc mới là nguy hiểm nhất. Tiêu Thiên Lân như thực nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận, Thương Mộc Vương thực lực liền so với cái kia khư tộc mạnh hơn không ít. Chí ít,
Thương Mộc Phương ở trước mặt hắn còn có thể chạy trốn, nhưng Đồng Giai Khư tộc liền làm không đến. Đi thôi, Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt việc này, cất bước, hướng về thông đạo một đầu khác bay đi. Thí thần bọn họ đi theo, nhưng Tiêu Thiên Lân lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sư tôn, ta còn cần tuần tra hỗn độn khư địa, tạm thời không đi với các ngươi, đến đó một đầu, cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Thiên Lân bí mật truyền âm nói. Tốt, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại lên tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Lân đi theo bản thân tiến về khư tộc, mặc dù là hỗn nguyên tiên vương, nhưng đến khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc địa bàn, ngược lại rất dễ dàng bị người để mắt tới. Ngược lại là thí thần bọn họ cái này hồng trần tiên vương, bại lộ cơ hội nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa cho dù bại lộ, đoán chừng cũng sẽ không tiến vào những cái kia hỗn nguyên tiên vương cường giả ánh mắt. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm một nhóm xuyên qua thông đạo, liền ẩn nặc khí tức, giống như u linh du đáng lên. Hỗn độn khư địa một phía này, đất chết vạn dặm, giống như một phiến yên lặng vạn năm sa mạc, tĩnh mịch hết sức, không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhất định chính là một mảnh tuyệt địa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng, bên trong hỗn loạn chi lực quay cuồng, liền tiên vương cảnh nhìn xem đều trong lòng run sợ. Mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng Tiêu Phàm bọn họ vẫn như cũ có thể tưởng tượng, lúc trước một trận chiến là kinh khủng bực nào. Làm sao bên này một cái bóng dáng quỷ cũng không thấy. Thí thần nguyên bản làm một vố lớn chuẩn bị, ai ngờ đi dạo mấy canh giờ, đừng nói người, liền một cái có sinh mệnh sinh linh cũng không thấy đến. Nha, khư tộc cũng không cần tuần tra sao. Thí thần giận mắng một tiếng, hắn đã sớm xuẩn dục động. Tô huynh, nơi này bình thường cũng là tình huống như vậy sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Tô La. Tô La mặt mo đỏ ửng, hết sức hổ thẹn nói, ta cũng không có tới qua nơi này, chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi, khư tộc người bình thường sẽ không thủ tại chỗ này. Vì sao? Tiêu Phàm buồn bực. Từ xưa đến nay, khư tộc đều là chủ động đánh ra một phương, bọn họ nếu như tiến vào hỗn độn khư địa, trước tiên nghĩ tới không phải lưu lại nơi này, mà là tiến vào chúng ta bên kia. Tô La giải thích nói. Vạn tộc thật đúng là vô năng a. Thí thần cười lạnh một tiếng. Vô số năm qua, vậy mà không trêu chọc nghĩ tới xâm nhập địa bàn của đối phương, mà là liền ở bên mình chờ lấy người tới giết, cái này đâu chỉ vô năng. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cắt đứt thí thần lời nói, tất nhiên chúng ta tìm không thấy người, vậy liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Tìm chúng ta, mấy người không khỏi trợn to hai mắt, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, luôn cảm giác hắn lại muốn có ý đồ xấu gì. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chính là cực kỳ im lặng. Hỗn độn khư địa quá lớn, muốn tìm được một người, biết bao khó khăn. Coi như tìm một cái, có thể cái thứ hai đây. Tiêu Phàm đến nơi này chính là giết khư tộc, có thể không muốn lãng phí thời gian, tới chơi một cái tìm người trò chơi. Giết bọn hắn có lẽ đơn giản, nhưng tốc độ như vậy quá chậm. Dừng một chút ngươi, Tiêu Phàm lại nói, cho nên, chúng ta muốn chủ động xuất kích, để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Mấy người nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, kể từ đó, coi như có thể tiết kiệm thời gian dài. Bất quá, cái này vẫn như cũ có cái tiền đề, kia liền là đem tin tức này truyền ra mới được. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Lão đại, nếu không, chúng ta tạm thời tách ra tìm kiếm khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Thí thần đề nghị. Có thể, bất quá không phải nơi này. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, đạt tới hỗn độn khư địa giáp danh lại nói. Mấy người không có phản bác, bọn họ cũng biết, nơi này chính là hỗn độn khư địa chỗ sâu, bình thường căn bản sẽ không có người tới nơi này. Mà muốn dụ sát, tốt nhất là ở Hồng Trần Tiên Vương, thậm chí Thiên Vương cảnh đều có thể xuất hiện địa phương. Dạng này địch pháp, không thể nghi ngờ là hỗn độn khư địa giáp danh tốt nhất. Thí thần bọn họ lại không biết, Tiêu Phàm ý nghĩ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn nhớ kỹ khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc thế nhưng là có 9 tòa thành trì. Mình có phải hay không có thể đi cái kia 9 tòa thành trì khiêu khích một lần đây? Nếu như thí thần bọn họ biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng đều sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, toàn thân phát run. Lão đại, người đừng chơi đùa hỏng rồi. Khư tộc 9 đại thành trì, thế nhưng là có Hồng Mông Tiên Vương cảnh trấn giữ a. Lấy Tiêu Phàm mấy người tốc độ, mấy ngày sau liền xuất hiện ở hỗn độn khư địa khu vực biên giới. Liền nơi này đi. Dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong hành động, nhớ kỹ, không muốn niệm chiến, đem người dẫn tới nơi này.
Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nói xong, thí thần bốn người hai người một tổ, hướng về hai bên kích xạ đi. Thí thần mấy người rời đi, Tiêu Phàm lại là tại nguyên chỗ bố trí. Tuy nói là dụ sát khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, nhưng là vạn nhất gặp được một đám hỗn nguyên tiên vương đây. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không đánh không chuẩn bị trận chiến, huống hồ, thí thần bọn họ chỉ là hồng trần tiên vương, có thể không có cái gì sức tự vệ. Không được, dạng này còn chưa đủ an toàn. Ba ngày sau, Tiêu Phàm bố trí tốt tất cả, nhưng trong lòng có chút bất an, thậm chí mí mắt không ngừng nhảy lên. Đạt tới dạng này cảnh giới, từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được cái gì? Chẳng lẽ sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Càng là nghĩ như vậy, hắn nội tâm càng là không bình tĩnh. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, trầm ngâm nói, vẫn là ở nơi này bố trí một cái truyền tống trận tương đối an toàn. Hỗn độn khư địa hỗn loạn chi lực mặc dù tạo thành không gian không ổn định, không cách nào khoảng cách dài truyền tống. Nhưng là, nếu như dùng lục đạo luân hồi chi lực, mới có thể cảm ứng được thông đạo khu vực vị trí. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiếp tục bận rộn. Hoang Tiên Thành đối ứng thông đạo khu vực, chính là thiên nhân đạo luân hồi, mà hắn nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, chính là hoàn chỉnh nhất, bố trí một cái đặc thù đơn hạng truyền tống trận tự nhiên không khó. Vẻn vẹn mất một ngày thời gian, Tiêu Phàm đã làm xong tất cả những thứ này. Tiếp xuống chính là chờ lấy thí thần bọn họ đem khư tộc mang tới. Rốt cục, tầm nửa ngày sau, tiếng nổ thật to từ đằng xa truyền đến, mấy cỗ cường đại khí tức hướng về chỗ của hắn tới gần. Nếu là ở nơi khác, Tiêu Phàm ngược lại có thể tùy tiện cảm nhận được. Nhưng hỗn độn khư địa hết sức đặc thù, hỗn loạn chi lực bành trướng, hắn thần niệm không cách nào dò xét đến. Đồng dạng, cho dù là hỗn nguyên tiên vương ở trong này xuất thủ, hắn lực phá hoại cũng sẽ không như ngoại giới như vậy, động một tí một vùng ngân hà, ước vạn giảm tinh vực. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, hướng về nguồn thanh âm bay đi. Cách hắn bên ngoài mấy vạn dặm, thí thần cùng quân tuyệt hai người đang bị bốn người vây công, hai người máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn vận khí thực sự không hề tốt đẹp gì, lúc đầu nghĩ nguyên một đám dẫn dụ địch nhân. Ai biết duy nhất một lần gặp được bốn người. Hơn nữa trong bốn người này, còn có hai cái là thiên tiên vương. Quân tuyệt, ta cản bọn họ lại, người đi thông chi lão đại. Thí thần nghiến răng nghiến lợi, hắn đã huyễn hóa thành bản thể, thực lực bạo tăng, khó khăn lắm có thể ngăn lại hai cái là thiên tiên vương. Quân tuyệt có thể so sánh thí thần thảm thiết rất nhiều, dù sao hắn mới vừa vặn đột phá tiên vương cảnh mà thôi. Hơn nữa, hắn bản nguyên đại đạo cũng không viên mãn. Có thể kiên trì đến bây giờ đã 10 điểm không dễ dàng. Hắn cũng rất muốn đi, có thể mấu chốt là, căn bản liền đi không được. Nho nhỏ hồng trần tiên vương, dám tới đây, thật là chán sống. Đối diện một cái khư tộc cường giả nhếch miệng cười một tiếng, đều là vẻ khinh thường. Mấy người khác cũng là tức giận không thôi, lúc ấy thí thần đột nhiên ra tay với bọn họ, thế nhưng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bởi vì có rất ít vạn tộc hồng trần tiên vương tới bên này, một dạng chủ động qua tới đều là hỗn nguyên tiên vương. Một cái hỗn nguyên tiên vương, đủ để tùy tiện muốn bọn hắn mạng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thí thần hai người tu vi lúc, phẫn nộ trong lòng bỗng nhiên bộc phát, bản thân bốn người, lại bị hai cái hồng trần tiên vương kém chút cái sợ tè ra quần. Nếu là khiến người khác biết rõ, bọn họ chẳng phải là không dùng lăn lộn. Yên tâm, chúng ta không sẽ giết các ngươi. Dù sao cũng là hai cái hồng trần tiên vương, vừa vặn bản vương đã 10 vạn năm không đổi qua bộ dáng. Một cái khác khư tộc cười cười. Khi hắn nhìn thấy thí thần bộ dáng lúc, hai mắt đều sáng lên. Hắn chỉ là hồng trần tiên vương, mà thí thần chiến lực có thể so với la thiên tiên vương. Mình nếu là phục chế tất cả về hắn, chẳng phải là cũng có được chiến lực như vậy. Tốc chiến tốc thắng A, khư thiên thành gần nhất cũng không quá thái bình, chủ thượng đã hạ lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải nhanh tiến về. Trong bốn người duy nhất hỗn độn tiên linh tộc cường giả mở miệng nói. Ba cái kia khư tộc nghe vậy, cuối cùng gật đầu một cái, xuất thủ càng ngày càng ngoan lệ bá đạo. Phốc phốc, đang lúc bọn họ áp chế gắt gao thí thần cùng quân tuyệt thời khắc, mấy đạo lợi mang trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt xuyên qua bốn người mi tâm. Ba cái khư tộc trực tiếp nổ tung, nhưng không chờ bọn hắn phục hồi như cũ, liền bị Tiêu Phàm thôn phệ. Cho vạn nguyên huyễn thú ngay miệng cấp lương cho. Chỉ chốc lát sau, là thiên tiên vương cảnh hỗn độn tiên linh tộc phục hồi như cũ,
nhưng sắc mặt trắng bạch, há mồm thở dốc. Ba, không chờ hắn chạy trốn, một cái đại thủ đã qua gắt gao bóp cổ của hắn, con ngươi của hắn run lên, tràn đầy kinh hãi. Ngươi vừa mới nói, Khư Thiên Thành không yên ổn, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày nói. Hắn luôn cảm giác, bản thân nội tâm bất an, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả cắn chặt răng, ngậm miệng không nói, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Tiêu Phàm. Không nói, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, giống như một cối xay thịt, trong nháy mắt nuốt sống cánh tay của hắn. A hỗn độn tiên linh tộc cường giả phát ra thê lương từ tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tiên chi lực bắt đầu bạo động lên, thậm chí bản nguyên đại đạo cũng run rẩy kịch liệt. Hắn chỗ dựa lớn nhất là mình dù sao không chết được, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm. Nhưng là giờ phút này, hắn thật sợ hãi. Nói hay không, Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh, ta mị cười nói, Khư Thiên Thành, hẳn là Khư Thiên địa bàn A. Cùng các ngươi hỗn độn tiên linh tộc hẳn không có quá nhiều quan hệ. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả nghe vậy, lập tức có chút do dự. Chẳng lẽ, hỗn độn tiên linh tộc đều cam tâm tình nguyện trở thành khư tộc chó? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đã động sát cơ. Ta nói. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả nghe vậy, cắn răng nói, đoạn thời gian trước, nghe thấy vạn tộc tu sĩ, có mấy người tiềm nhập bên ta, muốn đánh lén tiên chủ. Tạp, Tiêu Phàm nhíu mày. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả gật gật đầu, tiếp tục nói, là, bọn họ muốn ngăn cản tiên chủ khôi phục, toàn bộ tụ tập ở Khư Thiên Thành bên ngoài. Tiên chủ khôi phục thời khắc, là yếu ớt nhất thời khắc, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá, Cửu Thiên Thành sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đây là bọn hắn cố ý dẫn dắt, đến lúc đó, Cửu Thiên Thành mấy vị khác thành chủ cũng sẽ đuổi tới, giết vạn tộc một trở tay không kịp. Nghe đến đây, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, chuẩn bị chôn giết vạn tộc cường giả. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công. Không nói những cái khác, bằng vào mấy cái này vạn tộc cường giả dám can đảm tập sát tạp phân thân, Tiêu Phàm liền bội phục dũng khí của bọn hắn, dạng người này, tuyệt đối không thể chết. Tiêu Phàm rốt cuộc biết, bản thân nội tâm bất an đến từ chỗ nào. Cụ thể là lúc nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Cũng liền ở nơi này mấy ngày. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả không có dấu giếm, nói, Khư Thiên đã trong bóng tối hạ lệnh, để tất cả chúng ta phản hồi Khư Thiên Thành. Các ngươi chỉ là La Thiên Tiên Vương mà thôi, có thể tham dự loại kia cấp độ chiến đấu. Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Chúng ta không cách nào tham dự hỗn nguyên tiên vương cảnh trở lên chiến đấu, nhưng là, vạn tộc qua tới những người kia, cũng mang không ít cấp thấp tu sĩ, chỉ là giấu ở bọn họ thể nội thế giới mà thôi. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả giải thích nói. Làm sao ngươi biết, Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, trọng yếu như vậy bí mật, một cái La Thiên Tiên Vương làm sao có thể biết rõ. Tiêu Phàm có thể không tin, trọng yếu như vậy tin tức, sẽ từ một cái La Thiên Tiên Vương trong miệng phun ra. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tất nhiên muốn bảy bố chôn giết vạn tộc tu sĩ, vậy ít nhất hẳn là thủ khẩu như bình mới đúng, tuyệt đối không phải là một cái La Thiên Tiên Vương cảnh có thể biết đến. Việc này cũng không phải là cái gì bí mật. Trước đây không lâu, vạn tộc một cái gọi thần vô tận người, trắng trợn xâm nhập Khư Thiên Thành, giết không ít người. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả có chút sợ hãi nói. Thần vô tận, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bản thân rốt cục lần nữa nghe được cái danh tự này. Có người nói, lúc ấy, nếu không phải quân thiên đuổi tới, Khư Thiên cũng có thể nguy hiểm. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả lại bổ sung một câu, các ngươi hẳn phải biết, Khư Thiên đã từng bản thân bị trọng thương. Bế quan mấy trăm vạn năm. Đoạn thời gian trước, đúng là hắn xuất quan ngày, nhưng cũng là ngày ấy, thần vô tận thừa cơ giết vào, suýt nữa lại cho Khư Thiên tạo thành không thể xóa nhòa trọng thương. Khư Thiên bị thương, Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Trong đầu hắn lại là nhanh chóng suy tư, bản thân đã từng gặp Khư, đến cùng phải hay không Khư Thiên đây. Cuối cùng hắn vẫn là hủy bỏ loại phỏng đoán này, Khư Thiên nếu như là Khư mà nói, vậy hắn căn bản không thể đột phá tiên vương cảnh. Dù sao, Khư Thiên thế nhưng là Hồng Mông Tiên Vương, bản nguyên đại đạo vượt qua 9.000 mét kinh khủng tồn tại. Mà Khư bản nguyên đại đạo cùng Tiêu Phàm đồng nguyên, bọn họ nếu như hai người mà nói, Tiêu Phàm căn bản không thể đột phá tiên vương cảnh. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Khư Thiên thân phận càng hiếu kỳ hơn lên.
Khư thiên không phải khư. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu truyền đến tiên linh thanh âm. Quả nhiên, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, người biết khư thiên. Không biết, tiên linh trực tiếp hủy bỏ Tiêu Phàm phỏng đoán, muốn biết hai người bọn họ là không phải một người cũng không khó, người giết chết khư, là hỗn độn tiên linh tộc. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng là khư tộc, đoạt xá hỗn độn tiên linh tộc. Bất quá bọn hắn trong miệng khư thiên, thế nhưng là hồng mông tiên vương, hai người không thể nào là cùng một người, chí ít, người giết chết khư, không phải khư thiên. Tiêu Phàm công nhận loại thuyết pháp này, chỉ là hắn còn có một loại khác phỏng đoán, khư, có phải hay không có thể là khư thiên phân thân. Ta còn chưa nghe nói qua khư tộc có phân thân, tiên linh 10 điểm chắc chắn, chỉ nói là xong, lại bản thân hoài nghi, đương nhiên, không bài trừ hắn tu luyện công pháp đặc thù. Kỳ thật, khư có phải hay không khư thiên cũng không trọng yếu, dù sao các ngươi đều là địch nhân, điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Cũng vậy, Tiêu Phàm cười cười. Đúng là hắn nghĩ nhiều lắm. Coi như khư là khư thiên lại như thế nào, hai người chẳng lẽ còn có thể trở thành hảo bằng hữu hay sao? Đừng nói giỡn, hai người tuyệt đối là không chết không thôi quan hệ. Truyền văn là như thế. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả gật gật đầu, hít sâu một cái nói, nên nói ta đã nói, hiện tại ta có thể đi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn đối phương, nói ta nói sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi, hỗn độn tiên linh tộc cường giả biến sắc. Tiêu Phàm lại không để ý tới hắn, lấy tay vung lên, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyền Hoàng, Quỷ Ma Thần, Hỗn Độn Tổ Vương, Khôn Lâu Tổ Vương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỗn Độn Tiên Linh tộc cường giả kinh hãi nhìn xem ba người, trong mắt đều là không thể tin. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi, các ngươi phản bội chủ thượng. Ma La, như lời ngươi nói chủ thượng, là tạp sao? Huyền Hoàng cười nhạo một tiếng. Những ngày qua, bọn họ thỉnh thoảng bị Tiêu Phàm tra tấn, tẩy não, đối tạp đã hận thấu xương. Hỗn độn tiên linh tộc cường giả Ma La nhất thời không biết nói gì. Hỗn độn tiên linh tộc vốn là thiên địa chủ nhân, lúc trước vì sinh tồn, không thể không kéo dài hơi tàn, đầu nhập vào khư tộc. Cái này vốn là một loại sỉ nhục. Nhưng mà, từ khi đầu nhập vào khư tộc đến nay, bọn họ càng là không có cái gì địa vị, hèn mọn tới cực điểm, nội tâm đã sớm khó chịu. Điểm này Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, hắn xưng hô khư thiên đều là gọi thẳng tên húy. Chủ thượng không phải để cho các ngươi phối hợp tạp người sao? Ma La mở miệng lần nữa, lần này, hắn gọi thẳng tạp danh tự, hiển nhiên, trong miệng hắn chủ thượng không còn là tạp, mà là hỗn độn thiên. Hừ, tạp nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết, Khô Lâu Tổ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn độn Tổ Vương mấy người sắc mặt cũng khó coi, một lần này. Nếu không phải Tiêu Phàm cứu bọn họ sẽ chết ở tiên ma động. Làm sao sẽ, Ma La vẻ mặt không thể tin. Ma La, chớ ngu, Quỷ Ma Thần mở miệng lần nữa, đừng quên, tạp mặc dù đem chúng ta từ thời không chi hà một chỗ khác đưa tới, nhưng chúng ta tu vi lại bị hắn tước đoạt, điều này nói rõ cái gì, ngươi không phải không biết ha. Các ngươi tu vi bị tước đoạt, Tiêu Phàm ngắt lời, hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện quả thật có chút nghi hoặc. Quỷ Ma Thần mấy người dù sao cũng là hỗn độn tiên linh tộc cao cấp nhất nhân vật, làm sao có thể chỉ là thiên vương cảnh đây? Phải biết, tiến vào tiên cấm kiếp địa đến nay, mặc dù không nói tiên vương cảnh nhiều đi đầy đất, nhưng thật gặp được không ít. Mà Quỷ Ma Thần bọn họ, thế nhưng là từ tiên cổ thời đại sống sót nhân vật, cũng chỉ là thiên vương cảnh, liền thật bất khả tư nghị. Đó cũng không phải bí mật gì. Quỷ Ma Thần nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt phức tạp nói, tạp bản thể vỡ nát ngủ say về sau, sợ chúng ta phản phệ, trừ bỏ chủ thượng bọn họ số ít mấy người, mặt khác hỗn nguyên tiên vương phía dưới người, đều bị tước đoạt tu vi, chỉ có thiên vương cảnh thực lực. Vậy các người bị tước đoạt tu vi, có thể cầm về sao? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Rất khó. Huyền Hoàng lắc đầu. Nói cách khác, có hy vọng. Tiêu Phàm truy vấn. Huyền Hoàng phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Giải thích nói, trừ phi tìm tới phong ấn chúng ta tu vi địa phương, bằng không cơ bản không có khả năng tìm trở về, hơn nữa cho dù tìm trở về, cũng rất khó phá mở tạp phong ấn. Chỉ cần có hy vọng liền tốt, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, nội tâm bắt đầu tính toán. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, tạp phân thân sắp thức tỉnh, nếu là bị hắn phát hiện, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ma La cho mấy người tưới một chậu nước lạnh. Tạp phân thân muốn thức tỉnh. Huyền Hoàng mấy người nghe vậy,
nhịn không được hít một hơi lạnh. Huyền Hoàng, quỷ ma thần, mấy người các ngươi đem Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc tin tức nói cho ta, ta nghĩ biện pháp tìm về các ngươi tu vi. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói. Ngươi căn bản liền không biết chúng ta tu vi bị phong ấn ở chỗ nào. Huyền Hoàng đắng chát cười một tiếng, đối với tìm về tu vi, bọn họ căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Bất kể như thế nào, nói cho ta dù sao không thua thiệt đúng không? Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Hắn có thể đủ nhìn ra Hỗn Độn Tiên Linh tộc nhất phương oán niệm, nếu là có thể đem Hỗn Độn Tiên Linh tộc kéo vào vạn tộc trận doanh, vậy tương lai ứng phó tạp, chẳng phải là lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Phàm ý nghĩ này không thể bảo là không lớn mật, chỉ ít vạn tộc liền cơ hồ không có người nghĩ như vậy. Bởi vì ở tất cả mọi người nhìn lại, Hỗn Độn Tiên Linh tộc cũng đồng dạng là vạn tộc đại địch, không chết không thôi loại kia. Tốt, quỷ ma thần mấy người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Nói như vậy, cửu thiên bên trong, có năm thiên là Hỗn Độn Tiên Linh tộc. Tiêu Phàm nghe được quỷ ma thần mấy người giải thích Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc nhất phương sự tình, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, cuối cùng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Là, hơn nữa năm thiên này thực lực, tại cửu thiên bên trong cũng không tính là yếu. Quỷ ma thần trịnh trọng gật đầu, tiếp tục nói, trong đó, Thương Thiên đứng hàng cửu thiên đứng đầu, Thanh Thiên đứng hàng cửu thiên đệ nhị, Huyền Thiên đứng hàng cửu thiên đệ ngũ, Hỗn Độn Thiên cùng Đại La Thiên đứng hàng cửu thiên đệ bát cùng đệ cửu. Thương Thiên cùng Thanh Thiên mạnh như vậy, tạp liền không sợ bọn họ phản bội sao? Thí thần nghi ngờ hỏi. Phản bội, Hỗn Độn Tổ Vương cười khổ lắc đầu, nói, bọn hắn thực lực dĩ nhiên mạnh, nhưng là bằng vào bọn họ một người, làm sao phản bội? Đúng a, thủ hạ của bọn hắn đều bị tước đoạt tu vi. Thí thần hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thương Thiên cùng Thanh Thiên bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là một cái quang can tư lệnh mà thôi, coi như bọn họ phản bội, cũng không khả năng đẩy lui Khư tộc. Chiến tranh phương diện, vĩnh viễn không phải một người liền có thể khống chế tất cả. Đương nhiên, nếu như có được tạp dạng này thực lực, đó là một cái bất ngờ. Năm đó chủ thượng bọn họ vì bảo hộ Hỗn Độn Tiên Linh tộc, không thể không thỏa hiệp, hiện tại chúng ta tu vi bị tước đoạt, bọn họ càng thêm không có khả năng phản loạn. Hỗn Độn Tổ Vương lắc đầu. Hắn biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, muốn thuyết phục năm thiên mưu phản Khư tộc, có thể không cẩn thận chính là vong tộc diệt chủng sự tình, năm thiên bọn họ làm sao sẽ đi làm đây? Nếu như có thể như vậy lựa chọn, lúc trước đối mặt tạp áp chế, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp. Chí ít, năm thiên cũng là có uy hiếp, Tiêu Phàm lại lơ đễnh lắc đầu, bọn họ quan tâm Hỗn Độn Tiên Linh tộc, điểm này không cho phép hoài nghi, kỳ thật, những năm này chủ thượng bọn họ đều đang nghĩ biện pháp đoạt lại chúng ta tu vi. Đáng tiếc, một mực không tìm được. Huyền Hoàng thở dài. Các ngươi liền không thể lại tu luyện từ đầu sao? Tô La đột nhiên chen lời nói. Đám người như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tô La rụt cổ một cái, ta nói không đúng sao? Một loại bản nguyên đại đạo là có hạn, tạp tước đoạt cũng không thật chỉ là tu vi, mà là chúng ta bản nguyên đại đạo. Huyền Hoàng giải thích nói, hắn chặt đứt là chúng ta bản nguyên đại đạo, cho dù lại tu luyện từ đầu, lại có thể đạt tới cảnh giới gì? Tô La trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đã biết chuyện gì xảy ra. Một loại bản nguyên đại đạo, nhiều nhất tu luyện 1 vạn mét. Huyền Hoàng bọn họ lúc trước chính là Hỗn Nguyên Tiên Vương, nói cách khác, bọn họ bản nguyên đại đạo chỉ ít có 6.000 mét, sau đó bị tạp sinh sinh chém đi hơn 5.000 mét. Cho dù là bọn họ lại tu luyện từ đầu, cũng nhiều nhất có thể đạt tới 5.000 mét, hơn nữa cái tiền đề này là, không có người cùng bọn hắn tu luyện giống nhau bản nguyên đại đạo. Thế nhưng là, không có người tu luyện cùng bọn hắn đồng nguyên bản nguyên đại đạo, điều này có thể sao? Nhưng có thể tính quá nhỏ, trừ phi bọn họ chém đi bản thân tu vi trùng tu một đầu khác bản nguyên đại đạo, bằng không căn bản không có khả năng vượt qua phía trước đỉnh phong. Mà chém tới bản nguyên đại đạo trùng tu, người bình thường thật đúng là không có dũng khí như vậy cùng nghị lực. Nếu như chiếu các ngươi nói như vậy, Hỗn Độn Tiên Linh tộc cơ hồ không có Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tạp mặc dù hạn chế Hỗn Độn Tiên Linh tộc thực lực, có thể cái này không phải cũng cho hắn vạn tộc sáng tạo ra một cái cơ hội sao? Hỗn Nguyên Tiên Vương vẫn là có không ít, nhưng đại bộ phận đều là hậu thế tu luyện ra được, hơn nữa tiềm lực không thế nào lớn. Một mực trầm mặc Ma La mở miệng nói. Hắn trong mắt lóe lên một vòng than thở, tiềm lực hơi lớn một chút, một khi đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, cũng sẽ bị Khư tộc nhằm vào, thậm chí trực tiếp đoạt xá.
ta một mực dừng lại ở La Thiên Tiên Vương đỉnh phong, từ tiên cổ đến nay, một mực không dám đột phá. Không thể không nói, đây là hỗn độn tiên linh tộc bi ai. Bọn họ trở thành tạp nô lệ, quả thật làm cho chủng tộc bảo lưu lại hỏa chủng. Thế nhưng là, bọn họ lại bị áp chế gắt gao, vĩnh viễn không có lú đầu khả năng. Ma La, người có thể nhận biết Thương Mộc, Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Ma La không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, gật đầu một cái, Thương Mộc Vương là huyền thiên thuộc hạ, tiềm lực bình thường thôi, đột phá hỗn nguyên tiên vương cảnh chính là hắn mức cực hạn. Hơn nữa, người này hàng năm cùng khư tộc làm bạn, rất được khư tộc tín nhiệm, ngược lại là không để cho khư tộc nhớ thương. Dạng người như hắn kỳ thật còn có mấy cái, hơn nữa bởi vì chúng ta hỗn độn tiên linh tộc đối hỗn loạn chi lực nhất định có miễn dịch tác dụng, bọn họ rất thụ khư tộc coi trọng, dạng này sao? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Khó trách Thương Mộc Vương có thể tìm được mấy cái khư tộc hỗn nguyên tiên vương tới đối phó bản thân, nguyên lai là một cái đồ hèn nhát. Bất quá dạng này cũng tốt, có Thương Mộc Vương ở, đoán chừng không bao lâu, còn sẽ cho mình đưa mấy cái khư tộc hỗn nguyên tiên vương đến cho bản thân giết. Người tốt nhất đừng tìm hắn, hắn nếu như biết rõ người kế hoạch, ta dám cam đoan, hắn trước tiên liền sẽ nói cho khư tộc. Ma La nhắc nhở nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cười nói, nếu như cho ngươi cơ hội, ngươi dám đột phá hỗn nguyên tiên vương sao? Ma La trong lúc nhất thời trần chờ, đột phá hỗn nguyên tiên vương, là hắn nằm mộng cũng muốn sự tình. Nhưng là, hắn còn thật không phải là đặc biệt dám, vạn nhất bị khư tộc nhầm vào, cái kia có thể gặp phiền toái. Kỳ thật, ở khư tộc trong mắt, người cái này La Thiên Tiên Vương, cũng hẳn là thuộc về không có tiềm lực loại kia a. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói. Ma La làm sao vẫn không rõ Tiêu Phàm ý tứ, ngươi là muốn cho ta cũng cùng Thương Mộc Vương một dạng, nịnh nọt khư tộc. Không được sao, Tiêu Phàm hỏi lại. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Ma La phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Ta không phải tín nhiệm ngươi, mà là tín nhiệm quỷ ma thần cùng huyền hoàng bọn họ. Tiêu Phàm nhìn về phía huyền hoàng mấy người, nói bổ sung, bọn họ tất nhiên tin tưởng ngươi, vậy ta cũng giống vậy. Quỷ ma thần cùng huyền hoàng bốn người nghe vậy, vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Những năm này, bọn họ đối Tiêu Phàm hận ý đã biến mất không sai biệt lắm, nhưng vẫn như cũ còn có từng tia từng tia. Nhưng hiện tại nghe được lời nói của Tiêu Phàm, một tia kia khúc mắc cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta có thể giúp ngươi. Ma La thở sâu, nói, bất quá. Muốn để khư tộc tín nhiệm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Yên tâm, ngươi sẽ bị bọn họ tín nhiệm. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói, khư thiên thành có rất nhiều cơ hội. Không phải liền là diễn một tuồng kịch sao? Nhân sinh như kịch, ai lại không có diễn qua đây? Chính ta thử một chút đi, bất quá nói đến khư thiên thành, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là sớm một chút rời. Cái này rõ ràng là một cái bẫy, bọn họ thua không nghi ngờ. Ma La thở dài. Đã từng cao cao tại thượng hỗn độn tiên linh tộc, lại muốn dựa vào địch nhân đến cứu giúp, quả thật có chút châm chọc. Nhưng là, so với khư tộc, hắn lại xác thực hy vọng vạn tộc có thể thắng. Ta không thể đi, Tiêu Phàm lắc đầu, không chỉ là vì vạn tộc, có lẽ, cũng là duy nhất có thể tìm được các ngươi tu vi phong ấn chỗ cơ hội. Quỷ ma thần mấy người nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, người biết chúng ta tu vi phong ấn tại cái đó. Có đại khái suy đoán. Nhưng là muốn tìm được, đoán chừng rất khó. Tiêu Phàm như thực nói ra. Ở đâu, quỷ ma thần kích động hỏi. Các ngươi bị chém đứt chính là bản nguyên đại đạo còn có thể giấu ở nơi nào? Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, quỷ ma thần mấy người miệng đồng thanh nói, bản nguyên thế giới. Không sai, chính là bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Có thể giấu kín bản nguyên đại đạo địa phương, trừ bỏ bản nguyên thế giới, còn có thể là làm sao? Chỉ là, bản nguyên thế giới cực kỳ cuồn cuộn, dù cho đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh hắn, cũng vô pháp dò xét. Có thể nghĩ, muốn tìm được quỷ ma thần bọn họ bị tước đoạt bản nguyên đại đạo, có khó khăn dường nào? Huống chi, đây là tạp tự mình ra tay. Người nói chỉ là khả năng mà thôi, vốn lấy tạp thủ đoạn, không chỉ có như thế. Quỷ ma thần lắc đầu. Bọn họ đã từng cùng tạp đã từng quen biết rõ tạp khủng bố. Người khác không làm được sự tình, không nhất định tạp cũng làm không được. Không, ta có thể khẳng định, các người bị tước đoạt bản nguyên đại đạo, liền ở bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Trong đầu hắn hiện ra đã từng tạp xé mở bản nguyên thế giới một màn,
tạp hiển nhiên là có thể tùy tiện tiến vào bản nguyên thế giới. Mặc dù hắn không biết tạp là làm được bằng cách nào, nhưng là, liền hắn cái này tu luyện lục đạo luân hồi kinh người xuất hiện ở còn không thể nào vào được, có thể tưởng tượng, bản nguyên thế giới mới là an toàn nhất. Bởi vì, cho dù quỷ ma thần bọn họ tìm tới chính mình bản nguyên đại đạo, cũng chưa chắc có thể phá khai phong ấn. Dù sao, bản nguyên phân thân có thể phát huy thực lực đối với bản thể mà nói, quá nhỏ bé, hơn nữa chỉ ở bản nguyên thế giới có hiệu quả. Tốt, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, về sau lại nghĩ biện pháp. Nhìn thấy mấy người còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm khoát khoát tay, cắt ngang mấy người ý nghĩ, Ma La, ngươi trước đi, quay đầu ta đang nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm tiện tay ném cho hắn một viên truyền âm ngọc phù. Ma La thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, nói, ngươi sẽ không sợ ta tìm người tới đối phó ngươi. Tiêu Phàm cười lắc đầu, không có nhiều lời. Ma La cũng không còn lưu lại, lách mình tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm, ngươi yên tâm, Ma La là có thể tin. Hỗn độn tổ vương đột nhiên chen lời nói, ta kết bạn với hắn vô tận tuế nguyệt, trước đó hắn còn nhiều lần thuyết phục qua ta môn, nghĩ biện pháp thoát ly khư tộc khống chế. À, như thế để Tiêu Phàm kinh ngạc. Bất quá đương sơ chúng ta cũng không để ở trong lòng, dù sao, chúng ta tu vi đều bị tước đoạt, căn bản không nổi lên được bọt nước. Hỗn độn tổ vương thở dài, thần sắc có chút ảm đạm. Một đám thiên vương cảnh, coi như ngươi nhân số lại nhiều, lại có ý nghĩa gì đây? Khư tộc phái ra mấy cái thiên vương cảnh, liền có thể tùy tiện muốn bọn hắn tính mệnh. Tiếp đó, các ngươi cùng thí thần bọn họ liền lưu ở nơi này. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Lão đại! Người muốn đi đâu, ta với người đi. Thí thần vội vàng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, Ma La lời nói hẳn là thật. Tiếp đó, nơi này tất nhiên cực kỳ không bình tĩnh, các ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Thí thần còn muốn nói điều gì, cuối cùng lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt xuống. Bọn họ cũng chỉ là Hồng Trần Tiên Vương mà thôi, nhiều nhất đối chiến mấy cái La Thiên Tiên Vương, căn bản liền không có khả năng đến giúp Tiêu Phàm cái gì, thậm chí còn có thể cản trở. Đi theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, vô cùng có khả năng hại Tiêu Phàm. Các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Phàm cười cười, nhìn ra thí thần trong lòng ý nghĩ, lưu lại nơi này, ta cần các ngươi giúp ta một chuyện, cái gì? Thí thần ánh mắt sáng lên, chỉ cần có thể đến giúp lão đại, hắn căn bản không quan tâm lưu tại chỗ nào. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua quỷ ma thần mấy người, trầm giọng nói, các ngươi tu vi bị phong ấn, nếu như bị chém dụng bản nguyên đại đạo còn đang bản nguyên thế giới. Khẳng định có biện pháp cảm ứng được. Phương pháp này chúng ta thử qua, hơn nữa tìm mấy trăm vạn năm. Hỗn độn tổ vương lắc đầu, đối Tiêu Phàm nói tới phương pháp căn bản không ôm hy vọng quá lớn. Đó là bởi vì các ngươi bản nguyên đại đạo bị phong ấn, trong phạm vi nhất định không cảm ứng được mà thôi, bản nguyên thế giới lớn bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, nhất định kiên trì ý nghĩ của mình. Không đợi mấy người phản bác. Hắn trịnh trọng nói các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào bản nguyên thế giới, cảm ứng tự thân bản nguyên đại đạo, hơn nữa, không thể dùng các ngươi trước kia phương pháp, chúng ta phương pháp gì đều thử qua. Quỷ ma thần thở dài. Hỗn độn tổ vương mấy người cũng có chút thất lạc, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, mình có thể khôi phục đỉnh phong tu vi. Có một cái phương pháp, các ngươi khẳng định chưa thử qua. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng. Nói các người bị chém dụng bản nguyên đại đạo người, có từng có người đột phá qua tiên vương cảnh. Nghe nói như thế, quỷ ma thần mấy người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, bản thân những người này, từ khi rơi xuống tiên vương cảnh về sau, liền lại cũng không có một lần nữa bước vào qua cảnh giới này. Nếu như đột phá tiên vương cảnh, sức cảm ứng nhất định sẽ tăng mạnh hơn một chút, đến lúc đó có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Mấy người hôi bại con ngươi lại khôi phục mấy phần thần thái. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cường điệu nói, các ngươi đừng tưởng rằng đột phá tiên vương cảnh, sức cảm ứng liền có thể tăng cường, đến lúc đó liền có thể cảm ứng được các ngươi phong ấn bản nguyên đại đạo. Vậy ngươi là có ý gì? Huyền Hoàng không hiểu hỏi. Mọi người đều biết, đột phá tiên vương cảnh, tiên chi môn sẽ xuất hiện, ta không biết rõ tiên chi môn vì sao xuất hiện, nhưng là, tiên chi môn tồn tại, tuyệt đối không kém gì tạp. Mà các ngươi đột phá tiên vương cảnh một sát na kia, mới là các ngươi cơ hội duy nhất. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị. Ngươi nói đúng, chỉ cần có thể cảm ứng được chúng ta phong ấn bản nguyên đại đạo phương hướng, khẳng định có hy vọng tìm tới. Huyền Hoàng vẻ mặt kích động,
hận không thể lập tức trùng kích tiên vương cảnh. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, bản nguyên thế giới rất lớn, mặc dù có một thứ đại khái phương hướng, cũng rất khó, bất quá, các ngươi có 4 người, nói cách khác, các ngươi có 4 lần cơ hội. 4 lần cơ hội, đã có thể xác định một cái phạm vi nhỏ, cho nên, các ngươi đột phá tiên vương cảnh, không muốn đồng thời đột phá. Vạn nhất chúng ta bản nguyên đại đạo không có phong ấn tại một cái địa phương đây. Khô Lâu Tổ Vương tưới một chậu nước lạnh. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy, các ngươi những cái này hỗn nguyên tiên vương, tạp sẽ tiêu lớn như vậy đại giới, đem các ngươi bản nguyên đại đạo phong ấn tại địa phương khác nhau sao? Khô Lâu Tổ Vương mấy người không biết nói gì, thật sự là bọn họ đỉnh phong thời kỳ, ở tạp trong mắt, vẫn như cũ quá yếu. Tạp sở dĩ chém dụng bọn họ bản nguyên đại đạo, cũng chỉ là vì chính mình ngủ say sau làm chuẩn bị mà thôi. Sự tình quyết định như vậy đi, Tiêu Phàm giải quyết dứt khoát. Ngay sau đó mang theo mấy người tiến về trước đó bố trí trận pháp địa phương, cũng trong bóng tối cáo chi thí thần mở ra trận pháp phương pháp. Hắn nếu không ở, vạn nhất gặp được khư tộc hoặc là hỗn độn tiên linh tộc hỗn nguyên tiên vương, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là có Tiêu Phàm lưu lại đại trận, chỉ ít trong thời gian ngắn có sức tự vệ. Bàn giao sự tình xong, Tiêu Phàm liền rời đi hỗn độn khư địa, hơn nữa biến hóa thành một khuôn mặt khác. Mấy ngày sau, một tòa nguy nga cuồn cuộn, khí phái vô cùng đại thành xuất hiện ở trước mắt hắn. Cửa thành phía trên, mấy cái cứng cáp hữu lực, vô cùng cổ xưa chữ lớn cực kỳ dễ thấy. Khư Thiên Thành, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, toàn thân hỗn độn chi khí bành trướng, hiển nhiên, hắn giờ phút này, đã hóa thân một cái hỗn độn tiên linh tộc. Thở sâu, Tiêu Phàm phóng ra bước chân, hướng về Thiên Khư Thành đi đến. Thiên Khư Thành, dồi dào to lớn, giống như một con cự long nằm, càng là có một loại tiên đạo khí thế tràn ngập, bá đạo mà tùy tiện. Ám kim sắc tường thành, nặng nề xa hoa, nhưng lại lộ ra tuế nguyệt tang thương. Trên tầng mây, sương mù lượn lờ, tiên khí cuồn cuộn, khí tượng kinh người. Tiêu Phàm dò xét chốc lát, trong lòng có một loại cường đại cảm giác đè nén. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cửu thiên một trong thiên khư, trong lúc vô hình tán phát một loại vô thượng uy áp. Thở sâu, Tiêu Phàm thu liếm khí tức, hướng về Thiên Khư Thành bên trong đi đến. Cửa thành, có người loại bỏ, nhưng Tiêu Phàm chiếm được hỗn độn tổ vương lệnh bài thân phận, hơn nữa đem tự thân khí tức áp chế ở thiên vương cảnh, thủ thành tướng sĩ nhìn lướt qua liền chủ động cho đi. Bất quá, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, những cái này thủ thành tướng sĩ trong mắt lộ rõ ra khinh thường. Bọn họ là khư tộc, tự nhận là tài trí hơn người, căn bản sẽ không đem hỗn độn tiên linh tộc để ở trong mắt, dù cho đối phương đã từng là hỗn nguyên tiên vương. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không quan tâm, hắn vốn là muốn ở ngoài thành chờ đợi vạn tộc người xuất hiện. Nhưng là, lấy những người kia thủ đoạn, khẳng định là không thể nào bị hắn phát hiện, bằng không mà nói, khư tộc cũng sẽ không cố ý đem bọn họ dẫn tới nơi này. Tiến vào Thiên Khư Thành. Tiêu Phàm tùy ý tìm một gian tử lâu ngồi xuống. Hắn không biết vạn tộc người lúc nào động thủ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Tiêu Phàm vừa uống rượu, một bên quan sát phía dưới đường phố. Hắn không thể không cảm thán khư tộc cường đại, phía dưới rậm rạp chằng chịt bóng người, vậy mà cơ hồ đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi, hơn nữa trong đó thánh tổ cảnh chỉ ít chiếm cứ một nửa. Cái này là như thế nào nội tình? Tiêu Phàm mặc dù không biết vạn tộc lục đại tiên thành thực lực tổng hợp làm sao, nhưng là, bằng vào cái này một con phố khác người, đoán chừng liền có thể quét ngang tiên ma giới. Mà ở Thiên Khư Thành, dạng này đường phố ngàn vạn. Khư tộc cường đại, để Tiêu Phàm đối tương lai không khỏi lo lắng. Thực lực kinh khủng như thế, vạn tộc có thể là đối thủ sao? Có chút khó, trừ phi, thật như bản thân nghĩ như vậy, để hỗn độn tiên linh tộc phản bội. Cùng vạn tộc mặt trận thống nhất. Thế nhưng là, loại này độ khó quá lớn. Lúc trước hỗn độn tiên linh tộc vì sao giữ lại chủng tộc hỏa chủng, không thể không thỏa hiệp, quy thuận tạp. Mà bây giờ, hỗn độn tiên linh tộc bị đánh áp cực kỳ lợi hại, hơn nữa đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ đều bị tạp nắm trong tay, bọn họ còn có cái kia lá gan đối tạp xuất thủ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Vạn tộc áp lực vẫn là quá lớn, tương lai ai cũng thấy không rõ. Nha, vạn tộc thực sự là tham sống sợ chết, chủ thượng triệu chúng ta trở về, lâu như vậy cũng không thấy đến bóng của bọn hắn, thực sự là một đám rùa đen rút đầu. Bọn họ nếu là có gan, như thế nào lại cuộn mình hơn ngàn vạn lại, bất quá,
Bây giờ chủ thượng chờ Cửu Thiên cũng đã chậm rãi thức tỉnh, là thời điểm tính tổng nợ. Thật không biết chủ thượng bọn họ đang do dự cái gì, vạn tộc suy bại vô tận tuế nguyệt, nếu như sớm chút tiến công, căn bản sẽ không có bọn họ cơ hội. Không dùng vội như vậy, mọi người nghĩ hủy diệt vạn tộc, không cần đến mấy ngày, hy vọng vạn tộc có thể đủ nhiều mang ít người đến, chúng ta có thể giết thống khoái. Cách đó không xa ngồi mấy cái hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc, vẻ mặt giận dữ, hận không thể cùng vạn tộc lập tức chém giết. Tiêu Phàm nghe vậy, lắc đầu. Hoang cổ về sau, vạn tộc một mực ở vào yếu thế, bị tạp thuộc hạ ép tới không thở nổi. Mà theo hai phương lực lượng lẫn nhau chém giết, vạn tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc càng ngày càng suy sụp, có thể khư tộc cũng đang không ngừng mạnh lên, bọn họ quả thật có bành trướng tư cách. Cứ theo đà này, khư tộc còn có thể trở thành tiên ma giới chúa tể. Cũng đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ cửa thang lầu truyền đến, chỉ thấy một đám người nện bước lục thân không nhận bước chân đi đến tầng cao nhất. Trước đó còn hăm hở tu sĩ thấy thế, tất cả đều đứng dậy, trên mặt đều là vẻ cung kính. Khư Thái Tử, gặp qua Khư Thái Tử, mọi người cùng tiếng bái nói, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở một cái nhìn qua có vẻ bệnh, sắc mặt trắng bệch thanh niên trên người. Tiêu Phàm nhìn thấy thanh niên một sát na kia, con người hơi hơi co rụt lại. Khư, hắn kém chút thốt ra, kinh ngạc nhìn thanh niên. Không sai, trước mắt cái này có vẻ bệnh thanh niên, trên người tán phát khí tức, vậy mà cùng lúc trước hắn đột phá thiên vương cảnh lúc đối chiến Khư giống như đúc. Bất quá mặc dù khí tức một dạng, nhưng hai người khuôn mặt rõ ràng khác biệt. Hơn nữa, trước mắt Khư Thái Tử, rõ ràng là Khư tộc. Tiên Linh, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hỏi. Tiên Linh hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia một dạng, trầm tư mấy tức nói, chỉ từ khí tức đến xem, hai người này đúng là cùng một người, chờ chút, có lẽ có một loại khả năng. Cái gì? Tiêu Phàm không hiểu. Lúc trước ngươi giết chết Khư thời điểm, ta có thể cảm ứng được hắn bản nguyên đại đạo mặc dù phá toái, nhưng là vẫn chưa có tử vong. Tiên Linh trong giọng nói có chút chấn kinh. Dừng một chút lại nói, có lẽ, hắn không phải là không có chết, mà là lấy một loại hình thức khác sống sót. Tiêu Phàm càng ngày càng mơ hồ. Người có hay không nghĩ tới, người giết chết Khư, cùng trước mắt Tiểu Bạch Kiểm, đều không phải bọn họ chân chính bản thân. Tiên Linh trầm giọng nói. Có lẽ, cái kia gọi là Khư người đã sớm chết. Người giết chết cái kia Khư, chỉ là một sợi còn sót lại ý chí mà thôi, mà cái này Tiểu Bạch Kiểm, chiếm được cái kia chết đi người còn dư lại tất cả. Tiêu Phàm hiểu thông suốt cái gì, ngươi là nói, Khư bị đại vô thiên ma trọng thương về sau, bản nguyên đại đạo bị chém nứt, bản thân rơi xuống thiên vương cảnh, mà trước mắt Khư Thái Tử, chiếm được hắn còn dư lại bản nguyên đại đạo. Nếu không phải biết rõ quỷ ma thần bọn họ tu vi bị tước đoạt tin tức, Tiêu Phàm thật đúng là không dám hướng phương diện này nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này rất lớn. Khư cùng Khư Thiên, không phải cùng một người. Tiêu Phàm thở sâu, ngay sau đó bất động thanh sắc đứng dậy, lui sang một bên. Nơi này chính là Khư tộc địa bàn, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cùng những cái này người phát sinh xung đột. Bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ, cái này Khư Thái Tử, lại là người nào đây? Mấu chốt là, bản thân vậy mà không nhìn ra tu vi, người này hơn phân nửa là một tôn hỗn nguyên tiên vương. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Khư Thái Tử bên người trên người một người, biểu tình vẻ cổ quái. Người này không phải người khác, chính là trước đó thấy qua Ma La. Ma La đã vậy còn quá nhanh đã tìm được Khư tộc chỗ dựa. Khư Thái Tử ở trong hành lang trên ghế ngồi xuống, ở đây tu sĩ câm như hến, không có một cái nào dám đứng. Ma La, ngồi, Khư Thái Tử hướng về phía bên cạnh Ma La vẫy vẫy tay, thái độ 10 điểm nhiệt tình. Thuộc hạ sợ hãi, Ma La thở sâu, nhưng vẫn là ngồi xuống, hắn biết rõ Khư Thái Tử tính tình. Khư Thái Tử cười cười, quét toàn trường một cái, nói, đều nhớ kỹ cho ta, về sau, Ma La chính là bản vương người. Đúng, đám người cung kính đáp, không dám có nửa điểm bất kính. Khư Thái Tử khoát khoát tay, sau một khắc, đám người nhao nhao thối lui. Tiêu Phàm xen lẫn trong đám người, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, hắn màng nhĩ run lên. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Ma La, ngươi hiểu biết chính xác đạo huyền hoàng cùng quỷ ma thần bọn họ ở đâu. Ngươi cần phải biết rằng lừa dối bản vương hậu quả. Khư Thái Tử mặt nở nụ cười, lại cho người ta một loại không rõ hàn ý. Thuộc hạ không dám, Ma La nghiêm mặt nói, dư quang quét một bên một cái, thẳng đến nơi này chỉ còn lại có Khư Thái Tử người,
hắn mới nói, thuộc hạ trước đây không lâu, gặp qua Huyền Hoàng bọn họ. A, Khư Thái Tử hai mắt nhắm lại. Khư Thái Tử ngài cũng hẳn phải biết, lần trước bọn họ phối hợp tuyệt đại người chấp hành chủ thượng kế hoạch, chỉ là, bọn họ cuối cùng thất bại. Ma La thở dài. Khư Thái Tử trầm mặc không nói, chờ đợi Ma La đoạn dưới. Ma La trầm ngâm mấy tức, lại nói, ngài cũng biết, bọn họ quan tâm Hỗn Độn Tiên Linh tộc, nhưng là lại sợ tiên chủ tức giận, cho nên cũng không dám hiện thân. Theo bản vương biết, tiến vào tiên cấm kiếp địa thông đạo, là bị vạn tộc nắm trong tay. Khư Thái Tử nhìn qua lỗ máng, nhưng nội tâm lại hết sức kín đáo. Huyền Hoàng bọn họ bị tạp lấy đại thủ đoạn đưa vào tiên ma giới, có thể căn bản không biết làm sao tiến vào tiên cấm kiếp địa mới đúng. Nếu như bọn họ bình an vô sự tiến vào nơi này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ đã cùng vạn tộc hợp tác. Ma La lại là không hoảng hốt không vội, thấp giọng nói, Khư Thái Tử sợ là không biết, bây giờ tiên ma giới lần nữa quy nhất, bị một người thống nhất. Đoạn thời gian trước, người kia mang theo mấy cái thuộc hạ tiến vào tiên cấm kiếp địa, mà Huyền Hoàng bọn họ, khống chế người kia một cái thuộc hạ, trốn vào hắn thể nội thế. Tiêu Phàm nghe vậy, tâm tư hoạt lạc. Sau nửa ngày, hắn mới mở miệng, theo ta được biết, trong 9 ngày, có 4 cái là Khư tộc A, bọn họ cũng đều là Hồng Mông Tiên Vương. Khư Thái Tử mặc dù là vương khư thú, nhưng tối đa chỉ là đặc thù một điểm mà thôi, hẳn là so ra kém 4 đại Hồng Mông Tiên Vương A. Hiển nhiên, Tiêu Phàm không quá tin tưởng Ma La mà nói. Khư Thái Tử chỉ là một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương mà thôi, đoán chừng liền tạp đều không gặp được, lại làm sao có thể giúp bọn hắn tìm tới Huyền Hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo đây. Ma La cũng không ngoài ý muốn Tiêu Phàm vấn đề, mà là cười cười nói, ngươi hiểu rõ tin tức xác thực vượt qua dự liệu của ta, bất quá, ai nói tứ thiên địa vị so Khư Thái Tử cao. Ân, Tiêu Phàm nhíu mày, còn tưởng rằng nghe lầm. Ma La sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, tứ thiên cố nhiên là Hồng Mông Tiên Vương, nhưng bọn họ cũng chỉ là vương khư thú mà thôi, khư tộc số lượng không ít, nhưng chưa từng có sinh ra tiên khư thú. Có truyền văn, tiên khư thú thực lực, là không kém gì tạp phân thân. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm đặc sắc, hắn xác thực là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng, khư tộc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên khư thú. Kỳ thật, cũng không phải nói không. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ma La. Hắn không thể không hoài nghi, khư tộc một phương có rời đi tiên cấm kiếp địa phương pháp. Bằng không mà nói, tuyệt bị tạp từ thời không chi hà cuối cùng đưa ra tin tức, tuyệt đối không có người biết rõ. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ma La lại là lắc đầu, đoán được Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, việc này cũng không phải là cái gì bí mật. Tuyệt mặc dù bị phong ấn ở thời không chi hà cuối cùng, nhưng đừng quên, có một cái thế giới là chung. Bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm thần sắc một trận. Hắn nhớ kỹ, bản nguyên thế giới thời không cực kỳ đặc biệt, bởi vì đối với thế giới khác mà nói, cơ hồ là ngừng. Ma La gật gật đầu, không sai, tuyệt chính là thông qua bản nguyên thế giới truyền đi tin tức, sau đó bọn họ muốn cho mấy cái Hỗn Độn Tiên Linh tộc hỗ trợ. Khư tộc cực kỳ tự đại. Đương nhiên sẽ không quan tâm tin tức tiết lộ, dù sao vạn tộc người một dạng không dám tới bên này, cho nên lúc đó tìm Hỗn Độn Tiên Linh tộc năm thiên cường giả, tuyển mấy người. Hỗn Độn Tổ Vương chính là một cái trong số đó, bất quá hắn vốn là ở tiên cấm kiếp địa, cũng là bị Cửu Thiên lấy đại thủ đoạn, đem sự mạnh mẽ đưa ra tiên cấm kiếp địa. Bất quá, cho dù mạnh như bọn họ, cũng phải tốn hao cái giá cực lớn mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa chỉ có thể đưa một hai cái tiên vương cảnh phía dưới tu vi người rời đi, bằng không, ngoại giới đã sớm là khư tộc thiên hạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nếu như khư tộc thật có rời đi tiên cấm kiếp địa biện pháp, đây tuyệt đối là đại tai nạn. Bất quá lấy Cửu Thiên thủ đoạn cũng rất khó làm đến, vậy dĩ nhiên không có gì có thể lo lắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiêu phí chịu không được đại giới, đưa mấy cái tiên vương cảnh ra ngoài. Vạn tộc lại làm sao nhỏ yếu, gạt bỏ mấy cái thiên vương cảnh, cái kia còn không như chơi đùa. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, bản nguyên thế giới chung quy là một cái tai họa ngầm. Tiêu Phàm thở sâu. Đáng tiếc, hắn cũng không biện pháp ngăn cản, bản nguyên thế giới quá mức đặc thù, cũng cực kỳ cuồn cuộn, hắn nhưng không có thực lực này ngăn cản khư tộc ở bản nguyên thế giới câu thông. Hắn nội tâm càng là đối bản nguyên thế giới tò mò. Bản nguyên thế giới rốt cuộc là như thế nào một tồn tại đặc thù, vậy mà không nhìn thời không quy tắc.
Tuy nói bản nguyên thế giới thời không cơ hồ đứng im, nhưng ở bản nguyên thế giới bên trong, lại là có thể bản thân cảm ứng được thời không sói mòn. Người sở dĩ tiếp cận Khư Thái Tử, là muốn từ tạp nơi đó tìm tới huyền hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thấy, khả năng này quá thấp. Khư cho dù tiến giai tiên khư thú, cũng chưa chắc vào tạp pháp nhãn. Nhất là tạp thức tỉnh về sau, cho dù là hồng mông tiên vương, trong mắt hắn đoán chừng cũng chỉ là run rế mà thôi. Người hẳn phải biết tạp phân thân sắp thức tỉnh a. Ma La hít sâu một cái nói. Cái này cùng đoạt lại huyền hoàng bọn họ bản nguyên đại đạo có quan hệ gì? Tiêu Phàm không hiểu. Ma La cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, nếu là Tiêu Phàm mất kiên trì, ai biết hắn có thể hay không giết chết bản thân. Tạp ba bộ phân thân, năm đó bị cái kia vương khư thú gây thương tích, kỳ thật không chỉ có thụ thương đơn giản như vậy, hơn nữa còn bị cái kia khư thú hủy diệt căn cơ, bằng không mà nói, vạn tộc người căn bản là không có cách để cho ngủ say. Mặc dù vô tận tuế nguyệt lần nữa thức tỉnh, nhưng nếu muốn vượt qua năm đó, cơ bản không có khả năng, trừ phi. Nói đến đây, Ma La dừng một chút, khả năng đủ mượn thể trọng sinh, cũng chính là đoạt xá. Đoạt xá, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Ma La trịnh trọng gật đầu, tạp phân thân mặc dù danh xưng phân thân, nhưng thật ra là có thân thể, chỉ là cơ thể của bọn hắn cùng khư tộc không hai. Năm đó hắn ba bộ phân thân nhục thân bị hủy, chỉ có mượn thể trọng sinh, mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí vượt qua. Khư tộc vương khư thú không ít, hơn nữa đại bộ phận đều là hồng mông tiên vương, nhưng tạp tuyệt đối sẽ không lựa chọn bọn họ. Vì sao? Tiêu Phàm phát hiện, bản thân đối khư tộc, đối tạp, hiểu rõ vẫn là quá ít. Có hai cái nguyên nhân, Ma La nghiêm mặt nói, đệ nhất, tạp vừa mới thức tỉnh. Hắn cần hồng mông tiên vương cảnh che chở, nếu như hắn đoạt xá một cái hồng mông tiên vương, khư tộc nhất phương thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tạp là một cái rất người cẩn thận, hắn là sẽ không mạo hiểm, cái này tương đương với tự đoạn một tay. Tiêu Phàm gật gật đầu, bằng vào tạp chém dụng không ít hỗn độn tiên linh tộc cường giả bản nguyên đại đạo, liền có thể nhìn ra hắn cực kỳ cẩn thận. Đệ nhị, đoạt xá hồng mông tiên vương, trở lực quá lớn, khư tộc dĩ nhiên trung thành với hắn. Nhưng thật đến sống còn thời khắc, những cái kia hồng mông tiên vương nhất định sẽ phản kháng, dù sao cái này liên quan đến tự thân mạng nhỏ. So sánh mà nói, hỗn nguyên tiên vương liền muốn yếu rất nhiều, rất khó ngăn cản hắn. Hơn nữa, hắn lại không thể tuyển quá yếu, chỉ ít khư tộc một phương, hỗn nguyên tiên vương cảnh vương khư thú chỉ có 3 người. Người phân tích có đạo lý, nhưng đoạt xá một cái hỗn nguyên tiên vương cùng một cái hồng mông tiên vương, chênh lệch vẫn rất lớn. Tiêu Phàm hoài nghi. Không, Ma La lắc đầu, nói, đối tạp phân thân mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bởi vì tạp chỉ là năng lượng tụ tập thể thêm một sợi còn sót lại ý chí. Tạp phân thân cho dù đoạt xá hỗn nguyên tiên vương, cũng có thể rất nhanh khôi phục tới đỉnh phong, cùng đoạt xá hồng mông tiên vương không có bất kỳ cái gì khác biệt. So sánh mà nói, tự nhiên là đoạt xá hỗn nguyên tiên vương tính so sánh giá cả cao nhất. Hảo một cái tính so sánh giá cả. Cái này Ma La rất biết làm ví dụ nha. Cái kia, không, là cái đó tỏa thành trì người. Tiêu Phàm hỏi. Ông trời thuộc hạ, bất quá đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, có người truyền văn, không đang ở vì trùng kích tiên khư thú, lần sau gặp được hắn, có lẽ đã đột phá đến hồng mông tiên vương. Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, Ma La đối không tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí hoảng hốt. Hắn trầm ngâm nửa ngày, khí tức trên thân trong nháy mắt thối lui. Dường như chưa từng xuất hiện. Ma La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại là phát hiện, phía sau lưng của mình vậy mà đã ướt đẫm. Hắn không thể tin được, Tiêu Phàm nếu như động thủ, bản thân sẽ là như thế nào kết cục. Được, việc này liền giao cho ngươi. Tiêu Phàm thở sâu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mặc dù huyễn hóa thành hỗn độn tiên linh tộc, được không động lại không thế nào thuận tiện, rất dễ dàng bại lộ mình là vạn tộc thân phận. Nhất là ở trước mặt hồng mông tiên vương, Tiêu Phàm không có nửa điểm tự tin, thật sự là cảnh giới chênh lệch quá xa. Đúng, Ma La cung kính đáp, nội tâm mừng thầm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm tùy tiện liền đem việc này bóc qua. Người cũng đã biết, tạp phân thân thức tỉnh, còn cần thời gian bao lâu. Tiêu Phàm không còn xoắn suýt cái đề tài này, trầm giọng vị đạo. Cụ thể ta không biết, nhưng là hẳn là ở nơi này mấy ngày. Ma La ánh mắt thâm thúy.
hơi có vẻ lo lắng nói, cho ta thời gian không nhiều, ta nhất định phải nhanh đột phá Hồng Mông Tiên Vương, dạng này mới có thể bị Khư Thái Tử coi trọng, vạn nhất Khư Thái Tử bị đoạt xá, đoán chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Liền mấy ngày sao? Tiêu Phàm mí mắt hơi nhảy, nội tâm có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Vạn tộc mặc dù cũng bố trí một chút thủ đoạn, nhưng tạp phân thân thực lực, hắn không phải không biết. Đây tuyệt đối là một tên kình địch, một cái để vạn tộc lo lắng đề phòng tồn tại. Mấy ngày nay ta cứ đợi ở chỗ này, người mau chóng trùng kích Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tiêu Phàm làm một quyết định. Ở Khư Thiên Thành, hắn vốn cũng không có đặt chân điểm, nơi này không thể tốt hơn nữa. Thà rằng như vậy, còn không bằng lưu lại nơi này kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Ma La cơ sở cực kỳ vững chắc. Không hổ là tiên cổ thời đại còn sống sót người, nếu không phải kiêng kỵ Khư tộc, hắn đoán chừng đã sớm đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương. Không phải hắn không thể, mà là không dám. Ma La đột phá cực kỳ thuận lợi, không chỉ có bước vào Hỗn Nguyên Tiên Vương cấp độ, hắn bản nguyên đại đạo càng là đột phá 7.000 mét đại quan. Hơn nữa, mấy ngày xuống tới, hắn khí tức triệt để ổn định. Bất luận nhìn thế nào, Ma La cũng không giống là một cái vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương người. Nguyên bản Ma La cho là mình đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, có thể cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Tiêu Phàm vẫn là một cái động không đáy, căn bản nhìn không thấu mảy may. Chúc mừng, Tiêu Phàm thản nhiên nói, đối với có thể trở thành đồng minh mình người, hắn khá lịch sự. Ma La khẽ gật đầu, nói, nghĩ đến tạp phân thân cũng mau thức tỉnh, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi tìm Khư Thái Tử. Tiêu Phàm không nói, ý vị thâm trường nhìn xem Ma La, Ma La chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Ánh mắt kia, giống như hai chuôi tuyệt thế thần kiếm, để người không dám nhìn thẳng. Oanh, Ma La vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng thiên địa kinh lôi đất bằng mà lên, thiên khung run rẩy kịch liệt, đất đai dưới chân đều đang nhanh chóng lay động. Tiêu Phàm cùng Ma La liếc nhau, hai người đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt kinh hãi. Tạp phân thân, thức tỉnh, Ma La thở sâu. Đột phá Hỗn Nguyên Tiên Vương, hắn thần niệm cường đại hơn nhiều, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức đang ở Khư Thiên Thành bộc phát, nhanh chóng tề tụ hướng một cái phương hướng. Tiêu Phàm biến sắc, đi nhanh ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là nhìn thấy một cái cường đại đại trận bao phủ Khư Thiên Thành, cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức ngột ngạt. Hắn biết rõ, đây là Hồng Mông Tiên Vương mới có thể có uy thế. Hơn nữa, trong đó có mấy cỗ khí tức ở va chạm kịch liệt, lấy về phần thần niệm đều không thể dò xét, vừa mới tới gần liền bị nghiền nát. Quay đầu liên hệ, Tiêu Phàm lưu lại mấy chữ, bỗng nhiên đạp không mà lên. Đang biến mất ở Ma La ánh mắt về sau, hắn lại biến ảo một khuôn mặt, hơn nữa cải biến tự thân khí tức, cùng lúc trước vào thành hắn hoàn toàn giống như hai người. Không phải Tiêu Phàm lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ma La trung quy là vạn tộc địch nhân, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Nơi xa, không trung khắp nơi đều là bóng người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, tất cả đều hết sức kinh hãi nhìn lấy thiên khung. Là thần vô tận, thực sự là thật to gan, một thân một mình dám tìm đến phiền toái. Lần trước là hắn vận khí tốt, đánh lén mà thôi, một lần này, chủ thượng sớm đã phòng bị, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ta nghe nói, vạn tộc một phương cũng thức tỉnh mấy cái tuyệt thế cường giả, bọn họ có lẽ sớm đã núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiêu Phàm ở một tòa cao vút trong mây phía trên cung điện, nhìn chằm chặp không trung. Nếu không phải tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy quá mạnh, đoán chừng tiên cấm kiếp địa đều phải sụp đổ, căn bản là không có cách tiếp nhận Hồng Mông Tiên Vương cảnh hung uy. Xuyên thấu qua Minh Mông Tiên Lực Hải Dương, bốn bóng người trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, mặc dù hắn sớm đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, nội tâm vẫn như cũ không bình tĩnh. Bởi vì bốn bóng người kia bên trong có một người, hắn rất quen thuộc. Người này không phải người khác, chính là thần vô tận. Thần vô tận hung uy vô hạn, vậy mà lấy một địch ba, cũng không hiện chật vật cùng thất bại, liền có chút kinh khủng. Thần vô tận thực lực, so với hắn tưởng tượng hiếu thắng. Nhìn thấy thần vô tận thân ảnh, Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, mình rốt cuộc xem như thần vô tận đồ đệ, vẫn là hai người là kết bái huynh đệ đây. Bất quá, Tiêu Phàm ý nghĩ rất nhanh bị kịch liệt tiếng đánh nhau cắt đứt. Oanh, một tiếng sét. Hơn ngàn vạn bên trong thiên khung nổ tung,
Thần Vô Tận hoàn toàn bị vô số tiên chi lực bao phủ, rên lên một tiếng, hắn nhục thể nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, Thần Vô Tận tuần sinh bộc phát ra vô lượng thần quang, thân thể lần nữa phục hồi như cũ, thừa cơ nhanh chóng lui ra phía sau, rời xa đối diện ba người. Ở hắn quanh thân, ma khí quay cuồng, hỗn độn khí gào thét, giống hệt tận thế. Thần Vô Tận, người thật là gan đi tìm cái chết. Đối diện một người cầm đầu hắc y nhân mở miệng, thanh âm khàn khàn, nghe không hiểu nam nữ. Nhưng là, hắn đứng ở cái kia, cho Tiêu Phàm một loại áp lực lớn lao. Tiêu Phàm từ người chung quanh nghị luận bên trong, biết được người này chính là Khư Thiên, bốn phía tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính sợ. Lời còn chưa dứt, hắn bóp phung tay lên, vô tận tiên quang nở rộ, hóa thành từng đầu tiên đạo thần liên gào thét mà ra, muốn bắt sống Thần Vô Tận. Thần Vô Tận sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, thân hình một trận biến ảo, trong nháy mắt lột xác thành tu la chi thể. Đám người thấy thế, toàn bộ ngạc nhiên. Trước đó, lại còn không phải Thần Vô Tận toàn bộ thực lực. Chỉ thấy Thần Vô Tận một kiếm chém ra, vô số tiên đạo thần liên đứt đoạn, hóa thành minh mông tiên đạo năng lượng đánh thẳng vào tứ phương. Tiêu Phàm âm thầm thay Thần Vô Tận gọi tốt. Vạn tộc nếu như nhiều mấy nhân vật như vậy, Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc lại có sợ gì? Oanh, nhưng mà, cũng ngay một khắc này, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Thần Vô Tận phía sau, bỗng toát ra một bàn tay không lớn, bạch tinh tế non, có điểm giống là tay của nữ nhân. Bất quá không ai dám khinh thường một trưởng này. Trưởng cương qua, hư không vỡ nát, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Nếu là ở sâu trong tinh không, không biết bao nhiêu tinh thần muốn nổ tung. Thần Vô Tận vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa lúc bị một trưởng này đánh trúng. Bang, một đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, Thần Vô Tận nhục thân kịch liệt, máu tươi chảy ra, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Một màn này, toàn trường nhìn không khỏi kinh hãi. Đây là như thế nào kinh khủng lực lượng, vậy mà thương tổn tới Thần Vô Tận. Tiêu Phàm cũng lần thứ nhất thấy được Hồng Mông Tiên Vương chân chính chỗ kinh khủng, so với Hỗn Nguyên Tiên Vương. Hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Thần Vô Tận rất nhanh ổn định thân hình, nhục thân lần nữa phục hồi như cũ, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Lấy một địch ba, cuối cùng vẫn là không địch lại. Khư Thiên, người được hay không, người nếu không được, liền ta. Khư Thiên bên người một cái khác màu mực quần lụa mỏng nữ tử phát ra nụ cười gần âm thanh, thanh âm the thé, cực kỳ chói tai, lại không giống như là thanh âm một nữ nhân. Nếu không, ta tới. Một cái khác người khoác kim sắc chiến giáp người cũng cười cười, hắn long hành hổ bối, trong lúc giơ tay nhấc chân cực kỳ bá đạo. Khư Thiên nghe được hai người lời nói, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cười lạnh nói, U Thiên, Huyền Thiên, các ngươi đừng quên, một trận chiến này, do ta chủ trì, các ngươi chỉ là phối hợp ta mà thôi. Thật không biết tiên chủ coi trọng ngươi điểm nào nhất, nhưng ngươi đến chủ trì. Váy đen nữ tử cười nhạt một tiếng, nếu là ta, đã sớm bắt lấy hắn. Nói đến đây, váy đen nữ tử đột nhiên ánh mắt chuyển hướng Thần Vô Tận, lại liếc bốn phía tinh không một cái, đừng lẩn trốn nữa, biết rõ các ngươi đã tới. Còn có người, đám người kinh hãi, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái hắc bào nhân hiển lộ ra. Hắc bào nhân quanh thân hắc vụ quay cuồng, giống như từ cửu u địa ngục bên trong đi ra đại ma đầu, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vô số. Minh Vương, người còn chưa có chết. Váy đen nữ tử trêu ghẹo mà cười cười, dường như căn bản không đem người tới để ở trong lòng, bằng vào hai người các ngươi, đoán chừng còn phải chết a. Đối phó các ngươi ba cái, đủ. Minh Vương ngữ khí bình tĩnh, dường như đối mặt không phải địch nhân, mà là mấy người bạn cũ. Chỉ là, hắn con người đen nhánh kia lại là lạnh tới cực điểm, để người không dám nhìn thẳng. Cuồng vọng, kim sắc chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, kỳ danh là Huyền Thiên. Ở trong 9 ngày xếp hạng đệ ngũ. Cái kia váy đen nữ tử, không, chuẩn xác mà nói là không âm không dương người, tên là U Thiên, cửu thiên bên trong xếp hạng đệ lục. Hai người thực lực hiển nhiên đều ở Khư Thiên phía trên, dù sao Khư Thiên chỉ là đệ thất mà thôi. Khư Thiên thành bên trong, Tiêu Phàm híp hai mắt đảo qua Thần Vô Tận cùng Minh Vương, hai người dần dần cùng trong trí nhớ thân ảnh chậm rãi dung hợp. Hắn bên trong tâm vô hạn cảm khái. Không nghĩ tới thật sự có gặp lại hai người một ngày. Đương nhiên, hai người cũng chỉ có Thần Vô Tận nhận biết Tiêu Phàm,
Tiêu Phàm cùng Minh Vương có thể không hề có quen biết gì. Nhưng là, Tiêu Phàm lại hết sức thưởng thức Minh Vương. Người này thiên phú kỳ dị, lấy sức một mình, sinh sinh khai sáng hoang cổ cửu thể bên ngoài thần ma cấm kỵ thể. Loại này thể chất, cực kỳ khủng bố, mặc dù là hậu thiên sáng tạo, nhưng tiềm lực hoàn toàn không thua hoang cổ cửu thể. Chỉ là đáng tiếc, phóng nhãn vô tận tuế nguyệt, trừ hắn ra, cũng chỉ có một người có thể tu luyện thần ma cấm kỵ thể, kia liền là Tà Vũ. Muốn tu luyện thần ma cấm kỵ thể, trừ bỏ thiên phú bên ngoài cần hết sức nghị lực. Không muốn cùng bọn hắn giải dòng, tất nhiên bọn họ dám đến, liền để bọn họ có đi mà không có về. Khư Thiên Bá Đạo hết sức, tiếng chấn động thương vũ, xuất thủ trước. Mục tiêu của hắn là Minh Vương. U Thiên cùng Huyền Thiên thấy thế, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Cái này Khư Thiên nhìn như bá đạo, trên thực tế lại là một nhuyễn đản. Biết rõ một người đánh không lại thần vô tận, liền lựa chọn Minh Vương làm đối thủ. Huyền Thiên, ngươi tới lược trận. U Thiên để lại một câu nói, đánh về phía thần vô tận. Thần vô tận sắc mặt bình tĩnh, kiếm trong tay chiến minh, phong thần như ngọc, tuyệt đại phong hoa. Mắt thấy U Thiên đánh tới, hắn nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm, chặn lại U Thiên công kích. Một đạo hắc vụ vẩy ra, U Thiên ống tay áo bị chém nứt, cánh tay xuất hiện một đạo lăng lệ vết kiếm, vô tận hắc vụ chính là từ hắn chỗ đó cuồn cuộn mà ra. Khư tộc cực kỳ đặc thù, bị thương vậy mà đều không có huyết dịch. U Thiên lạnh rên một tiếng, vết thương trên cánh tay cửa trong nháy mắt phục hồi như cũ, tản ra vô lượng thần uy, khí tức khủng bố, một cái hắc thủ dò ra, hung hăng đánh về phía thần vô tận ngực. Bang, thần vô tận cầm kiếm đón đỡ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng ve kêu, hắn thân thể lui về phía sau mấy bước. Chỉ đến như thế, năm đó đối mặt tiên chủ, các ngươi giả chết trốn qua một kiếp, lần này, sợ là thật muốn chết. U Thiên thanh âm hết sức băng lãnh, lãnh khốc vô tình, giống như vạn năm băng sơn, dường như muốn băng phong vô tận vũ trụ. Thần vô tận không nói, hắn không có giải thích cái gì, cũng không tất yếu giải thích. Liên tạp phân thân đều đối chiến qua, hắn há lại sẽ e ngại U Thiên. Gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đương nhiên sẽ không sợ hãi một tiểu nhân vật, không sai, U Thiên chỉ là tạp bên dưới một tiểu nhân vật mà thôi. Bọn hắn mục tiêu, có thể không phải 9 ngày, mà là tạp. Theo U Thiên nói xong, hai người lần nữa kích đánh nhau, đánh thiên băng địa liệt, càn khôn đứt đoạn, nhật nguyệt vô quang. Khư Thiên thành vô số tu sĩ nhìn tê cả da đầu, bọn họ rất nhiều người đều là tiên vương cảnh. Nhưng là, ở trước mặt Hồng Mông tiên vương, cũng chỉ là đệ đệ mà thôi. Liền dư ba đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói xem cuộc chiến, cái này căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Vô luận là ở đâu, chiến đấu chân chính, đều là cường giả đỉnh cao ở giữa giao phong. Kẻ yếu, không cẩn thận liền sẽ phi hôi yên diệt. Ha ha, Cửu Thiên chỉ có loại trình độ này sao? Nơi xa, truyền đến Minh Vương liều lĩnh cười to thanh âm, tiếng cười của hắn hóa thành sát ý vô biên, giết Khư Thiên liên tục bại lui. Khư Thiên mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Mình không phải là thần vô tận đối thủ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Minh Vương đều đánh không lại. Phải biết, tiểu tử này thế nhưng là hoang cổ thời đại người. Hắn thấy, có thể chân chính làm hắn đối thủ, chỉ có tiên cổ thời đại cấm kỵ nhân vật mà thôi, những người khác kém như vậy chút ý tứ. Hắn hiển nhiên quên, Minh Vương có thể ở hoang cổ thời đại quật khởi, vốn cũng là bởi vì kinh khủng thiên phú, cùng không có gì sánh kịp nghị lực. Bằng không mà nói, lại tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém thời đại, hắn cũng không khả năng vấn đỉnh đỉnh phong. Chết, Khư Thiên gầm thét, kiếm trong tay điên cuồng chém ra, đầy trời đều là kiếm ảnh, một cái tay khác đánh ra vô số trưởng cương, sát phạt chi lực bành trướng, từ tứ phương phong kín Minh Vương đường lui. Minh Vương chẳng những không có e ngại, ngược lại khóe miệng hơi hơi dương lên, lấy tay một bàn tay, nghênh đón. Trưởng cương tiên đạo khí thức hừng hực, nước diễm bốc hơi, khủng bố tới cực điểm. Oanh, vô số trưởng cương cùng kiếm ảnh nổ tung, tất cả đều bị Minh Vương một trưởng nghiền nát. Tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy biết bao củng cố, vậy mà đều bị xé ra vô số tỉ mỉ vết nứt không gian, giống như mạng nhện một dạng lan tràn. Khư Thiên toàn thân run lên, thân thể rút lui, trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Khư Thiên, người có thể so sánh tạp phân thân yếu nhược nhiều lắm. Minh Vương nhe răng, kiêu căng khó thuần.
lão tử thế nhưng là cùng tạp phân thân luyện qua tay, há lại sẽ sợ ngươi một đầu nho nhỏ khư thú. Ngươi nha chẳng qua là tạp sáng tạo ra vật chủng mà thôi, có thể cường đại đến đi đâu. Kỳ thật, Khư Thiên thật không yếu. Có thể trở thành Hồng Mông Tiên Vương, há lại sẽ có kẻ yếu. Chỉ là, đạt tới Hồng Mông Tiên Vương cảnh, một điểm chênh lệch nhỏ bé, đều rất khả năng đủ để chí mạng. Không đối phó Thần Vô Tận tiền bối, lại tới đối phó lão tử, thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm. Minh Vương bỗng khuôn mặt lạnh lẽo, toàn thân bỗng bộc phát ra ức vạn ma khí, che khuất bầu trời. Thân thể bỗng tăng vọt, hóa thành một cái vạn trượng cự nhân, hung hăng một cước hướng về Khư Thiên đập mạnh đi. Khư Thiên giận tím mặt, bản thân đường đường cửu thiên một trong, Hồng Mông Tiên Vương, lại bị người như thế khinh thị, dùng chân để trà đạp bản thân. Khư Thiên phát cuồng, toàn thân lực lượng lần thứ hai chợt tăng một mảng lớn, thể nội tiên đạo khí tức nhảy lên tới cực điểm, hắn giơ lên trong tay chi kiếm, ngưng tụ thành một đạo vạn giảm kiếm cương. Oanh, hắn chém xuống một kiếm, cơ hồ rút lấy hắn gần nửa tiên chi lực. Một kiếm này phía dưới, dù cho Hồng Mông Tiên Vương, cũng phải lui tránh ba điểm. Bang, hai kiếm chạm vào nhau, không ai nhường ai. Lấy hai người làm trung tâm, hư không vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng dày, càng là nhấc lên kinh khủng tiên đạo khí tức phong bạo. Hai người này, đều làm thật. Chết đi, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên, chỉ thấy Minh Vương sau lưng, chẳng biết lúc nào toát ra một bóng người. Hắn đưa tay chính là một quyền, hung hăng đánh tới hướng Minh Vương đầu. Thắng, chết chắc, Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc tu sĩ thấy thế, có kinh ngạc, có mừng rỡ. Giờ phút này Minh Vương bị Khư Thiên ngăn chặn, căn bản không xuất thủ được đến, hơn nữa còn là bị người từ phía sau đánh lén, lại làm sao có thể chống đỡ được. Quả nhiên đủ gian trá, Tiêu Phàm quần đầu nắm chặt, biểu tình lo lắng, hắn ngược lại là muốn xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Đừng nói nơi này là Khư tộc đại bản doanh một trong, hắn không dám làm ẩu. Chỉ bằng Khư Thiên đối thủ như vậy, hắn cũng không dám tự tiện động thủ. Mặc dù đột phá là Thiên Tiên Vương, nhưng là đối mặt Hồng Mông Tiên Vương dạng này khủng bố tồn tại, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà, cũng liền ở bàn tay kia sắp đập vào Minh Vương trên đầu thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hư không bên trong, một cái đại thủ bay ngang qua bầu trời, ngăn tại Minh Vương sau lưng. Oanh, hai bàn tay nghĩ đụng, nhấc lên kinh khủng tiên đạo phong bạo, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, quét sạch bát hoang trên dưới và bốn phương, rung động vũ trụ. Từ đầu đến cuối, Minh Vương chưa bao giờ nhìn qua bàn tay kia một cái, ngược lại bỗng dùng sức, đem Khư Thiên chấn động bay ra ngoài. Lần này, Khư Thiên không có điên điên cuồng tấn công đánh, mà là nhìn về phía Minh Vương phía sau. Nơi đó, một cái bạch bào thắng tuyết nam tử đi ra, nam tử mặt như ngọc quan, phong độ phiên phiên, mái đầu bạc trắng choàng tại sau vai, trên không trung cuốn lên. Hắn đi từng bước một đến, xúc địa thành thốn, chớp mắt sẽ đến Minh Vương cách đó không xa, ngừng lại. Hắn cặp kia tà dị con mắt, cùng bề ngoài hình tượng không hợp nhau. Ma chủ, nhìn thấy bạch bào nam tử thời khắc, Khư Thiên cắn răng nghiến lợi kêu lên. Nghe được cái này xưng hô, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Trước mắt ma chủ, cùng hắn đã từng xuyên toa thái cổ thấy qua cái kia, có chút rõ ràng khác biệt. Theo hắn biết, ma chủ thế nhưng là tu luyện ma đạo, nhưng trước mắt hắn, nhìn qua chỗ nào cùng ma đạo có nửa điểm quan hệ. Cái này căn bản chính là một cái người khiêm tốn a. Vẫn là không nhịn được sao? Khư Thiên híp híp hai mắt, người tới thật đúng lúc, ba chúng ta đối ba, hôm nay không phân sinh tử, ai cũng đừng nghĩ đi, nhưng mà, ma chủ nhìn cũng chưa từng nhìn Khư Thiên một cái, ngược lại nhìn về phía chân trời người khoác kim sắc chiến bảo huyền thiên trên người, đường đường cửu thiên một trong, vậy mà làm ra trộm gà bắt chó hạng người, làm sao, biết mình phải chết, vội vã lên đường. Hiển nhiên, vừa mới xuất thủ đánh lén Minh Vương, chính là huyền thiên. Gia hỏa này nhìn như ở thể ưu thiên cùng Khư Thiên lược trận, trên thực tế thời khắc làm xong đánh lén chuẩn bị. Bất quá, Minh Vương bọn họ hiển nhiên cũng phòng một tay, bằng không mà nói, thật đúng là để huyền thiên được như ý. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, thật muốn giết chết đối phương, vẫn là cực kỳ không dễ dàng, trừ phi ôm đồng quy vu tận ý nghĩ chém giết. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chậm rãi dò xét. Dù sao, bọn hắn mục đích có thể không phải 9 ngày, mà là tạp phân thân.
Ma chủ cực kỳ bá khí, vừa dứt lời, lách mình xuất hiện ở trước mặt Huyền Thiên, đưa tay chính là một bàn tay. Huyền Thiên sắc mặt, cảm giác mình gặp được kẻ khó chơi. Cái này vạn tộc cường giả, một cái so với một cái bá đạo, vậy mà không đem bọn họ những cái này tiên cổ cấm kỵ cường giả để ở trong mắt. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ma chủ bàn tay đã gào thét mà tới, hắn giơ tay chống đối, lực lượng khổng lồ giống như vô số vũ trụ đập tới, chấn động đến cánh tay hắn run lên, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Mạnh, gia hỏa này, nhưng hắn liên tưởng đến một người, kia liền là ma tộc thủy tổ, Thái Ma. Hắn không biết là, ma chủ cùng Thái Ma cũng không có quá lớn quan hệ, bởi vì hắn là cửu U ma chủ đệ tử, chỉ bất quá cửu U ma chủ càng ưa thích cửu U quỷ chủ cái danh hiệu này. Hơn nữa, ma chủ từ xuất thế bắt đầu, liền chuyên lấy ma tộc huyết nhục làm thức ăn tu luyện. Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn đi lên siêu phàm nhập thánh, không nhiễm khói lửa nhân gian khí, kỳ thật đây chẳng qua là giả tượng mà thôi. Sự tàn nhẫn của hắn, có thể không thua Minh Vương, thậm chí càng tăng lên. Ma chủ, Khư Thiên Thành bên trong, Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trong đầu hắn hồi tưởng lại hoang cổ một trận chiến hình ảnh, cảm giác ma chủ trở nên mạnh hơn. Khi đó hắn, xa xa không có hiện tại đại khai đại hợp. Chờ chút, ma chủ là cửu U quỷ chủ đệ tử, hoang ma sư đệ, hoang ma vì sao yếu như vậy? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Phải biết, hoang ma ở hoang cổ một trận chiến bên trong, biểu hiện cũng không yếu a. Nhưng bây giờ hoang ma, vẻn vẹn chỉ là một cái chuẩn tiên vương mà thôi, hắn rời đi đoạn này thời gian, cũng không biết có đột phá hay không tiên vương cảnh. Nhưng lập tức liền hắn đột phá hồng trần tiên vương, cái kia cũng quá yếu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, xem ra, hoang ma còn có bản thân không biết bí mật. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía không trung. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thần vô tận ba người xuất thủ, vẫn như cũ chỉ là đang thăm dò khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc ranh giới cuối cùng mà thôi. Dù sao, bọn hắn mục tiêu là tạp phân thân. Ba người tuy mạnh, nhưng bằng bọn họ muốn diệt đi tạp phân thân, cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Đừng nói diệt sát tạp phân thân, chính là Khư Thiên, U Thiên cùng Huyền Thiên ba người, bọn họ đều chưa hẳn giết chết được. Còn có người, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Trận này chiến đấu, tuyệt đối không chỉ có đơn giản như vậy. Chiến đấu dưới mắt mặc dù kịch liệt, nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, cái này căn bản chính là một trận biểu diễn. Oanh, tinh không, thiên băng địa liệt, thần vô tận, ma chủ, Minh Vương ba người xuất thủ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng bá đạo, tàn nhẫn, vậy mà trong lúc nhất thời chế trụ Khư Thiên ba người. Hiển nhiên, cùng là Hồng Mông Tiên Vương, cũng là có chênh lệch nhất định. Xuất ra thực lực chân chính của các ngươi a, bây giờ còn giấu rốt, chờ chút có thể chưa hẳn có cơ hội. Thần vô tận mở miệng, quanh thân ức vạn tia chớp màu đen gào thét, một đạo lại một đạo. Ma chủ tứ phương vô tận huyết ma cuồng vũ, giống như một tôn cỗ máy giết chóc, cực kỳ kinh khủng, hắn liếm môi một cái, tà dị tới cực điểm. Minh Vương chán phóng ánh sáng màu vàng sập, mạnh mẽ chống đỡ Khư Thiên mấy lần công kích, lại là vững như bàn thạch. Ba người đối với mình thực lực dĩ nhiên tự tin, nhưng bọn họ chưa từng có khinh thường qua Cửu Thiên. Đây chính là tiên cổ thời đại liền đạt đến chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, há lại sẽ chỉ có chút thực lực ấy. Vốn định cùng các ngươi chơi đùa, nhưng các ngươi đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên muốn chơi cái tận hứng. Khư Thiên đột nhiên tà mị cười một tiếng, thể nội truyền ra một tiếng nổ vang, vô tận hỗn độn kiếm khí khuấy động mà ra, không gì không phá, đủ để trảm tiên phục ma. Phiến tinh không này trong nháy mắt vỡ nát, không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Nếu là ở tiên ma giới, không biết bao nhiêu tinh thần bị vỡ nát, bao nhiêu đại tinh hóa thành kiếp cho. U Thiên cùng Huyền Thiên cũng giống như thế, hai người lại cũng không có giữ lại chút nào, chỉ ít khí tức lên xong toàn bộ không thua thần vô tận ba người. Hai vị, xem ai trước đồ một người. Thần vô tận nhìn xem Minh Vương cùng ma chủ cười nói. Đang có ý này, ma chủ khóe miệng khẽ nhếch, chỉ một thoáng, hắn mi tâm đã nứt ra một đường vết rách. Vô số hắc sắc phủ văn lan tràn, phủ đầy toàn thân. Ở dưới chân hắn, một tòa thật to hắc sắc ngọc đài như ẩn như hiện. Tiền bối, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Minh Vương lấy tay vung lên, một bộ trắng đen xen kẽ thần văn đồ hiện lên, giống như thái cực đồ, nhưng lại lộ ra kinh khủng tiên đạo khí tức. Hiển nhiên, ba người cũng chuẩn bị làm thật.
trước chạm ba người các ngươi tế cờ, lại đồ tạp phân thân. Thần Vô Tận quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, mấy đạo quang ảnh hiện lên, hắn thân thể trong nháy mắt biến thành mấy cái. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hơi thở thời gian, liền có mấy trăm đạo thân ảnh hiện lên, từng cái đều tản ra kinh khủng khí tức, hoàn toàn không thua hắn bản tôn. Linh hồn phân liệt, không đúng, đây không phải linh hồn phân liệt, đây là giả. U Thiên sắc mặt âm trầm, ẩn ẩn có loại dự cảm bất an. Một cái Thần Vô Tận đã cực kỳ khủng bố, bây giờ lại có mấy trăm cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Hơn nữa nhìn đi lên, từng cái Thần Vô Tận đều là thật. Ngươi rất vô tri, Thần Vô Tận nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, mấy trăm đạo thân ảnh giơ lên trong tay chi kiếm. Tuyệt thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Thần Vô Tận mi tâm phát sáng, bắn ra kiếm khí, mấy trăm thân ảnh kiếm trong tay cùng nhau chém xuống. U Thiên biểu tình kinh khủng, xoay người bỏ chạy. Giờ phút này, hắn thật không có bất luận cái gì dũng khí đối mặt Thần Vô Tận, thật sự là hắn quá vô địch. Đáng tiếc, hắn bị Thần Vô Tận mấy trăm thân ảnh vây công, căn bản không chỗ có thể trốn. Oanh, kiếm khí khuấy động, đầy trời hỗn độn kiếm mang mãnh liệt, không gì không phá, Vô Tận tinh không phủ đầy vết rạn, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nơi này trở nên cực kỳ khủng bố, bốn phía khắp nơi đều là kiếm khí. Từng tiếng thảm thiết tiếng gào thét từ hỗn độn kiếm hải bên trong truyền ra, U Thiên bị Vô Tận hỗn độn kiếm khí rảo sát, mặc dù không nhìn thấy hắn bộ dáng, nhưng không khó tưởng tượng, tuyệt đối cực kỳ thê thảm. Thân làm Hồng Mông Tiên Vương, cho dù Thần Vô Tận trong thời gian ngắn giết không chết hắn. Nhưng trải qua này trọng thương, hắn không bao giờ còn có khả năng là Thần Vô Tận đối thủ, nếu như không thoát đi nơi đây, tất nhiên là cá trên thớt. Nhưng mà, Thần Vô Tận căn bản không có buông tha hắn dự định, mấy trăm thân ảnh cùng nhau đánh ra từng đạo thủ quyết, Vô Tận Tiên Đạo phù văn nở rộ, phong cấm tứ phương tinh không. Phong, một tiếng quát nhẹ, Vô Tận Tiên Đạo phù văn hóa thành Tiên Đạo thần liên, cuốn về phía Hỗn Độn Kiếm Hải. Hỗn Độn Kiếm Hải sinh sinh bị Tiên Đạo thần liên áp chế, nhanh chóng thu nhỏ. Mấy tức về sau, Hỗn Độn Kiếm Hải hóa thành một cái hắc sắc hình cầu, rơi ở trong tay Thần Vô Tận. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Đây chính là U Thiên, cửu thiên một trong, xếp hạng đệ lục, cường đại dường nào, lại bị Thần Vô Tận sinh sinh phong ấn. Đối với Tiên Vương cảnh mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì bọn hắn cuối cùng cũng có thức tỉnh một ngày, trừ phi nắm giữ lục đạo luân hồi trong hộp người xuất thủ. Tương phản, bị phong ấn ngược lại là kinh khủng nhất, bởi vì hắn từ nay về sau mất đi tự do. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thần Vô Tận ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Gia hỏa này thật là khủng khiếp, trước đó lẻ loi một mình giết vào Khư Thiên Thành thì cũng thôi đi, bây giờ lại cầm xuống U Thiên. Hô, Thần Vô Tận thở dài một ngụm chọc khí, sắc mặt hơi trắng bệch. Thi triển vừa rồi loại kia thủ đoạn, đối với hắn tiêu hao quá lớn, dù cho hắn là Hồng Mông Tiên Vương. Người khác không biết, nhưng hắn bản thân minh bạch, mới vừa thủ đoạn, là hắn cơ hồ tiêu hao bản thân tất cả tiên lực mới làm được. Nhưng hắn một lần nữa, căn bản không có khả năng. Minh Vương, Ma Chủ, các ngươi rơi ở phía sau. Thần Vô Tận rút ra thứ nhất, trên mặt hiện lên một nụ cười, rất có tiền bối ngạo khí. Không sai, hắn đản sinh tại Thái Cổ, có thể so sánh Minh Vương cùng Ma Chủ muốn cổ lão. Nguyên bản hắn cảm thấy hậu sinh khảo ý, nhưng chung quy là bản thân thắng. Đương nhiên, hắn cũng không phải thắng Minh Vương cùng Ma Chủ, nhưng là, loại này cảm giác, rất hài lòng. Chấn, nghe được lời nói của Thần Vô Tận, Minh Vương nộ hống một tiếng, thần ma bức tranh đột nhiên biến lớn, hóa thành một đạo màn trời, hung hăng hướng về Khư Thiên trấn áp mà xuống. Khư Thiên sắc mặt đỏ bừng, dùng hết lực lượng toàn thân chống đỡ lấy, nhưng hắn cảm giác lưng của mình càng ngày càng cong, dường như gánh vác lấy vô số vũ trụ. Khư Thiên giật nảy cả mình, hắn đã dốc hết toàn lực, có thể Minh Vương lực lượng quá cường đại, hắn căn bản thẳng không đứng dậy thể. Thiên địa kịch chấn, Khư Thiên thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Nhưng mà, Minh Vương không có cho Khư Thiên hồi phục cơ hội, hắn điều khiển lấy thần ma bức tranh nhanh chóng thu nhỏ, đem vô số hắc vụ tất cả đều áp chế ở trong phạm vi nhất định. Vẻn vẹn mấy tức, thần ma bức tranh liền hóa thành một cái trắng đen xen kẽ hình cầu. Lấy tay một chiêu, hình cầu rơi ở trong tay của hắn.
Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc nhìn thấy một màn này, thật sợ hãi. Đầu tiên là U Thiên bị trấn áp, hiện tại lại đến phiên Khư Thiên. Hai người đều đã bị vạn tộc người phong ấn, cái kia Huyền Thiên, lại có thể chống đối bao lâu? Cũng đúng lúc này, ma chủ nhìn thấy Thần Vô Tận cùng Minh Vương đều đã kết thúc chiến đấu, hắn khí tức trên thân lần nữa kéo lên. Thân làm cấm kỵ cường giả, hắn có bản thân tự ngạo, cho tới bây giờ không cho là mình thất bại. Mặc dù lần này hắn xác thực thua, nhưng là, nếu như liền Huyền Thiên đều bắt không được, vậy cũng thật mất thể diện. Chỉ một thoáng, ma chủ dưới chân ngọc đài chán phóng hung uy, tiên đạo khí tức tuôn ra. Ngọc đài đột nhiên tại chỗ biến mất, sau đó hung hăng đâm vào Huyền Thiên trên người. Huyền Thiên quanh thân kim sắc chiến giáp nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Trên người hắn, cũng xuất hiện vô số vết rạn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chưa định thân hình. Ha ha, giết không chết bản vương, hiện tại liền đến phiên các ngươi. Huyền Thiên làm càn cười to, khôi phục lại tự tin. Không thể không nói, cùng giai tu vi, hỗn độn tiên linh tộc so khư tộc muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Dù sao, bọn họ là thực sự tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, mà khư tộc bình thường đều là phục chế người khác bản nguyên đại đạo. Phốc, vừa dứt lời, một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không xông ra, nở rộ khí tức khủng bố dọa người, dùng hết toàn lực nện ở Huyền Thiên ngực. Huyền Thiên máu phun phè phè, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra, chiến giáp triệt để sụp đổ, lộ ra cái kia xương sườn đồng dạng dáng người. Tiêu Phàm có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhỏ giọng thì thầm, còn cửu thiên đệ ngũ đây, cái này cũng quá yếu. Nếu như Huyền Thiên nghe được lời nói của hắn, đoán chừng lại sẽ phun máu ba lần. Người nhà sợ không phải đối với Hồng Mông Tiên Vương có cái gì hiểu lầm. Hồng Mông Tiên Vương, lại có cái nào là kẻ yếu? Ma chủ không cho Huyền Thiên giật mình lại cơ hội, đạp chân xuống, nhanh chóng đuổi kịp Huyền Thiên. Oanh, ma chủ cường thế xuất thủ, hắn biết rõ, lần này nếu như bỏ qua, coi như rất khó có cơ hội nữa. Chỉ thấy hắn điều khiển lấy dưới chân ngọc đài, lần nữa đánh tới hướng Huyền Thiên. Không thể không thừa nhận, thân làm Hồng Mông Tiên Vương, Huyền Thiên đầu vẫn là rất cứng rắn. Ma chủ hung hăng đập mấy lần, Huyền Thiên đầu rốt cục nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ. Ma chủ không hoảng hốt không vội, y dạng họa hồ lô, đánh ra từng đạo tiên đạo thần liên, muốn trấn phong Huyền Thiên. Huyền Thiên đang sợ hãi cùng tiếng gào thét, bị ma chủ phong cấm. Đến đây, U Thiên, Khư Thiên cùng Huyền Thiên, toàn bộ bị phong ấn. Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, Cửu Thiên, đây chính là khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc mạnh nhất a. Nhưng hiện tại mới đối chiến bao lâu, liền bị vạn tộc ba người cho phong cấm. Muốn phá phong mà ra, đoán chừng không biết năm nào tháng nào. Ma chủ đang đánh cược đấu bên trong, mặc dù bại bởi Thần Vô Tận cùng Minh Vương, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng, bản thân cuối cùng cũng coi là người thắng. Sau một khắc, Thần Vô Tận, Minh Vương cùng ma chủ đứng thành một mảnh, mắt lạnh quan sát phía dưới Khư Thiên Thành. Ba người ánh mắt trao đổi trong nháy mắt, liền đồng thời nhào về phía Khư Thiên Thành. Cầm xuống Khư Thiên ba người, vẻn vẹn chỉ là bước thứ nhất mà thôi, bọn họ chân chính mục tiêu, thế nhưng là tạp phân thân. Khư Thiên ba người bây giờ chiến bại, rơi vào vạn tộc trong tay, tạp phân thân có phải hay không sẽ nhịn không ở xuất thủ. Phốc, cũng liền ở ba người bay về phía Khư Thiên thành thời khắc, giờ khắc này, là ba người buông lỏng nhất thời khắc. Nhưng mà lúc này, ba đạo lợi mang đột nhiên phá không mà ra, một đạo lại một đạo chùm sáng vẩy ra, khóa chặt Thần Vô Tận ba người. Cẩn thận, Tiêu Phàm trong lòng hét lớn, nhưng lại không dám lớn tiếng nhắc nhở. Dù sao, nơi này chính là Khư Thiên Thành, khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đại bản doanh một trong. Nếu là bị người phát hiện, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cực kỳ lo lắng, Thần Vô Tận ba người phải chăng có thể chống đỡ được cái này không rõ đánh lén. Lui, ở cái kia ba đạo lưu quang xuất hiện trong nháy mắt, Thần Vô Tận trước tiên kịp phản ứng, phất tay, đẩy lui Minh Vương cùng ma chủ. Gần như đồng thời, hắn thân thể bỗng nhiên biến lớn, hóa thành vạn trượng cự nhân, quanh thân Vô Tận hỗn độn kiếm khí nở rộ, đánh về phía ba đạo kia lưu quang. Oanh, thiên khung nổ nát vụn, hư vô liệt phùng càng ngày càng nhiều, hỗn độn khí bành trướng, che mất tất cả. Đột nhiên một bóng người từ hỗn độn khí bên trong bay ngược mà ra, lại là Thần Vô Tận, lại biến thành bình thường bộ dáng. Chỉ là,
hắn máu me khắp người, loạn phát bay tứ tung, thê thảm không thể tả. Ma chủ cùng Minh Vương trước tiên tiến lên, bảo vệ thần vô tận, lạnh lùng nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mấy tức về sau, ba bóng người từ hỗn độn khí bên trong đi ra. Cả người khoác áo bào màu vàng, sau lưng ẩn ẩn hiện lên một vầng mặt trời vàng óng, tản ra vô thượng thiên uy, áp người sông không qua khí. Một người khác ăn mặc bạch sắc chiến giáp, dáng người cao to, từ chân trang bị đến tận răng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đầu tóc dài màu trắng trong gió cuốn lên, thần uy vô địch. Người cuối cùng, quanh thân hỗn độn khí bành trướng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, không có chân chính khuôn mặt. Chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, đầy trời hỗn độn khí cuồng quyển mà lên, nhanh chóng sáp nhập vào hắn thể nội, dường như những cái này hỗn độn khí vốn là một phần của thân thể hắn. Hoàng Thiên, Quân Thiên, Hỗn Độn Thiên, Minh Vương nói ra tên của ba người. Bất quá, hắn cũng không có e ngại, ngược lại hiện ra một tia cười lạnh, thậm chí hưng phấn. Ba người này, nhất là Hoàng Thiên cùng Quân Thiên, ở trong 9 ngày xếp hạng, còn ở Huyền Thiên bọn họ phía trên. Hoàng Thiên càng là cửu thiên đệ tam, chớ xem thường cái bài danh này, hắn thực lực tuyệt đối so với Huyền Thiên bọn họ phải cường đại hơn rất nhiều. Thả Huyền Thiên bọn họ, cho các ngươi một cái thống khoái. Một thân áo bào màu vàng Hoàng Thiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản, lại mang theo một tia không cho phép phủ định ý vị. Thần vô tận ba người mí mắt hơi hơi nhảy một cái, bọn họ cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Đừng nói bọn họ giờ phút này cực kỳ suy yếu, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, đối mặt Hoàng Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Được rồi, ta tự mình tới động thủ. Hoàng Thiên để lại một câu nói, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Minh Vương trước người. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo lợi mang bỗng nhiên xuyên thủng Minh Vương nhục thân, cả người bay ngược mà ra. Đám người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Phải biết, đây chính là Minh Vương A, có được thần ma cấm kỵ thể, nhục thân biết bao cường hoành. Vậy mà không phải Hoàng Thiên một đòn địch, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, dạng này thực lực, chênh lệch quá xa. Hoàng Thiên thần sắc bình tĩnh, dường như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, buông tay một chiêu, một vệt sáng từ Minh Vương trên người bắn ra. Phịch một tiếng nổ vang, Hoàng Thiên trực tiếp cởi ra thần ma bức tranh, một bóng người xuất hiện ở trước người của nó. Ngoại trừ Khư Thiên, còn có thể là ai? Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Khư Thiên xuất hiện, hết sức tức giận hướng về bay ngược mà ra Minh Vương, sát khí bành trướng, dày đặc mỗi một tấc không gian. Khụ khụ, Minh Vương ổn định thân hình, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, ho ra đầy máu. Nhìn mình ngực lỗ hổng, hắn mặt âm trầm hướng về Hoàng Thiên. Mạnh, hắn thực sự tìm không ra chữ gì mắt để hình dung Hoàng Thiên thực lực, gia hỏa này, không hổ là cửu thiên đệ tam. Ngoại trừ xếp tại đệ nhất và đệ nhị Thương Thiên cùng Thanh Thiên, gia hỏa này chính là mạnh nhất. Mấu chốt là, Thương Thiên cùng Thanh Thiên đều là hỗn độn tiên linh tộc, nói cách khác, hắn Hoàng Thiên, chính là khư tộc đệ nhất. Cẩn thận, lúc này, Minh Vương bỗng quát to một tiếng, mang theo nội ý, hóa thành lưu quang phóng tới ma chủ. Nhưng mà, một bóng người khác càng nhanh, chưa đầy cái nháy mắt, Hoàng Thiên liền xuất hiện ở ma chủ trước mặt, một đạo kiếm chỉ trực tiếp xuyên qua ma chủ lồng ngực. Trong cơ thể bay vụt ra vô số tiên đạo thần liên, Hoàng Thiên dùng sức kéo một cái, tiên đạo thần liên vỡ nát, một bóng người khác từ ma chủ thể nội sinh sinh kéo tách rời ra. Huyền Thiên, cũng bị Hoàng Thiên cứu ra. Thần vô tận lông mày vặn thành chữ xuyên, bản thân ba người thật vất vả trấn áp tam thiên, lại là không nghĩ tới, liền nhanh như vậy bị Hoàng Thiên cứu hai người. Bọn họ đối Hoàng Thiên thực lực sớm có ý liệu, nhưng vẫn như cũ vượt qua bọn họ nhận thức. Không nên gấp, đến ngươi. Hoàng Thiên nhàn nhạt nhìn thần vô tận một cái, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thần vô tận híp híp hai mắt, quanh thân hỗn độn kiếm khí nở rộ, làm xong toàn lực ngăn cản chuẩn bị. Nhưng mà, Hoàng Thiên hoàn toàn không nhìn, dò ra một cái móng vuốt, trực tiếp xé ra thần vô tận lồng ngực, huyết phũ vẩy ra. Đám người nhìn tê cả da đầu, đây chính là Hoàng Thiên chân chính thực lực sao? Phải biết, hắn mới vẻn vẹn chỉ là cửu thiên đệ tam mà thôi. Đệ tam đã cường đại như thế, cái kia đệ nhị đây. Cùng trong truyền thuyết đệ nhất, lại là biết bao khủng bố. Đám người không dám nghĩ tiếp. Bọn họ lại là không phát hiện là, thần vô tận bị mở ngực mổ bụng,
vẫn không có nửa điểm thần sắc lo lắng, ngược lại nhếch miệng lên lướt qua một cái quỷ dị độ cong. Khi mọi người cho rằng Hoàng Thiên lại tùy tiện cứu ra U Thiên thời khắc, đột nhiên vô số tử sắc kiếm hoa từ thần vô tận trước ngực nở rộ, mang theo hủy diệt chi uy, hung hăng chém về phía Hoàng Thiên. A Hoàng Thiên phát sinh một tiếng giống to, hắn thân thể bị kiếm khí chém ra, một phân thành hai. Trong lúc hô hấp, phần eo của hắn phía dưới bị vô tận kiếm khí nghiền nát, hóa thành đầy trời hắc khí. Một màn này, tất cả mọi người thấy choáng mắt, lấy Hoàng Thiên thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện ứng phó thần vô tận ba người mới đúng a, có vẻ giống như đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Rất nhanh, mọi người ánh mắt bị thần vô tận trước người một bóng người hấp dẫn. Đó là cả người khoác áo bào tím nam tử, một đầu mái tóc tím dài trong gió bay múa, tuấn giật khuôn mặt, cao to dáng người, không ngừng nổi bật người này phi phàm. Khư Thiên Thành bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy tử bào nam tử, dường như gặp quỷ sống, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Tử Vũ. Không sai, nam tử kia, chính là Tử Vũ Thần Vương. Bất quá, Tử Vũ Thần Vương xưng hô cực kỳ cổ lão, đã không có bao nhiêu người nhớ. Chẳng ai ngờ rằng, thần vô tận thể nội còn ẩn giấu đi một bóng người, hơn nữa còn cho Hoàng Thiên một kích chí mạng, lấy thực lực cường đại, dĩ nhiên sẽ không tử vong, nhưng thời gian ngắn chiến lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Sự thật cũng là như thế, Hoàng Thiên thật vất vả khôi phục nhục thân, nhưng sắc mặt lại là trắng bạch mấy phần. Hắn hung tợn nhìn xem trống rỗng xuất hiện Tử Vũ Thần Vương, hận không thể nuốt sống hắn huyết nhục. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, hắn rất ưa thích một người trưởng quản toàn cục cảm giác, trước kia cũng quả thật là như thế, nếu như không có Tử Vũ Thần Vương xuất hiện. Nhưng Tử Vũ Thần Vương chẳng những làm rối loạn hắn kế hoạch, lại còn âm hắn một lần, nhường hắn chịu thiệt hại lớn. Trong thời gian ngắn, hắn thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Các ngươi không có sao chứ? Tử Vũ Thần Vương đầu cũng không quay lại nói, đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng, không có làm thịt hắn. Minh Vương cùng ma chủ lách mình xuất hiện ở bên người Tử Vũ Thần Vương, lạnh lùng hướng về đối diện Hoàng Thiên mấy người. Hắn dù sao cũng là Hoàng Thiên, không dễ dàng chết như vậy. Minh Vương trầm giọng nói. Tử Vũ Thần Vương xuất hiện, vốn liền là ở bọn hắn kế hoạch bên trong, chỉ là bọn hắn còn đánh giá thấp Hoàng Thiên thực lực. Bằng vào Tử Vũ Thần Vương một người, muốn giết chết Hoàng Thiên, quá khó khăn. Cuối cùng hắn đồng dạng phải chết, ma chủ cực kỳ bá khí, theo hắn trên người ma khí quay cuồng, hắn khí thế lần thứ hai khôi phục đỉnh phong. Theo ma chủ khôi phục đỉnh phong, thần vô tận cùng Minh Vương trên người hai người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Hiển nhiên, ba người trước đó đều là cố ý giả vờ, chính là vì dẫn Hoàng Thiên bọn họ hiện thân. Không thể không nói, Hoàng Thiên thực lực, so Huyền Thiên cùng U Thiên bọn họ mạnh nhiều lắm. Mặc dù mọi người đều là Hồng Mông Tiên Vương, nhưng vẫn như cũ không ở cùng một cái cấp độ. Điểm này, sớm liền ở trong dự liệu của bọn họ. Bọn họ biết rõ, cũng không phải là Huyền Thiên, U Thiên cùng Khư Thiên quá yếu, mà là trừ bỏ Hoàng Thiên bên ngoài, Huyền Thiên bọn họ biểu hiện căn bản không phải bọn họ chân chính thực lực. Liền bằng các ngươi, Hoàng Thiên khinh thường cười một tiếng, nếu không phải U Thiên cùng Khư Thiên bản tôn phong ấn tại thời không chi hà, giết các ngươi dư xài. Không sai, U Thiên cùng Khư Thiên cũng không phải là bản thể, chỉ là bọn hắn phân thân mà thôi. Trong lòng mọi người, cũng không phải là cái gì bí mật. Bằng không mà nói, thần vô tận bọn họ cầm xuống U Thiên ba người, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Về phần Huyền Thiên, chính là hỗn độn tiên linh tộc, hắn tu vi cũng không có bị phong ấn, mà là cố ý ẩn giấu đi một chút thực lực mà thôi. Dù cho ở chung vô tận tuế nguyệt, Hoàng Thiên vẫn như cũ không đem Huyền Thiên xem như người một nhà. Đồng dạng, đây cũng là tiên cấm kiếp địa hỗn độn tiên linh tộc rõ ràng mạnh hơn Khư tộc, nhưng bọn hắn cũng không dám có nửa điểm làm trái nguyên nhân. Hoàng Thiên cũng tốt, U Thiên cùng Khư Thiên cũng được, bọn họ đỉnh phong thực lực là không phân cao thấp, cũng không yếu hơn thần vô tận bọn họ bất kỳ người nào. Hoàng Thiên lời nói rất bình tĩnh, có thể nghe vào Khư Thiên Thành tu sĩ trong tai, lại là giống như một đạo kinh lôi. Đây chỉ là U Thiên đại nhân bọn hắn phân thân, vậy bọn họ bản thể lại là cường đại dường nào, sợ là đã không kém gì Thanh Thiên cùng Thương Thiên a. Thì ra là thế, khó trách ta Khư tộc rõ ràng thế yếu, hỗn độn tiên linh tộc vẫn như cũ không dám cho chúng ta bất luận cái gì sắc mặt. Đúng rồi, đây chỉ là U Thiên bọn hắn phân thân, vậy bọn họ bản thể ở đâu? Còn phải nghĩ sao, nhất định là ở thời không chi hà cuối cùng.
Đám người ngươi một lời, ta một câu, hết sức sùng bái nhìn xem U Thiên bọn họ. Bọn hắn phân thân liền có thể cùng thần vô tận bọn họ đại chiến, nếu như bản thể đến này, còn đến mức nào? Tiêu Phàm cũng là cực kỳ không bình tĩnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung. Sau nửa ngày, hắn mới có thể hồi phục lại tinh thần, là vậy, Hoang Ma nói, Khư tộc cường giả đỉnh cao đều bị phong cấm ở thời không chi hà một chỗ khác, nói cách khác, trước mắt Khư tộc cũng không phải là bọn họ chân chính thực lực. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, đồng thời trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Khó trách Hoang Ma tìm kiếm nghĩ cách cũng phải để cho mình ngăn cản thời không chi hà phía trên lục đạo luân hồi phong ấn cởi ra, mấu chốt là nguyên nhân này. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như Khư tộc cường giả đỉnh cao theo tạp bản ngã xuất hiện, vạn tộc gặp phải như thế nào tai nạn. Vạn tộc thực sự là buồn cười, mấy cái hồng mông tiên vương liền dám đến này chịu chết, Hoàng Thiên Đại Nhân một ngón tay cũng đủ để diệt bọn hắn. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, hắn màng nhĩ chấn động một cái, không kiềm hãm được quay đầu nhìn tới. Không nhìn còn khá, nhìn thấy người nói chuyện khuôn mặt, hắn sắc mặt kinh hãi, thật sự là khuôn mặt này quá quen thuộc. Huyền Hoàng Ma Tổ, Tiêu Phàm kém chút lên tiếng kinh hô. Không sai, cách hắn mấy bước ra ngoài người kia, dĩ nhiên là Huyền Hoàng Ma Tổ. Huyền Hoàng Ma Tổ lúc trước bị tiên cảnh chi môn mang đi, không phải hẳn là ở vạn tộc lục đại tiên thành sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần. Đây không phải Huyền Hoàng Ma Tổ. Mặc dù người trước mắt vô luận là dung mạo hay là tức, đều cùng Huyền Hoàng Ma Tổ giống như đúc, hơn nữa còn giống như đột phá hồng trần tiên vương. Nhưng là, Tiêu Phàm có thể nhìn ra, cái này Huyền Hoàng Ma Tổ chính là Khư tộc biến ảo mà ra. Nói như vậy, Huyền Hoàng Ma Tổ rơi vào Khư tộc trong tay. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhưng trong đầu lại là hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Huyền Hoàng Ma Tổ rơi vào Khư tộc trong tay, lấy Khư tộc phẩm tính, bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện giết Huyền Hoàng Ma Tổ. Dù sao, Huyền Hoàng Ma Tổ nếu như khôi phục đỉnh phong, thực lực cũng không yếu. Đoán chừng cũng không dưới tại Hỗn Nguyên Tiên Vương. Mà đối với Khư tộc mà nói, Tiên Vương cảnh chính là có thể lặp lại lợi dụng đồ vật. Chỉ cần Huyền Hoàng Ma Tổ không chết, Khư tộc liền có thể không ngừng sáng tạo lĩnh ngộ đồng dạng bản nguyên đại đạo Khư tộc Tiên Vương. Mặc dù Tiên Vương số lượng có lẽ sẽ không nhiều, nhưng chất lượng cũng sẽ không có bất luận cái gì hạ xuống. Nếu như Huyền Hoàng Ma Tổ không chết, hắn có phải hay không cùng các bị Khư tộc bắt sống vạn tộc tu sĩ giam chung một chỗ đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên hướng một bên đi vài bước, đi tới Huyền Hoàng Ma Tổ trước người. Vị đại nhân này, ngài là Hoàng Thiên Đại Nhân thuộc hạ. Tiêu Phàm nịnh nọt nhìn đối phương, cười hỏi, trong lời nói đều là cung kính một trong. Cái kia Khư tộc cường giả liếc Tiêu Phàm một cái, cao ngạo giơ lên đầu, bản vương ngược lại là muốn trở thành Hoàng Thiên Đại Nhân thuộc hạ. Đáng tiếc không có cơ hội, nếu như bản vương có thể có được càng mạnh bản nguyên đại đạo, có lẽ có một tia hy vọng trở thành Hoàng Thiên Đại Nhân chó săn, những năm này cũng bắt không ít vạn tộc La Thiên Tiên Vương, đại nhân khẳng định có cơ hội. Tiêu Phàm nịnh nọt cười một tiếng. Đó là tự nhiên, cái kia tổ húc cường giả tự tin cười một tiếng. Tại hạ nguyện ý đi theo đại nhân, không biết đại nhân. Tiêu Phàm nghe vậy, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Khư tộc cường giả. Thiên vương cảnh. Khư tộc cường giả đánh giá Tiêu Phàm vài lần, có chút ghét bỏ nói, quá yếu, bất quá tiểu tử ngươi vận khí tốt, bản vương nhận lấy ngươi. Đa tạ đại nhân, Tiêu Phàm hết sức mừng rỡ, nói thuộc hạ nhất định sớm ngày đột phá hồng trần tiên vương, không cho đại nhân thất vọng, đúng rồi, đại nhân có từng nhận biết Ma La tiền bối. Ngươi nói là cái kia A-dua nịnh hót hỗn độn tiên linh tộc. Khư tộc cường giả cười lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, bản vương không cần biết hắn. Hắn đến nhận biết bản vương còn tạm được. Cũng không biết tiểu tử này đi vận cứt chó gì, lại bị Khư thái tử coi trọng. Đại nhân, Tiêu Phàm đột nhiên thấp giọng truyền âm nói, ta nghe nói, Khư thái tử 10 điểm thưởng thức Ma La, nếu như Ma La ở Khư thái tử trước mặt nói tốt vài câu, có lẽ đại nhân liền có thể có được La Thiên Tiên Vương bản nguyên đại đạo. Ngươi cùng Ma La là quan hệ như thế nào? Khư tộc cường giả hai mắt nhắm lại, có chút đề phòng, nội tâm lại là bắt đầu tính toán. Hắn là ta trưởng bối. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, đại nhân, đại chiến sắp đến, thuộc hạ cảm thấy tiên vương cảnh thực lực còn chưa đủ bảo thủ, ta có thể hướng Ma La tiền bối đề cử tiền bối, có lẽ. Khư tộc cường giả nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên,
bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, người cũng đã biết lừa dối bản vương hậu quả. Tiêu Phàm ánh mắt tặc lưu lưu nhìn tứ phương một cái, nói, đại nhân nếu như tin tưởng tại hạ liền mang ngài đi tìm hắn, nghĩ đến Ma La tiền bối cũng sẽ không để ý thêm một cái cường đại bằng hữu. Khư tộc cường giả nhìn một chút không chung, nhìn thấy đại chiến trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, lúc này mới vẻ mặt cao ngạo gật đầu một cái. Đại nhân mời, Tiêu Phàm mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. Khư tộc cường giả ngạo mạn gật đầu một cái, ngay sau đó thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm cho khư tộc cường giả dẫn đường, rất nhanh là đến một chỗ tương đối xó xỉnh an tĩnh. Khư tộc cường giả đột nhiên mất kiên trì, đứng tại chỗ không nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói, bản vương liền ở chỗ này chờ hắn, nhường hắn quay lại đây gặp bản vương. Tiêu Phàm nghe vậy, cười cười nói, tất nhiên ngươi không nguyện ý, quên đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm một cái tay bóp lấy khư tộc cường giả cổ, ở khư tộc cường giả trong ánh mắt kinh hãi, trực tiếp đem hắn ném vào thể nội thế giới. Tiêu Phàm thể nội thế giới. Khư tộc cường giả hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, giờ phút này hắn mới ý thức tới, trước mắt cái này thiên vương cảnh tiểu tử, thực lực xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Phải biết, hắn nhưng là Hồng Trần Tiên Vương A, ở trước mặt đối phương lại ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Ngươi là ai? Khư tộc cường giả hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng biết, bản thân căn bản không chỗ có thể trốn. Thế giới này, có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ gặp kinh khủng tra tấn. Ngươi gương mặt này, để cho ta nghĩ tới một cái cố nhân. Tiêu Phàm không có trả lời khư tộc cường giả mà nói, mà là nói tránh đi, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết hắn ở đâu a. Khư tộc cường giả nghe vậy, toàn thân kịch chấn, con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngươi là vạn tộc người. Nói, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng xuyên qua đầu vai của đối phương, chém cánh tay của hắn. Khư tộc cường giả chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hít sâu một cái nói, giết ta đi. Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tự nhiên biết rõ khư tộc cường giả trong giọng nói ý tứ. Thánh tổ cảnh bất tử bất diệt, cũng không phải đùa giỡn. Trừ phi tạp, cùng nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực người, mới có thể giết chết hắn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vạn tộc tất diệt, người cũng giống vậy trốn không thoát. Khư tộc cường giả cười lạnh một tiếng, người tốt nhất cầu nguyện, không muốn rơi trong tay ta. Tiêu Phàm không nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đầu tử sắc thú nhỏ xuất hiện ở hắn đầu vai, chiếu sáng rạng rỡ. Vương khư thú. Khư tộc cường giả thấy thế, nói chuyện đều có chút run rẩy, nơi nào còn có phía trước tự tin. Tiêu Phàm có lẽ giết không chết hắn, nhưng là vương khư thú khẳng định có thể, cái này căn bản không cần hoài nghi. Khư thú năng lực mặc dù biến thái, nhưng nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, Tiêu Phàm mỉm cười. Nhưng tại khư tộc cường giả xem ra, đây quả thực là ma quỷ nụ cười, người biết, ta có thể được ta muốn. Nói xong, vạn nguyên huyễn thú hé miệng, vẻ rất là háo hức. Mặc dù một đầu hồng trần tiên vương cảnh khư thú với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao hắn cách hỗn nguyên tiên vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, thôn phệ một đầu hồng trần tiên vương khư thú, còn không đủ để hắn phóng ra một bước này. Nhưng là, con muỗi nhỏ cũng là thịt a. Ta nói. Ta nói, khư tộc cường giả nơi nào còn dám chần chờ, đối mặt cái chết, ai cũng không ngoại lệ, đều sẽ sợ hãi. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, chỉ chốc lát sau, khư tộc cường giả đem hắn biết sự tình toàn bộ thổ lộ ra. Tiêu Phàm cũng không biết là không đang nói láo, bất quá hắn cũng không quan tâm. Khư thiên thành tu sĩ giờ phút này đều chú ý tới mấy đại cấm kỵ nhân vật đại chiến, chỗ nào còn sẽ quản sự tình khác. Hiển nhiên. Đây là cứu ra huyền hoàng ma tổ cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt vì cứu huyền hoàng lão tổ, đối phương còn không có nhường hắn xuất thủ tư cách. Bất quá con mắt của nó không chỉ là như thế, nghĩ đến huyền hoàng lão tổ hẳn là cùng các vạn tộc cường giả giam giữ cùng một chỗ, chỉ cần có thể tìm tới huyền hoàng lão tổ, khẳng định có thể tìm tới mặt khác vạn tộc cường giả. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thể nội thế giới, dựa theo khư tộc cường giả nói tới lộ tuyến. Hướng về khư thiên thành trung tâm tới gần. Không nghĩ tới, tạm giam vạn tộc cường giả người, lại chính là khư thái tử.
Tiêu Phàm nội tâm hơi hơi không bình tĩnh, hắn biết rõ Khư Thái Tử thân phận phi phàm, lại là không nghĩ tới bản thân còn đánh giá thấp hắn. Không hổ là có được hy vọng trùng kích Hồng Mông Tiên Vương cảnh tồn tại. Tiêu Phàm thận trọng hướng về Khư Thiên Thành trung ương tới gần, thu liếm khí tức toàn thân, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một lần không trung, lại là nhìn thấy Thần Vô Tận mấy người đang cùng Hoàng Thiên bọn họ chiến đấu kịch liệt. Thần Vô Tận bọn họ chung quy là yếu một chút, bị Hoàng Thiên đám người áp chế ở hạ phong. Bất quá, Tiêu Phàm đã không chú ý tất cả những thứ này. Hắn chỉ muốn thừa dịp Khư Thiên Thành đại loạn, hết khả năng cứu ra vạn tộc cường giả. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ở một tòa cực kỳ tầm thường cung điện cách đó không xa ngừng lại. Cung điện bốn phía, có không ít cường giả thủ hộ, trong đó vậy mà không hiện Hỗn Nguyên Tiên Vương. Xem ra người này không có gạt ta. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm tính toán rất nhanh lên. Muốn đột phá phòng tuyến của đối phương, cứu ra vạn tộc tu sĩ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đối phương không chỉ có Hỗn Nguyên Tiên Vương tỏa trấn không nói, hơn nữa còn có mấy cái La Thiên Tiên Vương. Tiêu Phàm có đôi khi rất tự phụ, nhưng là còn không có cuồng vọng đến miểu sát một cái Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng mấy cái La Thiên Tiên Vương. Chỉ cần không cách nào làm đến điểm này, cưỡng ép xâm nhập, tất nhiên hấp dẫn người khác chú ý lực. Mặc dù giờ phút này mọi người ánh mắt đều tụ tập ở không trung, nhưng một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể dẫn động đám người chú ý. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể tiến nhập? Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, hắn chỉ có thể biến thành Hỗn Độn Tiên Linh tộc, lại là không cách nào biến thành Khư tộc, thật sự là Khư tộc quá đặc thù. Nhưng lúng túng là, Hỗn Độn Tiên Linh tộc địa vị, xa không phải Khư tộc có thể so sánh. Chỉ cần là Hỗn Độn Tiên Linh tộc, cho dù là Hỗn Nguyên Tiên Vương, đoán chừng cũng đừng hòng nghênh ngang tiến vào đại điện bên trong. Chỉ có Khư tộc, mới có một tia hy vọng. Chờ chút, Khư tộc, Tiêu Phàm đột nhiên linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, ta mặc dù không cách nào biến thành Khư tộc, nhưng là, vạn nguyên huyễn thú bản thân không phải liền là Khư thú sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một bóng người hiện tại hắn cách đó không xa. Nếu là bị Khư Thiên Thành những người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ kinh hãi không thôi, đây không phải là Khư Thái Tử sao? Không sai, vạn nguyên huyễn thú biến thành người chính là Khư Thái Tử. Tiêu Phàm không cách nào biến ảo, nhưng cũng không đại biểu vạn nguyên huyễn thú làm không được a. Đại nhân, mời, Tiêu Phàm hơi hơi khom người, đứng ở vạn nguyên huyễn thú sau lưng. Vạn nguyên huyễn thú biến thành Khư Thái Tử, nghênh ngang hướng về cung điện đi đến. Mấy cái thủ hộ cung điện cường giả lách mình xuất hiện. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy Khư Thái Tử lúc, tất cả đều cúi xuống đầu ngẩng cao sọ, cung kính nói, bái kiến Khư Thái Tử. Khư Thiên Thành ai lại không biết Khư Thái Tử thân phận đây? Bọn họ cũng hoàn toàn nghĩ tới, lại có người dám cả gan giả mạo Khư Thái Tử, nghênh ngang lại tới đây. Vạn Nguyên Huyễn Thú nhìn xem quỳ rạp dưới đất một đám Khư tộc cường giả, khoát tay một cái nói, mở ra đại điện, bản vương muốn đi vào. Là, Khư Thái Tử. Một người cầm đầu thủ vệ cung kính hẳn là, tiện tay cho bên cạnh mấy người làm ánh mắt. Những người kia thấy thế, cùng nhau lấy ra một viên lệnh bài, đồng thời thôi động ở giữa, một vệt sáng không vào cung điện đại môn. Bang, cung điện đại môn tự động mở ra, vạn nguyên huyễn thú nhìn cũng chưa từng nhìn những thủ vệ này một cái, liền đi vào. Tiêu Phàm theo sát phía sau, cũng không ai dám đứng ra nói cái gì. Không có gặp Khư Thái Tử đều không có mở miệng sao. Tiêu Phàm cùng vạn nguyên huyễn thú đi vào đại điện, sau lưng đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa. Hai người không có bối rối, ngược lại trợn to hai mắt nhìn xem tứ phương. Bị hắn bắt sống cái kia Khư tộc cường giả lại là không có lửa hắn, nơi này, đúng là giam giữ vạn tộc tu sĩ lồng giam, nguyên một đám lồng giam liền hiện lên ở trước mắt hắn. Hơn nữa, như Tiêu Phàm sở liệu, bên trong đại điện có động thiên khác, xa so với tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Chuyến này không uổng công, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng từ tiền phương đi đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy được mấy cái vạn tộc cường giả, mỗi người đều là Hồng Trần Tiên Vương trở lên tu vi, toàn bộ bị tiên đạo thần liên sâu đâm thủng thân thể, trói buộc ở từng gian trong phòng giam. Cửa ra vào mấy cái vạn tộc tu sĩ nhìn thấy Khư Thái Tử trong nháy mắt, trên mặt tái nhợt hiện lên dữ tợn, hận không thể ăn sống phía dưới thịt của hắn. Tiêu Phàm biết rõ, những người này hiển nhiên gặp phi phàm tra tấn. Nhưng hắn vui mừng là, rất nhiều người dù cho bị giam giữ vô tận tuế nguyệt, cũng không có biến mất góc cạnh,
vẫn như cũ đối Khư tộc ôm thiên đại địch ý. Xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang, Tu La kiếm khe khẽ chém một cái, trực tiếp chặt đứt phòng giam đại môn. Không đợi người kia lấy lại tinh thần, mấy đạo vội vàng nở rộ, cái kia vạn tộc cường giả trên người tiên đạo thần liên, toàn bộ bị chém đứt. Người kia càng là trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác có chút mộng ảo. Ngươi không cần lên tiếng, ta mang các ngươi rời đi. Tiêu Phàm không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp đem hắn ném vào thể nội thế giới. Mà cái này, vẻn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Đại khái một nén nhang thế giới, Tiêu Phàm giải cứu hơn 300 người, hơn nữa càng đi chỗ sâu, bị giam giữ vạn tộc tu sĩ khí tức trên thân lại càng mạnh. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ở một gian nhà tù trước mặt ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong phòng giam bị tiên đạo thần liên xuyên qua lão giả. Huyền Hoàng Ma Tổ, Tiêu Phàm nhẹ nhàng mở miệng, một kiếm chém vỡ lồng giam. Không sai, hắn lão giả trước mắt không phải người khác, chính là bị tiên cảnh chi môn đưa vào tiên cấm kiếp địa Huyền Hoàng Ma Tổ. Đã từng Huyền Hoàng Ma Tổ vì đuổi giết hắn, có thể nói là tận hết sức lực. Mà bây giờ, Huyền Hoàng Ma Tổ nhìn qua đã gần đất xa trời, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Danh con, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không nên uổng phí nước miếng. Huyền Hoàng Ma Tổ hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm, ra sức giãy giụa, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân. Thân làm thái cổ thời đại Ma Tổ 12 đại Ma Tổ, Huyền Hoàng Ma Tổ đỉnh phong thời kỳ vốn là Hỗn Nguyên Tiên Vương. Đáng tiếc lúc trước cùng Khư tộc giao thủ, hắn bản thân bị trọng thương, tu vi rơi xuống. Hơn nữa bởi vì không tin thời không lão nhân bọn họ bày bố, hắn bỏ lỡ đại cơ duyên, lựa chọn lưu tại thái cổ thần giới, vô tận tuế nguyệt một mực ở vào giấc ngủ say, cơ hồ ở vào tự phong trạng thái. Thượng cổ thời đại hắn cưỡng ép thức tỉnh, tu vi lại là chẳng những không có tiến bộ, ngược lại rơi vào phổ thông tổ vương. Thật sự là hắn năm đó thương tích quá nặng, thế nhưng Huyền Hoàng Ma Tổ lại tham sống sợ chết, sợ bị tiên cảnh chi môn khóa chặt, lại không dám tùy tiện hiện thân, chớ nói chi là khôi phục cảnh giới càng cao hơn. Hắn không biết là, nếu như thời đại này thức tỉnh, hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Đừng nói khôi phục đỉnh phong thực lực, chí ít cũng có thể khôi phục Hỗn Nguyên Tiên Vương. Mà hết thảy này, đều là hắn tham sống sợ chết tạo thành, có thể nói là gieo gió gặt bão. Tiến vào tiên cấm kiếp địa, hắn vốn định đại triển quyền cước, mau chóng khôi phục đỉnh phong tu vi, tùy tiện tiến vào Hỗn Độn Khư địa. Nơi này đối với hắn mà nói, như cá gặp nước, lấy được mấy cái bản nguyên tiên tinh về sau, hắn rất nhanh khôi phục đến Hồng Trần Tiên Vương cảnh, khoảng cách La Thiên Tiên Vương cũng chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến bản thân rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong, Huyền Hoàng Ma Tổ nội tâm cuồng hỉ hết sức. Nhưng mà vui quá hóa buồn, hắn tất cả hảo vận đều dùng sạch. Bất ngờ gặp được Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc La Thiên Tiên Vương cường giả. Kết cục có thể nghĩ, hắn bị bắt sống, hơn nữa một mực giam giữ ở chỗ này, trở thành Khư tộc nuôi nhốt cường giả. Bây giờ gặp lại Huyền Hoàng Ma Tổ, Tiêu Phàm cũng là cảm xúc rất nhiều. Nhớ ngày đó, hắn bị Huyền Hoàng Ma Tổ điên cuồng đuổi giết, nếu không phải bị Bạch Trường Sinh cùng Vô Nhai đạo tổ cứu, đoán chừng sớm liền trở thành Huyền Hoàng Ma Tổ vong hồn dưới kiếm. Ầm ầm. Tiêu Phàm không có trả lời Huyền Hoàng Ma Tổ mà nói, trong tay Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, trực tiếp chặt đứt tiên đạo thần liên. Huyền Hoàng Ma Tổ nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Khư tộc chẳng lẽ chuẩn bị để cho mình khôi phục thân tự do? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thân hình một trận biến ảo, khôi phục lúc đầu dung mạo, cười nói, Huyền Hoàng Ma Tổ, đã lâu không gặp. Ngươi là, Huyền Hoàng Ma Tổ tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, xuất thủ cứu mình người, dĩ nhiên là bản thân những năm này muốn giết nhất người. Tiêu Phàm, thật lâu, Huyền Hoàng Ma Tổ từ trong hàm răng phun ra hai chữ, lại là không có động thủ. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, Huyền Hoàng Ma Tổ một điểm tính tình cũng không dám có. Bởi vì vẻn vẹn tán phát khí tức, liền để hắn có chút không thở nổi. Huyền Hoàng Ma Tổ, chuyện năm đó, xóa bỏ, làm sao? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Huyền Hoàng Ma Tổ mọi loại không cam, nhưng cuối cùng vẫn như cũ gật đầu một cái. Hắn không thỏa hiệp lại như thế nào, ở bây giờ Tiêu Phàm trước mặt, hắn nhỏ bé giống như bụi bặm, muốn giết Tiêu Phàm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt, chúng ta thời gian không nhiều,
phải mau chóng đem nơi này người cứu đi, người ở ta thể nội thế giới trước đợi, làm sao? Tiêu Phàm lại nói, hắn đã từng, mặc dù hận không thể làm thịt Huyền Hoàng Ma Tổ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cùng chung địch nhân là Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, giết Huyền Hoàng Ma Tổ, cũng chỉ là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Tốt, Huyền Hoàng Ma Tổ thở sâu, thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nơi này tổng cộng nhốt bao nhiêu người? Tiêu Phàm lại hỏi. Chừng 1000 người, Huyền Hoàng Ma Tổ thở sâu, không có giấu giếm, nói có muốn hay không ta hỗ trợ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Huyền Hoàng Ma Tổ. Huyền Hoàng Ma Tổ trầm mặc không nói, hắn thực lực bây giờ, đoán chừng chỉ là kéo Tiêu Phàm lùi về mà thôi. Không đợi Huyền Hoàng Ma Tổ mở miệng, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trực tiếp đem hắn ném vào thế giới. Ngay sau đó, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu, đem nguyên một đám giam giữ ở chỗ này vạn tộc tu sĩ giải cứu ra. Có người cơ hồ từ còn lại một hơi, gặp không thuộc về mình tra tấn. Nếu như bình thường, bất tử bất diệt chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là ở trong này, đây chính là bọn họ khuyết điểm lớn nhất. Loại kia muốn chết không xong cảm giác, cực kỳ khó chịu, thế nhưng bọn họ lại không tránh thoát được, chỉ có thể để Khư tộc tấm đệm lông dê. Phía ngoài cung điện, đột nhiên mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thủ hộ cung điện Tu Vi lúc nhìn thấy người tới, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khư Thái Tử, đám người không dám tin vào hai mắt của mình. Khư Thái Tử không phải tiến vào sao? Tại sao lại xuyên ở chỗ này? Vạn tộc tới đây, sợ là có mục đích khác, Khư Thiên để cho ta tới nơi này nhìn xem, nơi này có thể có chuyện gì phát sinh. Khư Thái Tử quét một đám thủ vệ một cái, trầm giọng nói. Một đám thủ vệ ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, vẫn như cũ có chút không dám tin. Làm sao, đều câm. Khư Thái Tử lông mày nhíu lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua một đám thủ vệ. Khư Thái Tử, ngài không phải mới vừa đã tiến vào sao? Cầm đầu thủ vệ thận trọng nói. Ngươi nói cái gì? Khư Thái Tử còn cho rằng mình nghe lầm, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Vừa mới Khư Thái Tử mang theo một người đến từ, đã tiến vào đại điện. Cầm đầu thủ vệ giải thích nói, ánh mắt lại là lấp lóe không ngừng, hiện tại hắn hoài nghi trước mắt Khư Thái Tử là thật hay giả. Mở ra điện môn, Khư Thái Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Nghe được Khư Thái Tử giận dữ mắng mỏ, thủ vệ cúi đầu xuống, lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Không phải hắn nghĩ phản kháng Khư Thái Tử mệnh lệnh, mà là hắn có chút hoài nghi trước mắt Khư Thái Tử thân phận thật giả. Thân làm Khư tộc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước đó tiến vào Khư Thái Tử cho hắn áp lực thật lớn, đối phương tất nhiên là vương Khư thú không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trước mắt Khư Thái Tử cũng đồng dạng mang cho hắn áp lực cường đại. Nhưng là, loại này áp lực rõ ràng không bằng phía trước Khư Thái Tử. Ngươi dám phản kháng bản vương mệnh lệnh, Khư Thái Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo. Không dám, thủ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác nơi nào còn dám đứng đấy, toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Mở ra, Khư Thái Tử bước lên phía trước, hướng về đại điện đi đến. Thủ vệ thấy thế, khẽ cắn môi, cho một bên mấy người một ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, đại điện chi môn mở ra, Khư Thái Tử quay đầu nhìn mấy người một cái, nói các ngươi cùng bản vương đến, mặt khác, thông chi những người khác, cho ta giữ vững cửa ra vào. Đúng, thủ vệ cung kính đáp, giờ khắc này, hắn có chút tin tưởng trước mắt Khư Thái Tử thân phận. Nếu như trước mắt Khư Thái Tử là giả, hắn tuyệt đối sẽ không phía dưới mệnh lệnh như vậy. Nếu như những người khác tới đây, tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Bọn họ mặc dù không cách nào phân biệt Khư Thái Tử là thật hay giả, nhưng là bọn họ chủ thượng Khư Thiên khẳng định là có thể. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Khư Thái Tử đã mang theo mấy cái thủ vệ đi vào đại điện bên trong. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tới nhà tù chỗ sâu nhất. Khi hắn nhìn thấy trong phòng giam đạo kia hắc bào khôi ngô thân ảnh lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hoang, hoang ma, Tiêu Phàm trực tiếp kêu lên, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hoang ma, không phải lưu tại tiên ma giới sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng mà, trước mắt bị tiên đạo thần liên khốn trụ người, vô luận là dung mạo, vẫn là bản nguyên khí tức, đều cùng hoang ma giống như đúc. Dù cho hắn vận chuyển lục đạo luân hồi chi nhãn, cũng vô pháp phân rõ. Ngươi là ai? Hắc bào thân ảnh hơi nhíu mày,
lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngạo khí hết sức. Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, bất quá hắn có thể khẳng định là, người này tuyệt đối cùng hoang ma có quan hệ lớn lao. Ta tới cứu ngươi rời đi. Tiêu Phàm thở sâu, bình phục sao động nội tâm. Cũng không đợi hắc bào thân ảnh mở miệng, trong tay Tu La kiếm chớp động, mấy đạo lưu quang bắn ra, chặt đứt tiên đạo thần liên. Hoang ma sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, thân hình cũng cực kỳ chật vật. Bất quá, làm tiên đạo thần liên vỡ nát một sát na kia, trên người đột nhiên mãnh liệt ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hỗn Nguyên Tiên Vương đỉnh phong, không sai, nam tử khôi ngô thực lực, vậy mà đã một cước bước vào Hồng Mông Tiên Vương cảnh. Tiêu Phàm lấy ra mấy viên bản nguyên tiên tinh, nam tử khôi ngô cũng không khách khí, trực tiếp luyện hóa hấp thu. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn khí thế liền đạt tới được đỉnh phong. Không, chuẩn xác mà nói, còn đang không ngừng kéo lên. Đây là chuẩn bị đột phá Hồng Mông Tiên Vương, ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Phàm đè xuống nội tâm hoài nghi, chủ động rời khỏi nhà tù, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thông đạo một đầu khác, mà dư quang lại là thỉnh thoảng đánh giá nam tử khôi ngô. Không phải hoang ma, chẳng lẽ là hoang ma đồng bào huynh đệ? Tiêu Phàm âm thầm hoài nghi. Bất quá rất nhanh lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, cho dù là đồng bào huynh đệ, cũng không khả năng giống như đúc, liền bản nguyên khí tức đều không có gì khác nhau. Nhưng nếu không phải cùng một người, cái kia nam tử khôi ngô là ai đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, dù sao loại tình huống này, hắn đã không phải là chưa thấy qua. Tỷ như Đại Vô Thiên Ma cùng Tu La Tổ Ma, hai người dung mạo không giống nhau, nhưng bản nguyên khí tức lại một dạng. Từ một điểm này có thể phán định ra đến, bản nguyên khí tức một dạng, chưa chắc là tu luyện đồng dạng bản nguyên đại đạo. Mặt khác, hắn cùng với Kiếm Hồng Trần cũng là như thế. Đột phá tiên vương cảnh về sau, hắn ba loại bản nguyên chi lực dung hợp thành tân bản nguyên lực lượng, Kiếm Hồng Trần cũng là như thế. Nhưng là, hai người dung hợp sau bản nguyên chi lực mở ra bản nguyên đại đạo, lại là hoàn toàn khác biệt, cái này cùng riêng phần mình nắm giữ bản nguyên đại đạo mạnh yếu có quan hệ. Bất quá hai người tương lai đường, lẫn nhau không bị ảnh hưởng. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, đồng nguyên bản nguyên đại đạo, cũng không đại biểu là đồng dạng bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo dài đến 1 vạn mét, nghĩ đến nói là đồng dạng bản nguyên đại đạo, mà không chỉ có chỉ là đồng nguyên. Nếu như đồng nguyên, thế gian lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực nhiều không kể xiết. Thời không lão nhân làm sao cũng là Hồng Mông Tiên Vương rồi a, hắn bản nguyên đại đạo chẳng phải là đã sớm vượt qua 9.000 mét. Cái kia chư thiên vạn giới, lĩnh ngộ thời không bản nguyên đại đạo lại có bao nhiêu, căn bản sẽ không có người thứ hai có thể dựa vào thời không bản nguyên chi lực đột phá thánh tổ cảnh. Ý nghĩ vẫn là quá giới hạn, Tiêu Phàm nội tâm thở dài, hắn biết rõ, trước mắt nam tử khôi ngô, hơn phân nửa là hoang ma bản thể. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích, cùng đấu thiên bọn họ cùng thời đại hoang ma, cũng chỉ là thiên vương cảnh mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, một mực cùng hắn tiếp xúc hoang ma, khả năng rất lớn chỉ là một bộ phân thân. Hoang ma phân thân ở tiên ma giới trải qua sự tình, tự nhiên là không cách nào vượt qua thời không chi hà. Đem tin tức truyền đạt cho bản thể, hoang ma bản thể không biết mình quá bình thường. Không có gặp bản thân vừa rồi gọi hắn hoang ma, hắn đều không có phủ nhận sao. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, hoang ma bản thể làm sao sẽ rơi vào khư tộc trong tay. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, phòng bị hướng về cuối thông đạo. Vừa rồi một sát na kia, hắn cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức từ cuối thông đạo xuất hiện. Hiển nhiên, có người đến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm lần nữa triệu hồi ra vạn nguyên huyễn thú, hắn vẫn như cũ duy trì khư thái tử bộ dáng. Ở chỗ này, khư thái tử thân phận vẫn là cực kỳ không thấp, bằng không cũng không khả năng có tiến vào nơi này tư cách. Ngay sau đó hắn lại đánh ra từng đạo thủ quyết, tạm thời phong cấm bên cạnh nhà tù, phòng ngừa khí tức tiết lộ. Ngươi cần phải nhanh một chút, Tiêu Phàm liếc nam tử khôi ngô một cái, cầm kiếm đứng ở vạn nguyên huyễn thú một bước về sau. Vạn nguyên huyễn thú mặc dù đã là nửa bước hỗn nguyên tiên vương, nhưng chân chính chiến đấu, hắn mới là chủ lực. Mấy tức về sau, mấy đạo thân ảnh rốt cục xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn là để vạn nguyên huyễn thú biến thành khư thái tử tiến vào nơi này, lại là không nghĩ tới, chính chủ sẽ xuất hiện ở đây. Cầm xuống, khư
Khư Thái Tử cũng trước tiên phát hiện Tiêu Phàm bọn họ, khi hắn nhìn thấy đối diện bản thân thời khắc, lập tức giận không kềm được, đưa tay vung lên, sau lưng một đám thủ vệ ùa lên. Tiêu Phàm không có động thủ, ngược lại là Vạn Nguyên Huyễn Thú, nhìn thấy mấy cái thủ vệ đánh tới, mạnh mẽ khí tức quét sạch mà ra, quát lạnh nói, các ngươi phản hay sao? Mấy cái thủ vệ nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, ngừng thân hình, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đối diện là Khư Thái Tử, sau lưng cũng là Khư Thái Tử, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nghe ai mệnh lệnh. Vạn nhất đối diện Khư Thái Tử là thật, đoàn người mình lại muốn giết hắn, tuyệt đối chịu không nổi. Các ngươi làm cái gì, hắn là giả, giết hắn, bản vương chịu trách nhiệm. Khư Thái Tử triệt để tức giận, ngực đều kém chút nổ tung. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại có người dám cả gan giả mạo bản thân tiến vào nơi này. Hoàn hảo phát hiện ra sớm, bằng không mà nói, bản thân tuyệt đối phải cõng nỗi oan ức này. Mấy cái thủ vệ nghe vậy, lại có chút sục dịch. Bản vương xem ai dám, Vạn Nguyên Huyễn Thú nhướng mày một cái, cường hãn khư tộc huyết mạch nở rộ, mấy cái kia thủ vệ lập tức nơm nớp lo sợ, đừng nói chiến đấu, có thể đứng ổn liền đã tính sẽ không tệ. Bàn về biến ảo, Vạn Nguyên Huyễn Thú hoàn toàn có thể làm đến lấy giả đổi thật, phần lớn người đều nhìn không ra sơ hở. Lúc trước nó biến thành Tiêu Phàm tiến về Vô Tận Thần Phủ, nếu không phải Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ đã sớm kịp chuẩn bị, lưu lại ám ngữ, Vô Tận Thần Phủ đoán chừng đã sớm gặp nạn. Tiêu Phàm đối Vạn Nguyên Huyễn Thú năng lực, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không muốn động thủ, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chỉ cần Hoang Ma đột phá Hồng Mông Tiên Vương, nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành. Tốt, 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 Khư Thái Tử giận quá thành cười. Cũng không vội vã động thủ, cười gằn nói, không, người cái này là đang tự tìm cái chết. Không, Tiêu Phàm trong lòng sững sờ, trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên. Ma La thế nhưng là nói với hắn, khư tộc bây giờ có ba đại vương khư thú, trừ bỏ Khư Thái Tử bên ngoài, còn có hai người. Một người là Tuyệt, mà đổi thành một người thì là danh xưng vô. Tuyệt tiến vào tiên ma động, hiển nhiên là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có vô. Khư Thái Tử cho rằng Vạn Nguyên Huyễn Thú là vô, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Vạn Nguyên Huyễn Thú thừa nhận. Vô, ngươi dám cả gan giả mạo bản vương, Khư Thiên Thành, cũng không phải địa bàn của ngươi. Vạn Nguyên Huyễn Thú phản kích, đợi trận chiến này kết thúc, Khư Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hoàng Thiên đều không bảo vệ được ngươi. Khư Thái Tử tức bể phổi, mình là vô. Lão tử đường đường bản tôn, vậy mà trở thành giả mạo người. Hai vị đại nhân, các ngươi nhưng có chứng minh bản thân thân phận. Trong đó một cái thủ vệ nhịn không được mở miệng nói. Bọn họ đều là huyết mạch cấp thấp khư tộc, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hai cái vương khư thú huyết mạch khí tức va chạm. Bọn họ đứng ở chính giữa, không phải bình thường suối quẩy. Bản vương cần chứng minh, Khư Thái Tử lạnh lùng chừng cái kia thủ vệ một cái, sát khí bành trướng. Ngươi có tư cách gì để bản vương chứng minh? Vạn Nguyên Huyễn Thú cũng đồng thời mở miệng, khí thế, thần thái cùng Khư Thái Tử hoàn toàn giống như đúc. Cái kia thủ vệ toàn thân nơm nớp lo sợ, vội vàng ngậm miệng không nói. Hắn ngược lại là muốn nói, tiểu gia căn bản không cần các ngươi chứng minh, có thể các ngươi ngược lại để chúng ta rời đi trước a. Loại này bị áp chế, liền đầu cũng không ngẩng lên được cảm giác, thật không phải bình thường khó chịu a. Hai vị đại lão không thể trêu vào, bản vương mặc dù không cần chứng minh cái gì, nhưng chờ chút, chờ những người khác đến, hai người các ngươi chỉ có đường chết một đầu. Khư Thái Tử cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm hai người, đừng quên, nơi này chính là Khư Thiên Thành. Đúng vậy a, nơi này là Khư Thiên Thành, là bản vương địa bàn, bản vương lại có sợ gì? Vạn Nguyên Huyễn Thú khí thế hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, lơ đễnh nhìn xem Khư Thái Tử. Các ngươi nếu là thật, vậy vì sao phải mang đi vạn tộc người? Khư Thái Tử cười lạnh. Mấy cái kia thủ vệ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, nếu như đối diện Khư Thái Tử là thật, vậy vì sao phải đem giam giữ vạn tộc tu sĩ mang đi? Hừ, ngu xuẩn, Vạn Nguyên Huyễn Thú cười lạnh, ngươi cho rằng, vạn tộc công kích Khư Thiên Thành là vì cái gì? Hắn dừng một chút, lại nói, bọn họ chỉ bất quá điệu hổ ly sơn, nghĩ giải cứu vạn tộc tu sĩ mà thôi. Khư Thiên để cho ta chuyển di vạn tộc tu sĩ, người ngay cả điều này cũng không biết. Mấy cái kia thủ vệ mãnh kinh, phòng bị nhìn xem Khư Thái Tử.
giả, vĩnh viễn là giả. Khư thái tử khẽ nhíu mày, hận không thể một bàn tay chụp chết mấy cái kia thủ vệ. Mấy cái ngu xuẩn, người khác nói cái gì các ngươi liền tin, đồ đần đều có thể nhìn ra bọn họ là giả. Hắn không biết, đối phương dũng khí từ đâu tới, vậy mà biểu hiện như thế thong dong. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có loại dự cảm bất an. Bởi vì hắn xác thực không có cách nào chứng minh cái gì, khư tộc thiên phú chính là biến ảo. Hắn có thể cảm nhận được, vạn nguyên huyễn thú cũng là vương khư thú, biến thành thủ đoạn căn bản không kém gì hắn. Vô luận đối phương có thể hay không, chỉ cần chính mình thủ đoạn hiển lộ, đối phương liền có thể trong nháy mắt phục chế bản thân. Đúng vậy a, thật không thể giả, giả cũng thật không được. Vạn nguyên huyễn thú phản kích, nhưng hắn nội tâm đã có chút sốt ruột. Hai người cùng một chỗ, tự nhiên là không cách nào phân biệt. Nhưng nếu như khư thiên thành người, để bọn hắn tách ra chứng minh bản thân, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh trong phòng giam, nhìn thấy hoang ma như trước đang trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, đoán chừng trong thời gian ngắn không có khả năng thành công. Khư thái tử rõ ràng đã thông chi những người khác, không bao lâu sẽ đến nơi này. Nếu là bọn họ phát hiện hoang ma đang ở trùng kích Hồng Mông Tiên Vương, những người kia tuyệt đối sẽ trước tiên đối hoang ma xuất thủ, về phần cái kia khư thái tử là thật là giả, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm. Hiển nhiên, kéo dài thời gian một chiêu này, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Chủ thượng, không dám giả mạo ngài tự tiện tiến vào nơi này, đáng chém. Đột nhiên, Tiêu Phàm chủ động tiến lên xin chiến. Chuẩn, vạn nguyên huyễn thú không chút do dự nói. Hắn giờ phút này đang ở lo lắng bên trong, nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, tự nhiên ước gì để Tiêu Phàm đến khống chế, dù sao bản thân chỉ cần yên lặng giả mạo khư thái tử là đủ rồi. Muốn động thủ, biết mình muốn bại lộ, khư thái tử ước gì mấy người động thủ, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười được. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm kiếm giết ra, mấy cái kia thủ vệ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, sương mù màu đen tràn ngập thông đạo. Phải biết, trong đó còn có một cái hỗn nguyên tiên vương cảnh A, vậy mà vừa đối mặt liền bị xử lý. Dạng này thực lực, cho dù hắn cũng làm không được A. Bất quá, hắn rất nhanh lại khôi phục chấn định. Đối phương mặc dù hủy diệt mấy cái thủ vệ nhục thân, nhưng nghĩ giết chết bọn hắn, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Hỗn nguyên tiên vương cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chết. Nhưng mà, hắn không có gặp chính là... Làm Tiêu Phàm nghiền nát mấy cái kia thủ vệ nhục thân thời khắc, hậu phương vạn nguyên huyễn thú đột nhiên há miệng hút vào. Cuồn cuộn sương mù màu đen điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn, ở hắn quanh thân, càng là giăng đầy vô số bản nguyên tiên tinh. Oanh, mấy tức về sau, vạn nguyên huyễn thú khí tức trên thân tăng vọt. Không đúng, ngươi không phải vô, ngươi là ai? Khư thái tử giản đáp một màn này, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, vô cùng hắn đồng dạng. Đều là hỗn nguyên tiên vương cảnh A. Mà đối phương, rõ ràng chỉ là la thiên tiên vương cảnh mà thôi, không, hiện tại đã là hỗn nguyên tiên vương. Nghi vấn của hắn, nhất định không có người sẽ trả lời hắn. Tiêu Phàm cầm kiếm đã tới trước người hắn, giết khư thái tử liên tục bại lui. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền lui về thông đạo, mặc dù hắn nghiền nát mấy cái thủ vệ nhục thân, nhưng là trong đó còn có hai cái hỗn độn tiên linh tộc. Bọn họ có thể so sánh khư tộc càng khó chết. Khư tộc bị vạn nguyên huyễn thú thôn phệ, gần như không có khả năng phục sinh, nhưng hỗn độn tiên linh tộc, trừ phi vỡ nát bọn họ bản nguyên đại đạo, nếu không thì không chết được. Phốc phốc, Tiêu Phàm lần nữa nghiền nát bọn hắn nhục thân, để mấy cái kia hỗn độn tiên linh tộc có loại hộc máu xúc động. Bọn họ không biết là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bọn hắn nhục thân một lần lại một lần vỡ nát, dục tiên dục tử. Khi bọn hắn cảm thấy mình rốt cuộc sống sót thời khắc, bọn họ lại quỷ dị phát hiện, Tiêu Phàm vậy mà không thấy. Ngược lại là hai cái khư thái tử, ở trong đường hầm chiến thành một đoàn. Cái kia hỗn độn tiên linh tộc đây, trong đó một cái tu sĩ mở miệng, hắn bản thân liền là hỗn độn tiên linh tộc, giờ phút này vẻ mặt mờ mịt. Bên cạnh hắn, còn có hai người, cũng đồng dạng là hỗn độn tiên linh tộc, cũng là bọn họ đồng bạn. Ba người sắc mặt tái nhợt. Vừa kinh vừa sợ hướng về cách đó không xa hai cái khư thái tử chiến đấu. Ai là khư thái tử? Đột nhiên, một cái khác hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ mở miệng. Hai người kia nghe vậy, ngươi nhìn lấy ta,
ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đúng vậy, bọn họ đều không phân biệt được, cái nào mới thật sự là Khư Thái Tử. Hơn nữa, hai người thực lực, thủ đoạn, cơ hồ không có sai biệt, căn bản không có bất luận cái gì hai dạng. Đừng nói bọn họ, chính là Khư Thái Tử bản thân, đều có chút hoài nghi. Hắn đã thi triển ra mấy loại thủ đoạn, lại hoàn toàn không làm gì được đối phương. Để cho hắn hoảng sợ là, đối diện hàng giả, lại có một học một, hoàn toàn đem hắn thủ đoạn phục chế xuống tới. Oanh, một tiếng nổ vang, thông đạo rung động kịch liệt, thiếu chút nữa thì vỡ nát ra, hai người vừa chạm vào tức mở, lui lại mấy chục trượng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Thần sắc, khí chất, cơ hồ giống như đúc. Ngươi rốt cuộc là ai? Khư Thái Tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem đối diện vạn nguyên huyễn thú. Giờ khắc này, hắn nội tâm có chút sợ hãi. Hắn biết đến vương khư thú chỉ mấy cái như vậy, trừ bỏ cửu thiên bên trong mấy người, còn dư lại chỉ có ba người mà thôi. Nhưng mà, thủ đoạn của đối phương quả thật làm cho hắn sợ hãi. Phải biết, khư tộc có thể phục chế nặng bao nhiêu bản nguyên, đây là bọn hắn khư tộc đặc thù thiên phú. Nhưng hiện tại, bọn họ khư tộc vẫn lấy làm quang vinh năng lực, lại ngược lại trở thành bọn họ gông cùm xiềng xích. Nếu là đối phương thật giả mạo thành công, đánh vào khư tộc nội bộ, tuyệt đối là bọn họ tai nạn. Các ngươi hạng giả áo túi cơm, dám giả mạo bản vương, đáng chém. Vạn nguyên huyễn thú lạnh rên một tiếng, khuôn mặt băng lãnh, quanh thân hàn khí cuồng bốc lên, cả người lộ ra kiêu căng khó thuần. Dường như hắn giờ phút này, mới thật sự là Khư Thái Tử. Khư Thái Tử tức bể phổi, còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ thông đạo hậu phương vọt tới, Khư Thái Tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vạn nguyên huyễn thú nhún nhún vai, lộ ra khinh thường. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân, há lại sẽ sợ hãi đối phương. Rốt cục, mấy chục đạo thân ảnh chen chúc mà tới, xuất hiện ở cuối thông đạo. Người cầm đầu, trên người tản ra cuồng bạo khí tức, dĩ nhiên là một cái hỗn nguyên tiên vương. Hắn ánh mắt trước tiên đảo qua vạn nguyên huyễn thú, sau đó đột nhiên thân hình lóe lên, hung hăng một bàn tay hướng về Khư Thái Tử vỗ tới. Khư Thái Tử nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lúc vội vàng đánh trả một trường, thân thể trọng trọng đâm vào trên lối đi, cánh tay đều nổ tung. Tham Khuê, ngươi làm gì? Khư Thái Tử vừa giận vừa sợ trừng mắt người xuất thủ. Người kia vốn định thừa cơ cầm xuống Khư Thái Tử, nhưng làm hắn nhìn thấy Khư Thái Tử dung mạo lúc, thần sắc run lên, bàn tay dừng lại tại hư không, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là mờ mịt, ta đang làm gì? Ta vừa rồi vậy mà đối Khư Thái Tử động thủ. Không đúng, hắn nếu như Khư Thái Tử, đôi kia mặt Khư Thái Tử là ai? Tham Khuê, ngươi làm rất tốt, người này giả mạo bản vương, đáng chém. Vạn nguyên huyễn thú hợp thời mở miệng, sát ý dâng trào, từng bước một hướng về Khư Thái Tử đi đến. Tham Khuê nheo mắt, ánh mắt ở vạn nguyên huyễn thú cùng Khư Thái Tử trên người bồi hồi. Lấy nhãn lực của hắn, vậy mà cũng hoàn toàn không phân biệt được, ai thiệt ai giả. Thở sâu, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau lưng đám người, nhưng mà, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên đều phân biệt không ra. Bọn họ khí thế hung hăng tiến đến, vốn nghĩ rất nhanh liền có thể giải quyết đối thủ. Nhưng mà chưa ai từng nghĩ tới, sự tình vậy mà là như vậy cục diện. Động thủ đi, vạn nhất giết nhầm, cái kia có thể gặp phiền toái. Nhưng không động thủ a, chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này làm nhìn xem. Ba người các ngươi một mực ở nơi này. Đột nhiên, Tham Khuê ánh mắt vẻ mặt, nhìn về phía vạn nguyên huyễn thú sau lưng ba cái hỗn độn tiên linh tộc tu sĩ. Ba người gật gật đầu, một người trong đó nói, Tham Khuê đại nhân, chúng ta cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Hai người khác đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, bọn họ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tham dự trong đó. Tham Khuê mặt sạm lại, hy vọng cuối cùng tan vỡ. Làm sao bây giờ, giúp đỡ a, rất cấp bách. Tham Khuê giờ phút này cực kỳ hối hận, sớm biết, bản thân cũng không cần tới nơi này, bây giờ chỗ này chính là một khoai lang bỏng tay. Tham Khuê đại nhân, nếu không chúng ta đều ở lại đây chờ Khư Thiên đại nhân tới này, tự nhiên là có thể phân biệt ra thật giả. Chỉ chốc lát sau, vạn nguyên huyễn thú sau lưng một cái hỗn độn tiên linh tộc mở miệng đề nghị. Tham Lam nhíu mày. Lão tử còn không biết Khư Thiên đại nhân có thể phân rõ sao. Nhưng bên ngoài đại chiến,
quỷ mới biết phải bao lâu kết thúc. Chờ Khư Thiên đại nhân tới này, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Mấu chốt là, vạn tộc khí thế hung hăng, ai biết có thể hay không chân chính khai chiến. Nếu là chân chính khai chiến, vậy coi như không phải đỉnh tiêm chiến lực chiến đấu, bọn họ những người này cũng là sẽ tham dự. Đến lúc đó, bọn họ không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Vậy thì chờ a, vạn nguyên huyễn thú mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Có thể không chiến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao Tiêu Phàm mục đích, cũng là kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ cần hoang ma đột phá hồng mông tiên vương cảnh, giải quyết những người trước mắt này còn không là một bữa ăn sáng. Trong phòng giam, hoang ma khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, một hồi cuồng bạo hết sức, một hồi lại ôn hòa hết sức, hắn trên mặt hiện lên thống khổ.